Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 32. Ngay khi con dao pha chỉ còn cách đầu Dương Tiêu 1 cm, trong mắt Dương Tiêu bắn ra tia sáng lạnh, lực lượng cuồng bạo giống như nước biển hoàn toàn sôi trào. Tôi Dương Tiêu, kiếp này không muốn sống mãi, nếu trời bỏ rơi tôi, trời có thể bị bắt nạt, nếu thế giới bỏ tôi, thế giới sẽ bị tàn sát. Tôi Dương Tiêu, kiếp này chỉ nguyện cộng sinh, không tranh đấu trăm đời, chỉ tranh một đời, không cầu vĩnh hằng, chỉ cầu ngày đêm. Hôm nay, sửa thanh kiếm của tôi, giết cửu thiên. Vảy máu của tôi, đi về phía trước không lùi. Leng keng ngổ. Ngay khi dao pha chạm vào da đầu của Dương Tiêu, kiếm dài trong tay Dương Tiêu hóa thành một tia sáng lạnh bắn ra. Một bản dao hưởng kim loại vang lên, chỉ nhìn thấy dao trong tay người đàn ông vạm vỡ bị kiếm chém thành hai khúc. Cổ họng người đàn ông vạm vỡ xuất hiện vệt máu, cả người ngã thẳng xuống đất. Nhìn thấy một thành viên khác của Bạch Long xã bị Dương Tiêu giết chết, người đàn ông một mắt ầm u nói, tên khốn, dám giết người trong Bạch Long xã, tôi sẽ tự tay giết chết cậu. Giết tôi, chỉ dựa vào anh, ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt người đàn ông một mắt. Vẻ on rút lời, kiếm dài trong tay Dương Tiêu giống như câu võng, hóa thành tia chớp bắn về phía người đàn ông một mắt. Ý định giết người rất đáng sợ. Chiến kiếm, không thể ngăn cản. Vèo 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 on đi qua bất cứ nơi nào, hàng chục người bị chiến kiếm xuyên qua ngực như cỏ dại, hoàn toàn mất hết sinh lực trong cơ thể. Không ổn, người đàn ông một mắt nhìn chiến kiếm quét về phía mình, vẻ mặt kinh hãi, muốn né tránh cũng đã muộn. Phập một tiếng, cuối cùng, thanh kiếm cũng đâm vào cơ thể người đàn ông một mắt, người đàn ông một mắt rên rỉ, anh ta nằm mơ cũng không ngờ người tới sẽ hung hãn như vậy. Nhị quản gia. Khi nhìn thấy người đàn ông một mắt bị kiếm đâm hơn nghìn thành viên của Bạch Long xã Đông Thanh kêu lên. Màu sắc trên mặt người đàn ông một mắt dần trở nên tái nhợt, anh ta ôm ngực, chỉ một ngón tay về phía Dương Tiêu rồi đau thương nói, báo thù. Cho tôi, báo thù, cho tôi. Câu nói cuối cùng roi xuống, đôi mắt của người đàn ông một mắt tối sầu ầm lại, anh ta hoàn toàn mất hết hơi thở. Báo thù cho nhị quản gia, giết, nhìn thấy, người một mắt chết, hơn nghìn. Người trong Bạch Long xã vô cùng phân nộ. Báo thù cho nhị quản gia, giết. Cái chết của người đàn ông một mắt giống như một chất xúc tác khiến các thành viên của Bạch Long xã hoàn toàn tức giận, tất cả đều ì ao về phía Dương Tiêu với vẻ mặt hung bạo. Vẻ on một người đàn ông mạnh mẽ cầm dao pha chém về phía Dương Tiêu một cách quyết liệt. Phập, con dao còn chưa đến gần Dương Tiêu, anh ta chỉ cảm thấy miệng đau nhói, tay phải run lên, con dao trong tay rơi xuống đất. Tuy nhiên, đúng lúc này, tay phải Dương Tiêu túm con dao, hóa thành một đường sáng quét qua cổ của người nọ, trên mặt đất lại xuất hiện một thi thể khác. Giết, một người tấn công Dương Tiêu từ phía sau. Hai mắt Dương Tiêu lạnh lẽo, nhưng cũng không quay đầu lại, thân hình hơi cúi xuông, hai tay cầm dao giỏng như sâm sét đâm vào bụng người nọ. Kẻ đánh lén đã rất kinh hoàng, trước khi chết anh ta không, thấy Dương Tiêu đã ra tay như thế nào. Súc sinh, nhận mạng của mình đi. Kẻ thứ ba hung tợn hung ác ra tay với tốc độ cực nhanh. Bộ pi, y anh ta nhanh, Dương Tiêu còn nhanh hơn, chân nhanh như chớp rơi vào trên ngực người này hoàn toàn không chịu nội lực lượng của Dương Tiểu, thân thể bị đá bay đi như một quả đạn đại bác. Khi đáp xuống đất, anh ta nôn ra một ngụm máu kèm theo một tiếng òa lên, ngực và xương sườn của anh ta đều vỡ ra, anh ta đi đời nhà ma. Giết liên tiếp ba người, máu trong người Dương Tiêu hoàn toàn sôi lên. Trong cuộc sống của Dương Tiêu này, không giỏi đánh nhau, chỉ giỏi dê người nếu đã không ra tay thì thôi, một khi ra tay không lây mạng không nhìn lại. Dù đã im hơi lặng tiếng 5 năm, nhưng nhiệt huyết của đàn ông thuộc về Dương Tiêu vẫn không hề phai nhạt. Vèo. Ngay sau đó, Dương Tiêu cầm dao lao vào đám đông như hổ xuống núi. Chết đi, có người muốn lấy mạng Dương Tiêu. Hai tay Dương Tiêu cầm dao rơi xuống như một cái máy gặt, người đàn ông chết ngay lập tức. Chết, một người khác không biết sống chết lao tới. Với một tiếng phập, một bóng mở lóe lên trước mắt người đó, xác của người đó bị tách ra. Vèo 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 on Dương Tiêu như quỷ như mị, hai con dao chiến trong tay anh rơi xuông gần như một cơn bão. Hơn nghìn người trong Bạch Long xã không ai địch nổi một chiêu của Dương Tiêu. Anh giống như một con quỷ đến từ vực thăm đến để đòi mạng. Chạm vào, lập tức chết. Chạm vào, lập tức bị thương. 1, 100, 300, 500, 800. Không đến 10 phút, toàn bộ Bạch Long xã trời đất mù mịt, một sát thần tối cao tàn phá bừa bãi lây mạng liên tục.
Má ơi, tên này là quái vật hả? Ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc, nhìn xác chết nằm la liệt trên mặt đất, hai cha ấm người còn lại trong Bạch Long xã đều sắp nứt cả tim gan. Chỉ thấy tàn nhẫn, chưa bao giờ nhìn thấy sự tàn nhẫn như vậy. Chỉ trong vòng chưa đầy 10 phút, hơn 800 người trong Bạch Long xã bọn họ đã bị diệt. Họ không hề biết rằng người đứng trước mặt họ chính là Dương Tiêu, thần chết điện hạ khiến người khác nghe tin đã xõ mắt mật. Trong thời kỳ đỉnh cao, bất cứ nơi nào Dương Tiêu đi qua đều có thể gây ra một cơn bão đẫm máu. Anh từng bị sát thủ hàng đầu quốc tế đuổi giết, anh từng bị hàng chục nghìn lính đánh thuê hàng đầu quốc tế đuổi giết, anh đã từng bắt chấp mưa đạn. Dù vậy, Dương Tiêu chưa bao giờ mất mạng. Nhóm người Bạch Long xã đứng trước mặt Dương Tiêu như những con cừu non bị làm thịt, như thế không chịu nôi một đòn. Lúc này, họ mới nhận ra sự sống mong manh đến nhường nào, bọn họ mới thực sự biết hóa ra trên đời này thật sự có thần chết. Bộp bộp, nhìn thấy Dương Tiêu cầm dao đi về phía họ với vẻ mặt thờ ơ lạnh lẽo, cả đám mật hôn mất vía. Bọn họ biết đối phương có ý định giết người bay tung tóe, đây là đang muốn tiêu diệt toàn bộ Bạch Long xã. Đại ca, ông lớn, chúng tôi sai rồi, chúng tôi đầu hàng, xin hãy tha cho chúng tôi một con đường sống. Một người không nhịn được sợ hãi hét lên. Đáng tiếc là Dương Tiêu không dừng lại. Lúc này ánh mắt của Dương Tiêu chỉ có lạnh lẽo, mẹ của anh bị giam trong Bạch Long xã, bản thân Dương Tiêu cũng không có ấn tượng tốt với đám người này. Bên cạnh đó, Bạch Long xã là thế lực lớn nhất Đế Đô, làm loạn trật tự xã hội, đám người này chết cũng chưa hết tội. Vì vậy, Dương Tiêu không hề nhẹ tay. Thấy vẻ mặt Dương Tiêu không hề có gợn sóng, một tên vạm vỡ hít sâu một hơi, các anh em, thằng nhóc này sẽ không dễ dàng tha chúng ta, đánh trả còn hơn bị làm thịt, có lẽ chúng ta vẫn còn có hy vọng, đấu với cậu ta, giết. Giết đi. Có người dẫn đầu, một đám liều mạng lại bừng bừng sát khí, bọn họ ba chấp tính mạng lao thẳng về phía Dương Tiêu. Kít. Đúng lúc này, một chiếc xe thể thao quốc tế dừng trước cổng Bạch Long xã, nhìn thấy hàng trăm người đang tấn công Dương Tiêu, người trong xe kinh ngạc, tất cả dừng tay ngay cho tôi. Đáng tiếc, đã quá muộn. Bóp 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 bóp. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng bắn ra, hơn 200 người lao về phía anh lần lượt ngã xuống đất, trung bình mỗi giây có ít nhất 3 người chết. Kết thúc rồi, Bạch Long xã của tôi kết thúc rồi. Nhìn thấy sinh mệnh tươi mới ngã xuống, một người đàn ông trung niên trên chiếc xe thể thao bước xuống với vẻ mặt đầy tuyệt vọng. Còn nhớ tôi là ai không? Sau khi dây hơn 1000 người trong Bạch Long xã, Dương Tiêu bước tới trước mặt người đàn ông trung niên với vẻ mặt lạnh băng. Người đàn ông trung niên tên Mạc Lôi là ông chủ của Bạch Long xã, tối hôm qua anh ta đã đưa người đến Cẩm Lý Viên ám sát Dương Tiêu. Cuối cùng ám sát thất bại, ngược lại còn bị Dương Tiêu câm sa Mạc Chỉ Ưng cắt đứt biểu tượng đàn ông của anh ta. Vừa mới xuất viện, Mạc Lôi đã trở lại tổng bộ, ai dè vừa mới trở về Bạch Long xã đã có hàng nghìn người chết oan. Mạc Lôi nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu như thể nhìn thấy ma nói, cậu là Dương Tiêu tối hôm cùa. Quỳ xuống cho tôi, Dương Tiêu tức giận khiên trách với vẻ mặt băng giá. Cảm nhận được sự tức giận vô tận trên người của Dương Tiêu, linh hồn Mạc Lôi run lên, dưới luồng khí hỗn loạn của Dương Tiêu hai chân anh ta run dây. Phỉ chi cuối cùng, Mạc Lôi không thể kìm chế được nỗi sợ hãi hai đầu gối quỳ vững trên mặt đất. Ngay sau đó, người đứng đầu Bạch Long xã cúi đầu. Nhìn Mạc Lôi, Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Anh thật sự không ngờ người ra tay ám sát mình đêm qua lại là Mạc Lôi, ông chủ của Bạch Long xã. Đại ca, cho tiểu nhân một đường sông đi. Nhà tôi còn có già có trẻ, cầu xin đại ca đại nhân không chấp tiêu nhân, sau này tiểu than nhất định sẽ thay đổi triệt đề, trở thành một người mới. Hơn 1000 người trong Bạch Long xã đã bỏ mạng, giọng Mạc Lôi run rẩy nhìn Dương Tiêu với ánh mắt tràn đầy cầu xin. Lúc này, Mạc Lôi còn cho rằng Dương Tiêu ghim vụ ám sát đêm qua nên mới đặc biệt đến Bạch Long xã trả thù. Dương Tiêu lạnh lùng nói, bớt nói nhảm, tôi hỏi, anh trả lời. Vâng, đại ca cứ hỏi đi, tiêu nhân biệt gì nói nãy, biết gì nói nấy. Mạc Lôi kinh hãi nói. Dương Tiêu hỏi, đêm qua ai là người bảo anh tới ám sát tôi? Là Dương Bân Hàn, cậu chủ lớn nhà họ Dương ở Đế Đô. Tối hôm qua cậu ta ra giá 100 triệu tệ bảo tôi dẫn đội đi ám sát đại ca. Mạc Lôi vội vàng nói. Sống chết mặc bay tiền thầy bỏ túi, chỉ cần Dương Tiêu hỏi gì Mạc Lôi cũng sẽ trả lời, chỉ cần có thể bảo đảm cái mạng nhỏ của mình. 100 triệu tệ, Dương Tiêu giễu cọt, đúng là anh cả tốt của tôi. Ra giá 100 triệu tệ lấy mạng của tôi,
thật sự xem thường tôi. Cái gì, anh cả tốt của tôi? Chẳng lẽ, âm một tiếng, Mạc Lôi choáng váng. Lăn lộn ở Đề Đô nhiều năm như vậy, Mạc Lôi đương nhiên biết nhà họ Dương ở Đề Đô còn có cậu chủ nhỏ Dương Tiêu bị đuổi ra ngoài. Nghĩ kỹ lại, người trước mặt cũng tên là Dương Tiêu, chẳng lẽ cậu ta chính là cậu chủ nhỏ bị nhà họ Dương đuổi ra khỏi Đề Đô năm đó sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Điều quan trọng nhất là Mạc Lôi cũng nghe nói cậu chủ nhỏ nhà họ Dương mới trở về Đề Đô không lâu, rất nhiều ông lớn đều kinh hãi, hàng chục nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới tói kính chào, thậm chí còn có Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới cũng đích thân đến. Nghĩ đến điều này, não của Mạc Lôi ong ong suýt ngất xỉu. Mẹ kiếp Dương Bân Hàn, tên khốn nhà cậu hại chết ông đây rồi. Là thế lực lớn nhất Đề Đô, tự nhiên Bạch Long xã có tình báo đáng tin cậy, lại nhìn Dương Tiêu một mình dê hơn 1.000 thành viên của Bạch Long xã, tin tức này là sự thật 99%. Nghĩ đến việc Dương Bân Hàn bảo mình ám sát Dương Tiêu, Mạc Lôi thật sự muốn chửi bới tổ tiên 18 đời của Dương Bân Hàn. Nếu biết trước Dương Tiêu khủng bố như vậy, đừng nói là 100 triệu tệ, cho dù cho 100 tỷ tệ anh ta cũng không nhận đơn hàng này. Sống không tốt hả, Dương Bân Hàn ông nội cậu, sống không tốt hả? Dương Tiêu tiếp tục hỏi, ai bảo các người giam giữ một người phụ nữ trung niên tên Hứa Tuệ Nhàn? Hứa Tuệ Nhàn, Mạc Lôi sững sờ. Vẻ mặt Dương Tiêu âm trầm như có thể vắt ra nước, ai bảo các người giam giữ? Mạc Lôi suy nghĩ kỹ, đột nhiên trong đầu anh ta lóe lên một tia chớp, như thể đã nghĩ tới điều gì đó. Tôi biết đó là ai, người tên Hứa Tuệ Nhàn được một tên người mặc đồ đen bí ẩn đưa đến chỗ chúng tôi. Chúng tôi không biết nguồn gốc của người mặc đồ đen bí ẩn đó, chỉ biết người đó có rất nhiều tiền, cho chúng tôi 1 tỷ tệ. Chuyện giam giữ người này chúng tôi đã làm rất nhiều. Chúng tôi thực sự không thể cưỡng lại mức giá mà người mặc đồ đen bí ẩn đưa ra, vì vậy chúng tôi đã giam giữ người tên Hứa Tuệ Nhàn đó, Mạc Lôi vội vàng nói. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, người mặc đồ đen bí ẩn. Anh có thấy người mặc đồ đen này trông như thế nào không? Bây giờ anh có thông tin liên lạc của người này không? Không rõ trông như thế nào. Khi người đó đến mặc một chiếc áo choàng đen, không để lại thông tin liên lạc của mình, nhưng... Mạc Lôi rơi vào trầm tư. Nhưng gì, ánh mắt Dương Tiêu trở nên lì, lùng. Nghĩ đến việc có người xuống tay với mẹ mình, không cần phải nói Dương Tiêu tức giận đến mức nào. Những năm đầu, từ khi cha mất tích, anh và mẹ bị bà cụ ghét, đối xử không khác gì người giúp việc trong nhà, cộng thêm việc Dương Bân Hàn tiếp tục đàn áp, anh và mẹ chỉ có thể nương tựa vào nhau. Nhiều khi bọn họ ăn không đủ no, vì để anh phát triển nên mỗi lần mẹ sẽ ăn rất ít, thức ăn dư thì cho vào bát anh. Mỗi khi nghĩ đến điều này, Dương Tiêu không khỏi cảm thấy thân là con, bản thân mình rất hổ thẹn. Đồng thời, mỗi khi nghĩ đến điều này, Dương Tiêu lại căm hận nhà họ Dương ở Đề Đô ngút trời. Mạc Lôi dừng một chút, sau đó nói tiếp, tiểu nhân vô tình nhìn thấy người mặc đồ đen bí ẩn này có mái tóc màu vàng, hình như nói tiếng Trung không lưu loát. Tóc vàng, nói tiếng Trung không lưu loát, chẳng lẽ người này là người nước ngoài? Dương Tiêu hơi ngạc nhiên. Anh ở trong nước im lặng 5 năm, cho dù đắc tội nhiều thế lực cùng vô số kẻ địch, nhưng trong thời gian ngắn như vậy anh cũng sẽ không bại lộ. Vì vậy người này nhắm vào mẹ anh có mục đích, đã vậy còn là người nước ngoài, điều này có hơi bất thường. Mạc Lôi nhìn Dương Tiêu bằng ánh mắt cầu xin, đại ca, cậu muốn nghe gì tôi đã nói cả, bây giờ cậu có thể thả tôi như rắm được không? Anh tự sát đi, Dương Tiêu vứt con dao pha dính đầy máu suông. Cái gì, tự sát đi? Nghe đến đây, Mạc Lôi như bị sét đánh trúng giữa trời xanh, anh ta gần như gục ngã. Sút lời, Dương Tiêu không còn do dự nữa, anh đi về phía phòng giam của Bạch Long xã. Nhặt con dao pha dưới đất lên, Mạc Lôi run tay, không ngờ Dương Tiêu làm việc lại tàn nhẫn vô tình đến vậy. Lão đại, để bọn tôi giết cậu ta. Mấy tên đàn em trong xe nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Dương Tiêu với vẻ mặt hung tợn. Bóp 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 bóp. Những người này vừa rút lời, thanh niên trong Long Môn phụ trách lái xe đã ra tay tát vào đầu những người này. Mấy tên đàn em của Mạc Lôi còn không kịp phản ứng đã chết ngay tại chỗ. Ngay sau đó, thanh niên trong Long Môn nhìn Mạc Lôi, Long chủ điện hạ bảo anh tự sát thì anh tự sát đi. Long chủ, cậu ta thực sự là Long chủ mới của Long Môn. Mạc Lôi vừa nghe thấy thế, linh hồn rét run, ngay sau đó vẻ mặt anh ta nhăn nhó nhìn thanh niên trong Long Môn, ừng ực. Dám hỏi một câu, người phụ nữ tên Hứa Tuệ Nhàn kia là gì của Long chủ điện hạ?
đó là mẹ ruột của Long chủ điện hại. Thanh niên trong Long môn lạnh lùng nói. Nghe xong, Mạc Lôi như bị điện giật cười điên cuồng, tôi hiểu rồi, tôi hoàn toàn hiểu rồi, thì ra là tôi động vào một người không nên động. Nghĩ mình đã động vào mẹ của Long chủ điện hạ, mặt Mạc Lôi tái như cho tàn. Ngay sau đó, Mạc Lôi không chần chừ, hai tay cầm chặt dao pha đâm thăng vào ngực mình. Anh ta hiểu sâu sắc, uy nghiêm của Long chủ là bất khả xâm phạm, dám giam giữ mẹ của Long chủ, anh ta chắc chắn sẽ chết. Là anh hùng một thế hệ, anh ta thà tự sát còn hơn chết trong tủi nhục. Dương Tiêu đã cho anh ta một cơ hội chết đàng hoàng, Mạc Lôi bị dồn vào đường cùng quyết định tự sát. Phòng giam giữ của Bạch Long xã ở nơi sâu nhất trong Bạch Long xã, đặc biệt biệt lập với bên ngoài. Vừa rồi hàng chục người bị giam trong phòng tạm giam đã nghe thấy tiếng tân công từ thế giới bên ngoài, nhưng họ không hề coi trọng điều đó. Bạch Long xã là thế lực lớn nhất đế đô, dám xông vào trụ sở của Bạch Long xã, đây không phải là tìm chết sao? Trong cái nhìn của nhóm người bị giam giữ này, giờ phút này người xông vào chắc chắn đã chết. Chỉ là họ không bao giờ ngờ rằng hơn 1.000 thành viên của Bạch Long xã đã bỏ mạng, ngay cả ông chủ Lân Lôi của họ cũng buộc phải tự sát. Các người thả bà ấy ran trong phòng tạm giam, một người đàn ông vạm vỡ hèn hạ mở cửa mang nhức nhóm người phụ nữ độc ác. Lưu gia, nhìn thấy người tới, đám người phụ nữ độc ác không dám bắt nạt Hứa Tuệ Nhàn nữa, tất cả đều lui, ra ngoài. Mặc dù những nữ tù nhân này dám đấm đá Hứa Tuệ Nhàn, huống họ không dám xúc phạm người trông coi trong Bạch Long xã. Bởi vì một khi xúc phạm, những người trông coi sẽ tra tân họ rất dã man, bọn họ rất sợ hãi. Người đàn ông vạm vỡ hèn hạ nhìn Hứa Tuệ Nhàn cười nói, người phụ nữ này quyền rũ thật đấy, hôm nay theo tôi, hậu hạ tôi vui, bữa tối tôi sẽ cho bà chân gài. Trong phòng giam, những người trông coi này đều là ông trời, họ thường tìm những nữ tù nhân xinh đẹp làm một số việc xấu hổ. Ông muốn làm vậy, Hứa Tuệ Nhàn gần như tuyệt vọng. Người đàn ông vạm vỡ hèn hạ bước tới cười khà khà nói, làm gì? Bà này, bà biệt mài. Không, đừng, Hứa Tuệ Nhàn kinh hoàng. Nếu bị làm nhục, bà thà chọn chết. Nhìn Hứa Tuệ Nhàn không tình nguyện, người đàn ông vạm vỡ hèn hạ cười dữ tọt, không. Ha 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 ha, không do bà quyết định, không theo tôi đúng không? Tốt, tôi không ngại phát sóng trực tiếp tại hiện trường. Vèo. Người đàn ông vạm vỡ hèn hạ cười điên cuồng cởi quần áo lao về phía Hứa Tuệ Nhàn. Không, đừng, toàn thân Hứa Tuệ Nhàn gần như chết lặng. Phập, ngay khi Hứa Tuệ Nhàn cho rằng mình sắp gặp nạn, một con dao pha biến thành một vệt sáng lạnh đâm vào ngực người đàn ông vạm vỡ hèn hạ. Hự, người đàn ông vạm vỡ hèn hạ ôm ngực, ông ta không thể tin nổi nhìn ngực mình, cuối cùng trọn tròn mắt, cả thế giới trở thành màu xám. Lưu gia chết rồi, Lưu gia chết rồi. Nhìn thấy người đàn ông vạm vỡ hèn hạ chết, tất cả các nữ tù nhân bàng hoàng. Nhìn quanh thì thấy bóng dáng âm u lạnh lùng của Dương Tiêu đang đứng bên ngoài phòng giam, anh như phát điên, nhìn Hứa Tuệ Nhàn thương tích đầy mình, anh cố nén nước mắt bước tới run rẩy nói, mẹ, xin lỗi, con đến muộn. Tiêu Nhi, con là Tiêu Nhi hai nhìn rõ đường nét khuôn mặt của Dương Tiêu, Hứa Tuệ Nhàn trở nên kích động. Mặc dù bà đã không gặp Dương Tiêu nhiều năm, nhưng Hứa Tuệ Nhàn có thể nhận ra người đứng trước mặt này là con trai Dương Tiêu của bà. So với năm đó, con của bà đã trưởng thành, chững chạc và vững vàng hơn rất nhiều. Nhìn thấy tình trạng thảm thương của mẹ mình, Dương Tiêu không khỏi nắm chặt tay, anh thật sự không ngờ hoàn cảnh của mẹ mình lại khó khăn như vậy. Cũng may là anh đến kịp, nếu không thì không thể tưởng tượng được hậu quả sẽ như nào. Mẹ, con là Tiêu Nhi. Dương Tiêu nhanh chóng bước tới đỡ mẹ dậy. Nhìn cái tát in hẳn trên mặt mẹ, tim của Dương Tiêu như bị dao cắt, trên người Dương Tiêu xẹt qua một luồng sát khí. Mẹ anh vất vả nuôi anh khôn lớn, giờ mẹ bị người xấu bắt nạt đến mức này, Dương Tiêu làm con sao có thể không tức giận. Nhìn chăm chú vào Dương Tiêu, Hứa Tuệ Nhàn cảm thấy như mơ, Tiêu Nhi, con thật sự là Tiêu Nhi. Lúc này hai mắt Hứa Tuệ Nhàn đã phủ một tầng sương nước, bà bị người ta đâm đá trên mặt đất nhưng chưa bao giờ xúc động, nhưng khi nhìn thấy Dương Tiêu, Hứa Tuệ Nhàn không còn kìm nén được xúc động ban đầu trong tim bà nữa, máu mủ tình thâm đó không thể vứt bỏ được. Mẹ, xin lỗi, con đến quá muộn, mẹ đã chịu nhiều thiệt thòi. Mẹ đi cùng con. Dương Tiêu nắm tay mẹ bước ra khỏi phòng giam. Sau khi ra khỏi phòng giam, Hứa Tuệ Nhàn cảm thấy như thê đã đánh đổ lọ ngũ vị hương, nhiều cảm xúc lẫn lộn. Những năm qua, bà sống y một ngày như một năm, chính vì chồng con mà Hứa Tuệ Nhàn mới cắn răng chịu đựng đến giờ.
Bây giờ nhìn thấy con trai mình cứu mình ra khỏi bể khổ, Hứa Tuệ Nhàn thật sự rất vui mừng. Sau khi ra khỏi phòng giam, Dương Tiêu nén lại nỗi lòng kích động nói với mẹ, mẹ, mẹ ở đây nghỉ ngơi một lát, con đi sẽ về ngay. Ừ, được, Hứa Tuệ Nhàn nói với vẻ mặt cảm động. Sau khi đưa mẹ đến chỗ an toàn, Dương Tiêu kiên định quay lại, bước lên phòng giam nữ tù nhân. Lúc này, một số nữ tù nhân thò đầu ra ngoài quan. Sát thế giới bên ngoài, bọn họ muốn thoát ra khỏi nhà tù tăm tối này. Nhìn thấy Dương Tiêu quay trở lại, mấy nữ nhù nhân thò đầu ra ngoài nhanh chóng rụt người lại như những con chim sợ hãi. Bóp! Trở lại phòng giam, Dương Tiêu giơ tay đóng cửa phòng giam. Cậu muốn làm gì? Cảm nhận được ý định giết người trên người Dương Tiêu, tất cả nữ tù nhân đều giật mình. Trong mắt Dương Tiêu không hề có một chút xúc động nào nhìn chằm chằm các nữ tù nhân, lạnh lùng nói, cái tát in hẳn trên mặt mẹ tôi là ai đánh. Dưới khí thế chất vấn khổng lồ của Dương Tiêu, nhóm nữ tù nhân co đầu rụt cổ, trên mặt lộ ra vẻ sợ, hãi. Vừa nãy Dương Tiêu một dao giết chết Lưu Gia sắp bắt nạt Hứa Tuệ Nhàn, cảnh tượng đó khiến bọn họ khá sốc. Mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ liều mạng. Người trước mặt bọn họ là một kẻ tàn nhẫn. Người trước mặt bọn họ chắc chắn là một kẻ tàn nhẫn, bọn họ không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Dương Tiêu. Tôi hỏi lại lần cuối, cái tát in hằn trên mặt mẹ tôi là do ai đánh? Dương Tiêu trầm giọng hỏi. Nhóm nữ tù nhân vẫn im lặng, bọn họ không dám trả lời. Cái tát in hằn trên mặt Hứa Tuệ Nhàn là chị đại quả phụ độc ác Lưu Phượng trong phòng giam đánh. Lưu Phượng độc ác, bọn nữ tù nhân hoàn toàn không dám khai Lưu Phượng ra, sợ sau sự việc này Lưu Phượng sẽ không tha cho bọn họ. Nhìn nhóm nữ tù nhân đang im lặng, Dương Tiêu cười khinh thường, sao? Dám làm không dám nhận. Chẳng lẽ bà là kẻ hèn nhát? Chẳng lẽ bà là một kẻ nhu nhược chỉ biết bắt nạt người mềm yêu sợ cứng hả? Nghe được những lời sỉ nhục của Dương Tiêu, quả phụ độc ác Lưu Phượng đã không kìm được lửa giận trong lòng. Bà ta bước ra, nhìn Dương Tiêu, người là do tôi đánh, cậu có thể làm gì? Ồ, bà đánh, Dương Tiêu nhìn chằm chằm quả phụ độc ác Lưu Phượng. Quả phụ độc ác Lưu Phượng ưỡn ngực khinh thường nhìn Dương Tiêu, đúng vậy, tôi bảo đồ đĩ kia xoa bóp lưng. Cho tôi, bà ta không hiểu tiếng người, tôi không đánh bà ta thì đánh ai? Tát bao nhiêu cái, ánh mắt Dương Tiêu càng lạnh lẽo hơn. Lưu Phượng cười khẩy, tôi tát hai cái, cậu có thể làm gì tôi? Nói cho cậu biết, chồng của tôi là chủ nhà giàu ở Đề Đô, cậu dám động vào một sợi tóc của tôi thử xem L. Chủ nhà giàu ở trước mặt tôi chăng là cái thá gì? Dương Tiêu tràn đầy khinh thường. Ngay sau đó, Dương Tiêu chỉ vào Lưu Phượng, tới, qua đây, tới trước mặt tôi. Hừ, cho rằng bà đây sợ cậu. Lưu Phượng không hề sợ đến gần Dương Tiêu, vẻ mặt bà ta khinh thường, hoàn toàn không để Dương Tiêu vào mắt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lưu Phượng nói đúng, chồng của bà ta là chủ nhà giàu ở Đề Đô, nhưng vì bà ta quá mạnh, thủ đoạn cũng quá tàn nhẫn. Cộng thêm việc trông bà ta bị một con hồ ly tinh trẻ trung xinh đẹp dụ dỗ, Lưu Phượng thẹn quá thành giận nên đã xé rách ra mặt với chồng nghi cuối cùng, chồng của Lưu Phượng tức giận liên lạc với Bạch Long xã bắt giữ Lưu Phượng. Sự tức giận của Lưu Phượng gần như bùng nổ, bà ta nói với thế giới bên ngoài rằng chồng bà ta đã chết, vì thế mới mang danh quả phụ độc ác. Cho dù bị trông giam giữ ở Bạch Long xã, nhưng bà ta vẫn chưa ly hôn, chỉ cần bà có mệnh hệ gì thì chồng bà ta cũng sẽ vì thể diện nhà giàu mà không tha cho Dương Tiêu. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng nói, gần hơn nữa. Sao, cậu còn dám đánh tôi chắc? Có giỏi thì cậu động vào tôi thử xem L. Lưu Phượng đến gần Dương Tiêu, bà ta mở mắt to nhìn thẳng vào Dương Tiêu với vẻ thù địch. Nếu là người rụt rè, e rằng sẽ bị khí thế của Lưu Phượng làm cho chân động ngay tại chỗ. Đáng tiếc, bà ta liều mạng nhưng Dương Tiêu còn liều mạng hơn. Tên này không dám ra tay với chị Đại đâu, dù sao chị Đại cũng là vợ của chủ một gia đình giàu ở Đề Đô, nếu tên này dám động vào chị Đại thì cũng giống như đánh vào mặt của gia đình giàu, chồng của chị Đại sẽ không dễ dàng tha thứ cho tên này. Đúng vậy, tên này chắc chắn sẽ không dám động vào chị Đại, trừ khi cậu ta chán sông. Đúng thế, chị Đại bị giam giữ trong Bạch Long xã chỉ là tạm thời, chỉ cần tên này dám động vào chị Đại nhất định sẽ chém tên này thành từng mảnh. Nhóm nữ tù nhân thì thào, bọn họ nhìn chằm chằm Dương Tiêu với ánh mắt kiêng kỵ, nhưng trong lòng lại khinh thường Dương Tiêu. Tất cả bọn họ đều biết Lưu Phượng đến từ một gia đình giàu có ở Đề Đô, là vợ của một chủ nhà giàu có,
vì cãi nhau với chồng nên mới bị giam trong Bạch Long xã. Mặc dù Lưu Phượng bị giam trong Bạch Long xã, nhưng các thành viên trong Bạch Long xã vẫn khách sáo với Lưu Phượng, không hề dám bỏ bê bà ta. Vì vậy, Lưu Phượng vẫn sống thoải mái, chỉ là Lưu Phượng bị giam đơn giản mà thôi. Chính vì vậy mà nhóm nữ tù nhân coi Lưu Phượng là người đứng đầu và kính trọng, bọn họ không dám xúc phạm đến uy nghiêm của Lưu Phượng. Can đảm lắm, nhìn chằm chằm Lưu Phượng dám đôi mặt với mình, mặt mày Dương Tiêu ảm đạm âm u nói. Lưu Phượng giễu cọt, tôi tới rồi, cậu dám động vào tôi thử xem, cậu dám động vào một sợi tóc của tôi xem, tôi bảo đảm sau khi ra ngoài sẽ khiến mẹ con cậu hồi hận khi đến thế giới này. Vẻ mặt bà ta tràn đầy châm chọc, giống như đang nói bà đây thích nhìn cậu muốn dê bà đây nhưng lại không giết được. Hối hận khi đến thế giới này. Tết. Tốt lắm, rất tốt, nhìn chằm chằm Lưu Phượng không ai bì nổi, ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng bắn ra. Phút. Ngay sau đó, Dương Tiêu giơ tay phải lên đánh mạnh vào khuôn mặt già của Lưu Phượng. Cậu dám động vào tôi. Nhìn thấy động tác của Dương Tiêu nhanh đến vậy, sắc mặt Lưu Phượng chợt thay đổi lón. Bà ta muốn lùi lại, nhưng phát hiện tốc độ của Dương Tiêu quá nhanh khiến bà ta không có thời gian phản kháng lại. Cha ti. Dưới cái nhìn của bọn nữ tù nhân, Dương Tiêu tát một cái trời giáng lạnh thấu xương, đánh mạnh vào khuôn mặt già của Lưu Phượng, một cái tát chói tai khiến cho người ta kinh hãi run sợ. Lưu Phượng hoàn toàn không chịu nổi sức lực của Dương Tiêu, thân thể lảo đảo, bị đánh bay xa mấy mét. Phịch, cuối cùng Lưu Phượng đập vào một cái bàn trong phòng giam, cái bàn này không chịu nổi lực lượng cực lớn mà Lưu Phượng đang gánh lập tức vỡ tung. Chị Đại, nhìn thấy Lưu Phượng bị Dương Tiêu tát mạnh vào mặt, bọn nữ tù nhân trong phòng giam đều sững sờ. Đầu óc Lưu Phượng ong ong, bà ta hoàn hồn lại nhìn Dương Tiêu, tức. Giận nói, mày dám đánh tao, thằng xúc sinh nhà mày dám đánh tao. Đứng lên, Dương Tiêu đi từ từ về phía trước. Lưu Phượng tức sắp phát điện, cho dù bị giam giữ nhưng bà ta vẫn xuất thân từ gia đình quyền thế. Cảm giác kiêu ngạo mãnh liệt tự phát sinh ra, Lưu Phượng bò dậy, hai mặt bà ta nứt ra, hai tay nhào về phía cô của Dương. Tiêu, xúc sinh, tao phải lấy mạng của mày. Chát. Ngay khi Lưu Phượng chuẩn bị đến gần Dương Tiêu, tay phải của Dương Tiêu hóa thành tia chớp tát mạnh vào mặt Lưu Phượng. Lần này, Dương Tiêu ra tay mạnh hơn trước gấp mấy lần. Phụt. Thân thể Lưu Phượng giống như diều đứt dây, bà ta nôn ra ngụm máu tươi, cuối cùng thân thể nặng nề ngã vào trên tường. Khi tiếp đất, trong mắt Lưu Phượng hiện lên những ngôi sao vàng, bà ta.ua một tiếng, miệng chảy máu tươi răng bị gãy. Ôi trời ơi, nhìn thấy trạng thái thê thảm của Lưu Phượng, tất cả nữ tù nhân trong phòng giam đều kinh hãi dựng tóc gáy. Ngay sau đó, khuôn mặt Lưu Phượng sưng điên cuồng với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, biến thành đâu heo. Cảm nhận được sự đau rát trên mặt, Lưu Phượng hoàn toàn phát điên, xúc sinh, mày dám đánh tao. Tao phải giết mày. Tao nhất định phải giết mày. Vẻ on ngay sau đó, Lưu Phượng rơi vào trạng thái điên cuồng, bò thẳng dậy, bà ta bước lên một bước rút con dao pha trên người Lưu gia đã chết, hung ác lao về phía Dương Tiêu. Đôi mắt bà ta đỏ ngầu, rất bùng nỏ, dường như chỉ có giết chết Dương Tiêu thì bà ta mới có thể rửa sạch nỗi nhục mà Dương Tiêu đã mang lại cho bà ta. Xuất thân từ một gia đình quyền thế, ở trong gia đình quyền thế bao nhiêu năm nay, Lưu Phượng có tính cách rất mạnh mẽ. Sống nửa đời, Lưu Phượng chưa từng chịu nhục nhã như vậy. Xúc sinh, chết đi. Lưu Phượng điên cuồng hét lên. Bà ta cầm dao pha, muốn đâm một nhát tiễn Dương Tiêu về châu trời. Muốn giết tôi, chỉ dựa vào người đàn bà đanh đá mắt trí như bà. Dương Tiêu nhìn chằm chằm Lưu Phượng đang lao về phía mình, trong lòng anh càng chán ghét hơn. Bóp! Ngay khi Lưu Phượng chuẩn bị tới gần Dương Tiêu giơ chân phải đá vào ngực Lưu Phượng với tốc độ nhanh như chớp. Lưu Phượng đâu có thể ngờ được kỹ năng của Dương Tiêu lại kinh người như vậy, bà ta chỉ cảm thấy toàn thân như bị một chiếc xe tải lớn tông vào một cách dã man, con dao trên tay lập tức rơi xuống. Ngay lúc con dao pha rơi xuống Dương Tiêu đưa tay ra chộp lấy con. Dao pha, đậu phông, vừa ngã xuống đất, khí huyệt trong người Lưu Phượng trào ra, một trận đau đớn không nói nên lời khiến bà ta suýt ngất xỉu. Nhưng sự kiêu ngạo trong tận xương tủy khiến Lưu Phượng muốn tấn công Dương Tiêu lần nữa. Hai mắt Lưu Phượng gần như bùng cháy, bà ta vinh vậy đứng dậy, xúc sinh, tao phải dê mày, xúc sinh, tao nhất định sẽ dê mày. Giết tôi, thật không, ánh mắt Dương Tiêu lạnh như quỷ thần dưới vực sâu. Vẻ on ngay dây tiếp, theo, thân thể của Dương Tiêu nô tung, Lưu Phượng chưa kịp đứng dậy đã bị Dương Tiêu đá vào bụng, anh vung dao hóa thành một tia sáng lạnh.
Soạt, một vệt máu đỏ bắn tung tóe lên tường trong phòng giam. Trời ạ, chị đại chết, nhìn thân thể Lưu Phượng bị tách ra, toàn bộ nữ tù nhân trong phòng giam đều sững sờ. Từng người một trong số họ kinh hãi, tất cả đều mất hồn mắt vía. Rõ ràng, nhóm nữ tù nhân này không ngờ Dương Tiêu lại không hề nhẹ tay ra tay sát hại Lưu Phượng dù đã biết Lưu Phượng xuất thân từ một gia đình quyền thế. Tàn nhẫn, người trước mặt này nhất định là một người siêu tàn nhân. Giết người không chớp mắt, loại nhân vật tàn nhẫn này có thể khiến người khác sợ hãi. Xử lý Lưu Phượng xong, vẻ ớn lạnh trên gương mặt Dương Tiêu vẫn không hề biến mất. Mẹ anh vất vả khổ cực nuôi nâng anh khôn lén bao năm qua, vì có quá nhiều điều khó nói, Dương Tiêu không thể không kìm lại cảm xúc nhiều lần từ bỏ việc tìm kiếm mẹ. Khi đó, ngay lúc anh đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất đã gặp được thầy Dịch Thấp. Dịch Thấp thấy xương cốt của anh có tài năng thiên phú, ý chí kiên định, nên đã nhận anh làm học trò và dạy cho anh rất nhiều kỹ năng bị thất truyền. Sau đó, vì để anh trau dồi, Dịch Thấp đã bảo anh tới Đại Tây Bắc nhập ngũ. Đúng như dự đoán, trong những trận chiến đẫm máu, Dương Tiêu đã trưởng thành nhanh chóng. Lúc đó Dương Tiêu cũng đã nghĩ kỹ, sau này khi anh thành công sẽ chính thức bước chân vào nhà họ Dương ở Đề Đô, sẽ để cho bà cụ và Dương, Bân Hàn quỳ trước mặt anh sám hồi, đưa mẹ rời khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, để mẹ tận hưởng sự phồn hoa của thế giới. Đáng tiếc là ngay khi Dương Tiêu lên kế hoạch cho tương lai, cuộc đụng độ trong khu rừng nhiệt đới 5 năm trước đã hoàn toàn phá vỡ mọi kế hoạch của Dương Tiêu. 2/3 thành viên của đội đặc chiến đã chết trong trận chiến đó, Lăng Ảnh Huyên không rõ tung tích, anh bị mất hết kỹ năng nên buộc phải vào nhà họ Đường ở Trung Nguyên dưới sự hướng dẫn của Dịch Thấp. Trau dồi 5 năm, Dương Tiêu ngày càng trưởng thành, làm việc cũng vững vàng hơn. Nhưng, 5 năm qua ở Đề Đô đã xảy ra quá nhiều chuyện, mẹ rời nhà, họ Dương ở Đề Đô, chịu rất nhiều khổ cực. Lần này trở về, Dương Tiêu vốn đã rất tức giận, nhất là khi nhìn thấy mẹ bị bắt nạt, Dương Tiêu tràn đầy sát khí tại chỗ. Mẹ anh là người mà anh bảo vệ. Mẹ anh, thế giới này ai có thể bắt nạt? Lưu Phượng này liên tục khiêu khích, cho nên Dương Tiêu không ngại tiên bà ta về châu trời. Cho dù Lưu Phượng xuất thân từ gia đình quyên thê, cho dù Lưu Phượng có hậu thuẫn vững chắc, nhưng cũng không thể kìm chế được sát khí dâng trào trong người Dương Tiêu. Nếu ông trời ngăn cản tôi, tôi sẽ giết ông trời. Nếu thần ngăn cản tôi sẽ đánh tan thần. Sau khi xử lý Lưu Phượng xong, Dương Tiêu cầm dao pha lạnh lùng nhìn đám nữ tù nhân trong phòng giam, những vết thương trên người mẹ tôi là do các người làm đúng. Không, những vết chân trên người mẹ tôi là do các người để lại đúng không? Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, đám nữ tù nhân chỉ cảm thấy ớn lạnh từ gót chân vọt thẳng lên đỉnh đầu, còn chưa kịp nhận ra thì lưng của họ đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ớn lạnh, lạnh thấu xương. Linh hồn, rét run. Bóp 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 bóp. Trong phút chốc, bóng dáng của Dương Tiêu trong phòng tạm giam biên thành dư ảnh, bóng dáng các nữ tù nhân lần lượt ngã xuống. Không khí tràn ngập mùi máu tanh nồng nặc, cảnh tượng tàn khốc khiến người ta ẩn chứa sự buồn nôn. Đáng tiếc, không có bất kỳ sự cảm thông nào. Đáng tiếc, không có bất kỳ sự thương hại nào. Bọn họ vốn là những kẻ hung ác, bởi vì bọn họ xúc phạm người không nên xúc phạm, nên cái chết mới là đích đến duy nhất của họ. Khi Dương Tiêu bước ra khỏi phòng tạm giam, phòng tạm giam không lô đầy xác chết, không có một chút sự xông nào. Cái danh thần chết giống như, cái tên của nói mẹ, chúng ta đi thôi. Dương Tiêu nhẹ nhàng nói với Hứa Tuệ Nhàn. Ừ, Hứa Tuệ Nhàn phán chắn đi theo Dương Tiêu ra khỏi khu vực giam giữ của Bạch Long xã. Hạ Hải, Long chủ điện hạ, đúng là tàn nhẫn như lão quỷ Dịch Thấp, đáng tiếc, tất cả sẽ kết thúc ở đây. Ngay khi Dương Tiêu bước ra khỏi khu giam giữ, một bóng người trong bóng tôi mỉm cười âm hiểm. Vẻ on anh ta nhảy lên, ánh sáng lành lạnh, tấn công Dương Tiêu như một bóng ma. Lặng lẽ không ngờ, khủng hoảng đang ập đến. Cuối cùng cũng xuất hiện rồi sao? Lúc bóng người mặc đồ đen di chuyển, lỗ tai Dương Tiêu run lên, cả người quay ngoắt 180 độ. Bóp! Ngay khi bóng người mặc đồ đen chuẩn bị tấn công, Dương Tiêu bằng một lực lượng cuồng bạo như vũ bão, Dương Tiêu xoay người lại, một đấm đôi mặt với nhau. Hai lòng bàn tay chạm vào nhau. Một luồng khí cuồng bạo quét về mọi hướng. Ầm ầm. Hai người đều là người mạnh vô song, sau khi hai lòng bàn tay đối mặt với nhau, Dương Tiêu lui 7-8 bước, mà bóng người đen kia không chịu nổi, thân thể lảo đảo lui về phía sau 3 bước lớn. Thân thể bị chấn động lùi lại, mặt của bóng đen kia đột nhiên run lên, nhóc, cậu đã sớm phát hiện ra tôi. Nói đúng hơn là đoán ra, ánh mắt Dương Tiêu khóa chặt người nọ.
Lúc này, Dương Tiêu nhíu mày gần như biên thành chữ xuyên, trên mặt tràn đầy cảnh giác. Người nọ rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiên người khác gần như chết ngạt. Người mặc đồ đen chế nhạo, ò. Đoán được, thật thú vị. Anh là ai? Tại sao lại tấn công mẹ tôi? Ánh mắt Dương Tiêu tràn đầy lạnh lẽo. Khi biết mẹ mình bị một người đàn ông mặc đồ đen bí ẩn đánh gục đưa đến Bạch Long xã, Dương Tiêu hiểu rõ đối phương chắc chắn đến vì anh. Kẻ này ẩn mình trong bóng tối, có thể giáng một đòn chí mạng vào mình bất cứ lúc nào. Trước kia Dương Tiêu xông trên bờ vực của cái chê quanh năm, Dương Tiêu cực kỳ cảnh giác, khi người mặc đồ đen ra tay, Dương Tiêu biệt người mặc đồ đen không còn nhẫn nhịn được nữa. Điều mà Dương Tiêu không ngờ là người mặc đồ đen lại ra đòn dữ dội, nội lực lại biên thái đến vậy. Thực hiện nhiệm vụ nhiều năm, Dương Tiêu đã đối đầu trực diện với các kỵ sĩ châu Âu và hoàng đế cung phu của Nam Mỹ, và ngay cả những nhân vật tàn nhân quốc tế như thánh kiếm nước Nhật cũng không mạnh bằng người mặc đồ đen trước mặt này. Đừng quên, Dương Tiêu là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong lịch sử Thiên Phủ Chi Quốc, được mệnh danh là chiến thần số một phương Đông. Trước đây mấy chục nghìn người. Trong nhóm lính đánh thuê hàng đầu thế giới với đạn lửa khủng khiếp chưa từng mang lại cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ như vậy cho Dương Tiêu. Nhưng người mặc đồ đen này, trước mặt này, Dương Tiêu có thể cảm nhận được. Tuy rằng Dương Tiêu còn thiếu chút nữa mới khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến sức chiến đấu tổng thể của Dương Tiêu. Sốt cuộc người này là ai? Tại sao mình chưa bao giờ nghe nói đến? Trong trận chiến bắn tỉa trong rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm, vua của những sát thủ hàng đầu thế giới có lẽ cũng không nà đến mức này. Người mặc đồ đen chế nhạo, ha hải người chết không cần biết tên tôi. Anh cho rằng anh có thể giết tôi. Thầy dịch thấp của tôi đang ở Đế Đô. Chắc hẳn anh đến từ tuyệt thế Long Môn nhỉ? Dương Tiêu nhìn chằm chằm người mặc đồ đen hỏi. Tuy rằng Dương Tiêu chưa tới trụ sở của tuyệt thế Long Môn, nhưng Dương Tiêu hiểu rõ trên đời có những cao thủ như này, e rằng phần lớn là đến từ tuyệt thế Long Môn. Dương Tiêu biết rõ bên trong tuyệt thế Long Môn có rất nhiều phản loạn, không biết có bao nhiêu người vô ôn đã thèm muôn vị trí Long Chủ, muôn nhanh chóng tiêu diệt anh. Nghe thấy hai chữ dịch thấp, khuôn mặt của người mặc đồ đen kia run lên, hừ. Bớt lây lão quỷ dịch thấp kia ra trần áp tôi. Cho dù dịch thấp có mạnh lật trời, tôi cũng không tin rằng ông ta có thể cứu được cậu trong khoảng cách ngăn ngủi như vậy. Cậu quá yêu, yêu đến đáng thương, nếu tôi giết cậu chẳng khác nào làm thịt gà thịt chó. Thật không, tôi rất tán thưởng sự tự tin của anh nào, thử xem. Ánh mắt Dương Tiêu sáng quắc nhìn chằm chằm người nọ. Nhiệt huyết, dâng trào. Ý chí chiến đấu, dạt dào. Eo em hơi lặng tiếng nhiều năm, Dương Tiêu thực sự muốn đấu với những cao thủ vô song, anh rất muốn xem sức mạnh của những cao thủ phản nghịch trong Long Môn sẽ kinh khủng đến mức nào. Dương Tiêu chưa bao giờ sợ những người mạnh hơn mình, chiến đấu kiêng kỵ nhất là sợ hãi chột dạ. Một khi nỗi sợ hãi xuất hiện trong lòng, thì trong trận chiến này bạn sẽ yêu đi một nửa. Năm đó khi Dương Tiêu chính thức ra mắt, trận chiến đầu tiên của anh là chiến đấu với Cổ Sát Phật Thích Ca. Cổ Sát Phật Thích Ca vốn đã có bản chất tà ác, thực lực mạnh, gần như vô song trên toàn bộ khu lữ châu Á. Đêm đó, Dương Tiêu đã hy sinh nửa mạng sống giết chết Cổ Sát Phật Thích Ca, từ đó lập nên uy thế tối cao của thần chết. Nói thật, thực lực của Dương Tiêu đã đạt đến đỉnh cao trên thế giới, nhưng Dương Tiêu hiểu sâu sắc vẫn có những người có thể sánh ngang với thực lực của anh, thậm chí có thể vượt qua anh. Chỉ là những gì Dương Tiêu học được không phải là chiến đấu, mà là chiến đấu đến chết. Anh không ra tay thì thôi, một khi ra tay sẽ lây mạng. Không có bất kỳ chiêu thức lộng lễ nào, không có tục tĩu hay khiêm nhã, chỉ cần mục tiêu cuối cùng bị giết, điều này sẽ đạt được mục đích cuối cùng của Dương Tiêu. Vậy thì tốc chiến tốc thắng đi, một con kiên như cậu không đủ tư cách làm chủ Long Môn. Giọng nói của người mặc đồ đen nghiêm nghị. Vẻ on dứt lời, đôi mắt của người mặc đồ đen lạnh lùng, con dao bay trên tay anh ta lập tức bắn về phía cổ của Hứa Tuệ Nhàn. Con dao bay nhanh như chớp, mang theo sức mạnh kinh hoàng, một khi rơi xuống, nó có thể dễ dàng xuyên qua cổ của Hứa Tuệ Nhàn. Vừa nãy Hứa Tuệ Nhàn đã giật mình vì đòn tấn công bất ngờ, giờ con dao đang bay về phía mình, Hứa Tuệ Nhàn càng kinh hãi hơn. Hỗn láo, nhìn thấy con dao đang bay về phía mẹ mình, Dương Tiêu tức giận. Anh vốn tưởng người mặc đồ đen sẽ đối đầu với anh, nhưng ai ngờ đối phương lại vô liêm sỉ, chuyên hướng sự chú ý về phía mẹ anh. Dương Tiêu hoàn toàn không thể quan tâm đến người mặc đồ đen, chỉ đành di chuyên tầm nhìn lao về phía mẹ. Nhìn chăm chăm vào Dương Tiêu lựa chọn bảo vệ mẹ, người mặc đồ đen chế nhạo, con kiền tội nghiệp, ngay lúc mấu chốt cậu lại lựa chọn tình thân, thật
thật nực cười. Nếu đã như vậy, hôm nay tôi sẽ tiễn mẹ con hai người về chầu trời. Vút, ngay khi tầm mắt của Dương Tiêu vừa chuyên, trong tay người mặc đồ đen xuất hiện một con răm găm ba lưỡi, ánh mắt cuồng bạo, đâm vào bộ phận trọng yêu của Dương Tiêu nhanh như chóp. Tiêu Nhi, mau tránh ra, Hứa Tuệ Nhàn kinh hãi thốt lên. Dương Tiêu không quan tâm nhiều như vậy, anh tuyệt đối không thể nhìn mẹ mình chết ngay trước mặt mình. Dù bị thương nặng, dù mất mạng, anh vẫn kiên quyết bảo vệ mẹ. Con kiến, xuống địa ngục đi, người mặc đồ đen chế nhạo, con dao găm ba lưỡi lập tức gần trong tầm tay. Dám làm tổn thương anh Dương Tiêu, anh tìm chê. Ở đâu đó trên độ cao 1.500m trong Bạch Long xã, một bóng người lập tức lên đạn khẩu Barrett. Người ra tay rõ ràng là Lăng Ảnh Huyên đang âm thầm bảo vệ Dương Tiêu. Lăng Ảnh Huyên ngắm bắn lập tức bóp cò. Bằng, y. Trên bãi đất trống, trong phút chốc vang lên một tiếng gầm thét chói tai. Người mặc đồ đen nhanh, nhưng viên đạn kim loại còn nhanh hơn. Quát, cảm nhận được cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ, người mặc đồ đen đột nhiên thay đổi sắc mặt. Mi mắt anh ta run lên, anh ta biết nếu tiếp tục ám sát Dương Tiêu, e rằng anh ta cũng sẽ chết tại chỗ. Ngay khi anh ta có thể giết chết Dương Tiêu, người mặc đồ đen vì mạng sống của mình đã kiên quyết từ bỏ đòn tấn công. Dương Tiêu mở mắt rồng nến ra, anh có thể thấy rõ một viên đạn bắn về phía sau lưng người mặc đồ đen. Mau nằm xuống, Dương Tiêu ngạc nhiên vẻ mặt thay đổi, anh bảo vệ mẹ Hứa Tuệ Nhàn, trực tiếp ôm Hứa Tuệ Nhàn nằm xuống đất. Người mặc đồ đen kinh hãi, ở khoảng cách gần như vậy anh ta cũng khiếp sợ, không ngờ ngay lúc mấu chốt lại có người băn tỉa mình. Tốc độ của anh ta cực nhanh muốn tránh đầu, nhưng tiếc rằng khoảng cách quá gần, tất cả đã quá muộn. Cái chết ập đến, lập tức bao phủ lấy người mặc đồ đen. Bằng, y, dưới bầu trời quang. Chỉ nhìn thấy người mặc đồ đen rên rỉ trên mặt đất, bên tai xuất hiện vệt máu bắn thẳng lên trời. Ngay lúc quan trọng, bằng sự nhanh nhẹn của mình người mặc đồ đen đã tránh được phần đầu, nhưng không thể tránh được tai trái. Dưới sức nổ của Barrett, tai trái của người mặc đồ đen đã bị Barrett bắn đứt ngay tại chỗ. Tai trái bị bắn đứt, viên đạn xẹt qua lỗ tai, người mặc đồ đen chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Ngay lúc này, trong mắt Dương Tiêu lóe lên ánh sáng lạnh lùng. Vẻ on khoảnh khắc tiếp theo, Dương Tiêu nổ tung như đại bàng bay lên trời, nhặt con dao pha. Dưới đát lên chém vào người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen rất nhạy bén, anh ta vừa nhắc mí mắt đã lập tức đưa răm găm ba lưỡi lên đỡ trước ngực. Leng keng, người mặc đồ đen bị Dương Tiêu đẩy lui về phía sau vài bước. Giết, Dương Tiêu điên cuồng đuổi theo. Lợi dụng anh ta bị thương giết anh ta, người này dám giam giữ mẹ anh, xuống tay với mẹ anh, điều này khiến Dương Tiêu hoàn toàn tức giận. Mẹ kiếp, khốn nạn, phắc, người mặc đồ đen tức giận chửi âm lên. Vốn dĩ anh ta còn cho rằng có thể giết Dương Tiêu một cách dễ dàng, nhưng không ngờ bốn dòng tôi lại có tay bắn tỉa đỉnh cao đẳng cấp thế giới. Anh ta ra mắt đã nhiều năm nhưng chưa bao giờ cảm thấy chật vật như vậy. Gặp ma hả, người mặc đồ đen nhanh chóng điều chỉnh trạng thái, anh ta cầm dao găm ba lưỡi chém mạnh vào người Dương Tiêu. Anh ta di chuyển nhanh nhẹn, giết người dứt khoát, tốc độ còn nhanh hơn Dương Tiêu. Tuy nhiên lúc mở mắt rồng nến, Dương Tiêu đã nhìn thấy cú đánh của đối thủ, anh cầm dao pha xông lên. Leng keng ngổ con dao pha và dao găm ba lưỡi va chạm, tia lửa lập tức bùng lên. Người mặc đồ đen đột nhiên dùng lực, muốn một nhát giết. Chết Dương Tiêu, mà Dương Tiêu cũng không ấn chay, anh nghiến răng, cố gắng hết sức đối đầu với anh ta. Trong bóng tối, Lăng Ảnh Huyên thấy tình hình không ổn nên lại ngang nhiên bóp cò. Bằng, y một âm thanh chói tai khác nổ tung. Một phát súng kim loại nhanh chóng giết người mặc đồ đen. Có kinh nghiệm trước đó, Lăng Ảnh Huyên vừa ra tay người mặc đồ đen đã biết có điều gì đó không ổn, anh ta vô cùng suy sụp, quyết định rút lui một lần nữa. Mặt khác, ánh mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh, thân hình nhanh chóng ngã nhào trên mặt đất, dao pha trong tay đâm về phía ngực người mặc đồ đen như sấm sét. Pha cầu nhìn thấy Dương Tiêu đang đuôi theo mình như giỏi bọ, người mặc đồ đen điên cuồng cực độ. Bằng! Lăng Ảnh Huyên không ngần ngại bóp cò lần nữa, cô có thể cảm nhận được dự đoán của người này quá chính xác, người tới ám sát Dương Tiêu chắc chắn là cao thủ tầm cỡ thế giới. Ban đầu, người mặc đồ đen lên kế hoạch chống lại Dương Tiêu, nhưng khi nhận ra Lăng Ảnh Huyên lại ra tay, anh ta căm hận rút lui. Vũ Ti lúc anh ta né tránh, Dương Tiêu đã lần tới, dao pha trên tay anh hóa thành bóng mở chém mạnh vào ngực người mặc đồ đen. Phập, dao pha chém xuống, trên ngực người mặc đồ đen lập tức trào máu. Trực tiếp nhuộm đỏ cả áo đen trước ngực.
Người mặc đồ đen khít mũi, con dao găm ba lưỡi trong tay hóa thành bóng, mở bắn mạnh về phía đầu của Dương Tiêu. Ở khoảng cách gần như vậy, Dương Tiêu không còn cách nào khác đành phải từ bỏ đuổi giết, chém vào dao găm ba lưỡi. Và người mặc đồ đen nhân cơ hội này rút lui. Anh ta ngẩng đầu lên khóa chặt vị trí của Lăng Ảnh Huyệt, bắn tỉa hàng đầu thế giới, rốt cuộc người trong bóng tối là ai hay? Trước khi anh ta đến đã nhận ra bên cạnh Dương Tiêu có người bảo vệ trong tôi, nhưng người mặc đồ đen hoàn toàn không coi trọng Lăng Ảnh Huyệt. Anh ta cho rằng cao thủ trong Long Môn đang bí mật dõi theo Dương Tiêu, ở khoảng cách 1.500 mét, anh ta đủ tự tin dê Dương Tiêu rồi rút lui. Ai dè ở cách đó 1.500 mét hoàn toàn không phải cao thủ trong Long Môn, mà là một tay bắn tỉa đỉnh cao đẳng cấp thế giới. Đúng là gặp quỷ, người mặc đồ đen, che ngực liếc nhìn Dương Tiêu với vẻ mặt không cam lòng rồi quyết định rút lui. Muốn đi, không dễ như vậy, Lăng Ảnh Huyên cười khẩy. Cô ở chỗ cao, trong tích tắc bóp cò liên tục, 10 viên đạn bay về phía người mặc đồ đen. Người mặc đồ đen rất tức giận, phắc 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 cổ. Anh ta né tránh liên tục, cuối cùng, Lăng Ảnh Huyền đã thành công bắn rơi mũ của người mặc đồ đen. Anh ta hiểu sâu sắc, sức chiến đấu của Dương Tiệu cũng không tệ, lại được dịch thấp đích thân bồi dưỡng, chém giết gần chắc chắn sẽ xuất thần nhập hóa. Ngoài ra, còn có một tay súng bắn tỉa đỉnh cao hàng đầu thế giới bị mật hỗ trợ, điều này khiến tình thế của anh ta bị động đến cực điểm. Tính toán sai lầm, lần này anh ta thực sự tính sai. Vốn dĩ anh ta cho rằng Dương Tiêu là quả hồng mềm, có thể dễ dàng xử lý, nhưng không ngờ mọi chuyện khác xa không hề bình thường đơn giản như anh ta tưởng tượng. Cuối cùng, anh ta bị bắn nứt tai trái, bị Dương Tiêu chém vào ngực, thật đúng là gặp quỷ. Rốt cuộc anh ta là người, không phải thần. Trên trái đất này, con người có thể tiếp tục khám phá và vượt qua giới hạn khả năng của mình. Tuy nhiên, con người dù sao cũng là con người, không giống như trong chuyện cổ tích, có thể cầm kiếm bay lượn xuyên mây. Trên đời này hoàn toàn không tồn tại những thứ này. Bạn có thể rất mạnh, thậm chí tránh được đạn, nhưng sức người có hạn. Lửa đạn bắn phá, bắn tỉa barret, dù một người có mạnh đến đâu cũng sẽ chết và biến mất. Đây là một thế giới không có võ thuật, không có phép thuật, không có sự tu luyện thật sự. Đây là một thế giới chỉ có con người tiếp tục vượt qua giới hạn của chính mình. Với sự hợp tác kép của Dương Tiêu và Lăng Ảnh Huyền, cho dù anh ta là người mạnh vô song cũng chỉ có thể chạy trối chết. Thật sự là người nước ngoài. Khoảnh khắc mũ của người mặc đồ đen rơi xuống, Dương Tiêu nhìn thấy rõ tóc người mặc đồ đen là màu vàng. Ngay sau đó, sắc mặt Dương Tiêu châm xuống, cuối cùng người trong Long Môn đã không nhịn được muốn tấn công. Rốt cuộc người này là ai? Ở Long Môn giữ vai trò gì? Thực lực chiến đấu đạt đến mức nào? Dương Tiêu có thể cảm nhận được người này rất mạnh, ngoại trừ thầy Dịch Tháp, Dương Tiêu chưa bao giờ gặp phải một cao thủ vô song như vậy. Nếu là một cao thủ bình thường, e rằng chỉ với một chiêu này đã có thể lây mạng người. Thậm chí, thực lực của người này còn cho. Dương Tiêu cảm giác sức chiến đấu của anh ta có thể sánh ngang với Ám Kim Long Vương, một trong tứ đại Long Vương. Tiêu Nhị, rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Hứa Tuệ Nhàn sững sờ hỏi. Không gặp Dương Tiêu nhiều năm, đứa con của bà không chỉ trưởng thành mà còn có những kỹ năng như vậy, còn có kẻ mạnh ám sát, điều này đã lật đổ nhận thức của Hứa Tuệ Nhàn. Dương Tiêu vứt con dao pha, vẻ mặt phức tạp nhìn mẹ, mẹ, những chuyện con gặp phải trong những năm qua thật sự rất khó nói. Không nên ở đây lâu, chúng ta mau rời khỏi đây thôi. Ừ, Hứa Tuệ Nhàn biết Bạch Long xã vẫn rất nguy hiểm. Vừa mới rời khỏi Bạch Long xã, Dương Tiêu nhìn lại, lắm bẩm, cảm ơn. Anh Dương Tiêu, không cần cảm ơn. Nhìn khẩu hình của Dương Tiêu, Lăng Ảnh Huyên ở trong tối mỉm cười. Đã lâu không hợp tác, một khi hợp tác. Họ vẫn thân thiệt như vậy. Trong thoáng chốc, dường như cô đã trở lại những ngày tháng kề vai chiến đấu với Dương Tiêu của nhiều năm trước. Dung Rango vừa mới lên xe Việt giã, Ám Kim Long Vương đã gọi tới, điện hạ, đã tìm ra hung thủ sát hại bố cậu rồi. Cái gì, tìm được hung thủ rồi? Là ai? Dương Tiêu chợt nhíu mày. Ám Kim Long Vương thấp giọng nói, nhà họ Khương, gia tộc mạnh nhất trong 6 gia tộc ở Đế Đô. Tối nay là sinh nhật lần thứ 70 của ông cụ nhà họ Khương sẽ tổ chức lễ thành lập trăm năm nhà họ Khương ở khách sạn Thiên Phủ. Nhà họ Khương, nhà Khương thực sự là hung thủ sát hại bố tôi. Tối, nhà họ Khương này giỏi lắm, ánh, mắt Dương Tiêu tràn đầy ý nghĩ giết người. Ngay sau đó, Dương Tiêu cúp điện thoại, gọi điện cho Trần Khải, chuẩn bị quan tài cho tôi. Tối nay chúng ta đến khách sạn Thiên Phủ chúc thọ nhà họ Khương.
thù giết cha không đội trời chung. Đêm nay, anh muốn làm cho linh hồn người nhà họ Khương phải run sợ. Đêm nay, anh muốn thay đổi toàn bộ đế đô. Hứa Tuệ vừa nghe thầy thế, nước mắt bà lăn dài như sông Hoàng Hà vỡ đê, Tiêu Nhi, bố của con, bố của con đã qua đời rồi sao? Mẹ, bố, ông ấy quả thật đã đi rồi. Giọng nói của Dương Tiêu vô cùng đau buồn. Vốn dĩ Dương Tiêu không định nói chuyện này với mẹ, nhưng mẹ đã nghe thấy, Dương Tiêu không còn cách nào khác đành phải nói sự thật. Bây giờ di hài của cha đang ở trong, nhà họ Dương, chỉ cần đưa di hài của cha trở về, không bao lâu nữa sẽ an táng cho cha, đến lúc đó mẹ cũng sẽ biết chuyện. Đau dài còn tồi tệ hơn đau ngắn, so với che dâu nên thành thật với mẹ sẽ tốt hơn. Hứa Tuệ nhàn đau đón nhắm mắt lại, cả người chìm vào đau khổ, nhưng bà không khóc khàn cả giọng, cũng không khóc đến mức xé lòng. Trên thực tế, bao năm qua Hứa Tuệ nhàn đã đoán được chồng mình Dương Thiên Khung đã gặp phải những biến cố không lường trước được ở bên ngoài, nhưng khi biết được kết quả cuối cùng, Hứa Tuệ nhàn vẫn tạm thời không thể chấp nhận được. Dương Tiêu gọi cho Hoa Mộ Tranh, cô đang ở đâu? Tôi đang ở công ty Hoa Hoa Chỉ Uyên, Hoa Mộ Tranh đáp lại. Dương Tiêu thấp giọng nói, tôi muốn sắp xếp cho mẹ tôi ở chỗ cô, hay cô về Cẩm Lý Viên trước đi. Ừ, Hoa Mộ Tranh có thể nghe ra giọng nói của Dương Tiêu rất buồn. Cúp điện thoại, Dương Tiêu nói với tài xế Long Môn, tới Cẩm Lý Viên. Vâng, điện hạ, người nọ cung kính đáp. Dương Tiêu nhanh chóng đưa mẹ đến chỗ ở của Hoa Mộ Tranh, so Hoa, hiện tại mẹ tôi tạm thời ở chỗ cô. Quanh năm không về đế đô, cộng thêm Dương Tiêu không có bạn bè g, ở đế đô, Hoa Mộ Tranh không chỉ là phụ nữ, mà còn là người bai sinh Tiêu rất tin tưởng. Sắp xếp, cho mẹ ở chỗ người phụ nữ có chỉ số IQ cao này, có lẽ ở chỗ Hoa Mộ Tranh cảm xúc của mẹ có thể nguôi ngoai. Bác gái giao cho tôi anh cứ yên tâm, Hoa Mộ Tranh trịnh trọng nói. Sau khi sự kiện ở khách sạn Thần Phong kết thúc, Hoa Mộ Tranh hiểu rằng tóc khoảng thời gian này Dương Tiêu sẽ có nhiều việc khó giải quyết ở đế đô. Dương Tiêu gật đầu, cảm ơn. Ngay sau đó, Dương Tiêu nhìn về phía mẹ Hứa Tuệ Nhàn, mẹ, mẹ yên tâm ở lại chỗ cô Hoa, thù lớn của bó, chuyện tiếp theo cứ giao cho con ồ. Tiêu Nhi, đừng liều lĩnh, Hứa Tuệ Nhàn dặn dò. Sau khi khóc thút thít trong xe xong, Hứa Tuệ Nhàn không tỏ ra quá buồn bã mà dần dần bình tĩnh trở lại. Dương Tiêu trịnh trọng gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi Cẩm Lý Viên. Đến nhà họ Dương ở Đề Đô. Dương Tiêu bước lên xe Việt Dã thấp giọng nói. Tiếp theo, anh muốn lấy lại di hài của cha, anh không cho phép để di hài của cha bị đày đọa khinh nhờn trong nhà họ Dương. Đồng thời cùng lúc đó, Dịch Tháp đã đến nghỉ tại khách sạn quốc tế Đế Đô. Một người phụ nữ trung niên đầy đặn uể oải nằm trên giường ngồi dậy, ánh mắt tràn đầy yêu thương, lão già họm hẹm này, hiếm thấy còn nhớ rõ người tai. He he, chẳng phải ông già này nhớ bà còn gì, trở lại sớm đây thây. Dịch Thập cười sâu. Người phụ nữ trung niên quyến rũ khít mũi, ong bót lại đi. Ai mà chẳng biết lần này ông trở về là vì học trò Dương Tiêu của ông. Người đẹp, bà thật sự hiểu lầm tôi rồi, ông già này thật sự trở về vì người đẹp bà mà. Lông mày Dịch Thấp cong lên, đôi mắt già không thành thật đảo quanh người phụ nữ trung niên. Đúng lúc này, một giọng nói từ ngoài cửa khách sạn vang lên, lão Long chủ, có chuyện chẳng lành, Dương Tiêu điện hạ bị tấn công ngay trong đế đô. Cái gì, tên nhóc thối bị tấn công? Đôi mắt già của Dịch Thấp hiện lên ý nghĩ giết người. Người phụ nữ trung niên cao giọng, đàn ông các ông chẳng có lời nào là nói thật, không phải nói trở về là vì tôi, bây giờ lại nhớ về học trò của ông. Người đẹp, bà hiểu lầm rồi, ông già này thật sự trở về vì bà mà, không tin đúng không? Không tin thì nhìn kỹ này. Rút lời, Dịch Thấp đầy người phụ nữ trung niên xuông. 3 phút sau, mây mưa tạnh, Dịch Thập mặc đồ ngủ màu trắng bước ra khỏi phòng tổng thống. Người phụ nữ trung niên tức giận đập mạnh chiếc gối đầu giường về phía Dịch Thấp, thế mà chỉ có 3 phút, qua loa. Sau khi ra khỏi phòng tổng thống, ám kim Long Vương bước tới, cung kính nói, lão Long chủ. Nói đi, khuôn mặt già của Dịch Thấp khá thờ ơ, nhưng trong sự thờ ơ lại ẩn chứa một luồng sát khí nồng đậm. Ám kim Long Vương lập tức kể lại tất cả sự việc. Nghe xong, Dịch Thấp cười khẩy, dao găm 3 lưỡi. Nực cười, bọn này quá ngu ngốc, thật sự cho rằng ông già này hoa mắt không biết bọn họ muốn làm gì hả? Người nào trong 8 thiên sứ bên trong Long Môn sử dụng dao găm 3 lưỡi? Lân lộn thị giác, quá ngốc. Lão Long chủ, đây là tai mà tay bắn tỉa hàng đầu thế giới bảo vệ Dương Tiêu trong tối bắn đứt.
Ám Kim Long Vương lây ra một cái tai dính máu đã đông lại. Dịch Thấp liếc nhìn nó, nhẹ nhàng nói, ảnh tử, bắt người đó cho tôi. Vẻ hoa trông như Dịch Thập đang nói chuyện với không khí, những ngay lúc lời của Dịch Thập vừa dứt, trong không khí chợt có bóng người sao động. Ảnh tử đại nhân đích thân ra tay. Ám Kim Long Vương đổ đầy mồ hôi lạnh trên trán. Người trên thế giới biết rằng ngoài Long Chủ, trong Tuyệt Thê Long Môn còn có Tứ Đại Long Vương và Tám Thiên Sứ, nhưng người trên thế giới không hề hay biết còn có ảnh tử đại nhân thần Long thấy đuôi không thấy đầu. Ảnh tử đại nhân này cực kỳ mạnh, hành tung ma quái, âm thầm đi theo lão Long Chủ Dịch Thấp. Không ai nhìn thấy bộ mặt thật của ảnh tử đại nhân và cũng không ai thấy ảnh tử đại nhân ra tay như thế nào. Nhưng bất cứ ai nhìn thấy ảnh tử đại nhân ra tay đều đã trở thành người chết. Bên trong Long Môn, ngay cả Tứ Đại Long Vương và Tám Thiên Sứ cũng không phải là đối thủ của ảnh tử đại nhân. Ảnh tử đại nhân vừa xuất hiện, sẽ đại diện cho ý chí của lão Long Chủ Dịch Thấp. Dịch Thấp cười khẩy, dám động vào tên nhóc thối kia ngay dưới mỉ mắt của tôi, xem ra đã có những người không để ông già này vào mất rồi, thật sự cho rằng ông già này sắp xuống mồ hả. Mẹ kiếp, Pha Cổ lúc này người mặc đồ đen ám sát Dương Tiêu bước ra khỏi bệnh viện. Tai trái của anh ta đã được băng bó, anh ta thật sự không ngờ tới lần ám sát Dương Tiêu này không những thành công mà còn bị tổn thất lớn. Sau đó, người mặc đồ đen lấy điện thoại di động ra nói bằng tiếng Anh, tin tức nặng ký, tôi đã đấu với Long Chủ mới Dương Tiêu rồi. Long Chủ mới không đơn giản như các người nghĩ, cậu ta không chỉ rất mạnh mà còn rất giỏi trong việc giết người, bên cạnh cậu ta có tay bắn tỉa hàng đầu trên thế giới đi theo, tôi đã bị thương. Sau đó, nhóm diễn đàn này chợt bùng nổ. What, Lucifer, anh là con heo ngu. Ngô Ốc hả, ngay cả Long Chủ mới cũng không giết nổi. Anh thật sự đã làm mật mặt Tám Thiên Sứ chúng ta. Tôi thấy là do Lucifer nhà anh không có bản lĩnh, Long Chủ mới thì có là gì. Nếu tôi làm, tôi có thể giết chết bi ta dễ như trở bàn tay. Đúng vậy, Lucifer, anh quá ngu, ngốc. Ngay cả một thằng y nhóc ve mũi chưa sạch cũng không xử lý được, anh còn có tác dụng gì. Thấy nhóm người trong nhóm công kích mình, người mặc đồ đen chửi, phắc phắc mây câu. Người mặc đồ đen này không phải ai khác chính là thiên sứ Lucifer, người đứng thứ 8 trong số 8 thiên sứ của Tuyệt Thế Long Môn. Các người mới là lũ heo ngu ngốc, các người giỏi thì đi ám sát Long Chủ mới đi. Lucifer tức giận nói. Nghĩ đến tay trái của mình bị bắn đứt, lòng căm hận của Lucifer dâng lên tận trời, hại tôi mất tay trái, Long Chủ mới Dương Tiêu điện hạ, tôi sẽ khiến cậu phải trả giá bằng máu. SG, không vậy sao? Ngay khi Lucifer đang định xử lý Dương Tiêu xả giận, một giọng nói ảm đạm và lạnh lùng đột nhiên bùng nổ. Ảnh tử đại nhân, lặng lẽ ập đến. Nhìn thấy người trước mặt, Lucifer kinh hãi nói như thể vừa nhìn TSSY.MA, ảnh. Ảnh tử đại nhân, ai tử đại nhân người muốn làm gì? Vừa nãy anh là người đã ám sát Dương Tiêu điện hạ đúng không? Ảnh tử đại nhân lạnh lùng nói. Sự việc bại lộ, Lucifer dựng tóc gáy, gái gì? Ảnh tử đại nhân, người đang nói gì thế? Sao tôi lại không hiểu? Hừ, bót ngụy biện đi, Dịch Tháp đại nhân muốn gặp NHTL. Ảnh tử đại nhân thấp giọng nói. Lão Long Chủ Dịch Thập muốn gặp tôi. Nghe vậy, Lucifer cảm nhận được một luồng khí lạnh từ gót chân vọt lên thẳng đỉnh đầu. Theo tôi đi gặp Dịch Thấp đại nhân. Ảnh tử lạnh lùng nói. Lucifer gần như sợ chết, khiếp, hiện tại anh ta xuất hiện ở đề đô. Long Chủ mới Dương Tiêu lại bị tấn công, cho dù dùng ngón chân nghĩ cũng biết chắc chắn là do anh ta làm. Nghĩ đến Dịch Thấp vô hại nhưng lại vô cùng tàn nhãn, Lucifer không khôi nuốt nước bọt một cách khó nhọc. Anh ta hiểu sâu sắc, một khi đi theo ảnh tử đại nhân, anh ta có thể sẽ bị Dịch Thấp xử lý. Vẻ on nhận ra tình hình không ổn, Lucifer nhanh chóng quay đầu, cố gắng chạy trốn. Hừ, nhìn thấy Lucifer chuẩn bị chạy trốn, ảnh tử đại nhân chế nhạo. Vẻ on Lucifer rất nhanh, nhưng ảnh tử đại nhân càng nhanh hơn anh ta. Bóp! Thân thể ảnh tử đại nhân như bóng ma xuất hiện trước mặt Lucifer, anh giơ chân phải đá vào ngực Lucifer với một nội lực mạnh mẽ. Biểu cảm của Lucifer chợt thay đổi, anh ta muốn né tránh nhưng lại không có tốc độ như sấm của ảnh tử đại nhân. Vì thế, dưới sự chứng kiến của vô số người ở lối vào bệnh viện, Lucifer đã bị ảnh tử đại nhân đá bay, anh ta bị đá văng xa hơn 10 mét như một. Viên đạn đại bác, phụt, Lucifer lắc lư giữa không trung, nôn ra một ngụm máu ngay tại chỗ. Tiếp đất, hơi thở Lucifer uế oải, sức mạnh bị tổn hại nghiêm trọng,
hoàn toàn mất đi khả năng chiến đấu phản kháng lại. Đường Đường là một trong 8 thiên sứ trang nghiêm đứng thứ 8, Lucifer hoàn toàn bắt lực trước Ảnh Tử Đại Nhân. Ảnh Tử Đại Nhân, không, Ảnh Tử Đại Nhân, đừng mài, Lucifer ôm ngực kinh hoàng tột độ. Ảnh Tử Đại Nhân mặc một bộ quần áo màu đen, không nhìn thấy nét mặt của anh, anh thiên lên một bước túm cổ áo của Lucifer như một con gà, sau đó biến mất như một bóng ma, như thể người này chưa bao giờ tới đây. Khi Ảnh Tử Đại Nhân rời đi, hiện trường bệnh viện bùng nổ. Vãi à, người mặc đồ đen vừa nãy rất ngầu đúng không? Người nước ngoài kia hoàn toàn không địch nổi một đòn của anh tai. Đúng thế, đúng thế. Bọn người này tới cửa bệnh viện của chúng a quay phim à? Không có hiệu ứng đặc biệt cũng rất chói mắt. Đúng vậy, một cú đá đã đá văng người nọ xa hơn 10 mét. Khi nào phim chiều, nhất định rating sẽ bùng nôi. Một nhóm người vô cùng kinh ngạc, họ đều cho rằng đây là phim chứ không phải thật. Rốt cuộc, cảnh tượng này quá kỳ lạ, mọi người không dám tin. Kitty lúc này, xe Việt Dã dừng trước biệt thự nhà họ Dương ở Đê Đô, bóng dáng Dương Tiêu bước nhanh ra khỏi xe Việt Dã với sát khí ngập trời. Đứng lại, nhóc kia, làm gì thế hả? Tên bảo vệ ở cửa lập tức mắng Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nhìn tên bảo vệ trước mặt, giọng nói của anh cực kỳ lạnh lùng, tôi tên Dương Tiêu, tôi tới. Đây lây di hài của bó tôi. Cái gì hai Dương Tiêu? Tên bảo vệ đứng đâu ngạc nhiên. Dương Tiêu, cái tên này có hơi quen quen, hình như cậu chủ nhỏ bị đuổi ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô năm đó tên là Dương Tiêu. Dương Tiêu lạnh lùng nói, sao? Các người không biết tôi? Không sao hết. Bảo bà cụ ra ngoài gặp tôi. Bảo bà cụ ra ngoài gặp cậu. Nghe vậy, đám nhân viên bảo vệ trước công nhà họ Dương ở Đề Đô đều chấn động. Ở Đề Đô, ai mà không biết bà cun nhà họ Dương oai phong lẫm liệt, cho dù là những gia tộc lớn khác cũng không dám hỗn láo quá trước mặt bà cụ nhà họ Dương. Tên nhóc trước mặt này đủ can đảm, lại dám bảo bà cụ nhà họ Dương ra gặp cậu ta, thật sự rất kiêu ngạo. Cho dù cậu thật sự là Dương Tiêu thì cũng là đứa con rơi của nhà họ Dương bị đuổi đi năm đó. Cậu có tư cách gì bảo bà cụ ra gặp cậu? Tên bảo vệ đứng đâu chế nhạo. Việc Dương Tiêu quấy rầy bữa tiệc đón gió Tây Trần của Dương Bân Hàn chỉ được lan, truyền trong các gia đình thượng lưu ở Đề Đô, các nhân vật nhỏ như họ không hề biết điều đó. Thậm chí, ở trong mắt bọn họ, Dương Tiêu giống như một con kiến, dám cứng rắn ngay trước biệt thự của nhà họ Dương là hoàn toàn tự rước lây nhục. Dương Tiêu gật đầu. Khóe miệng hiện lên vẻ tự giễu, bà cụ nhà họ Dương giỏi lắm, bà ta đúng là oai phong lẫm lệt. Xem ra sự chân động cho bà ta ở khách sạn Thần Phong Vân còn chưa đủ, chẳng lẽ nhà họ Dương ở Đề Đô không muốn tồn tại nữa? Tốt, tốt am, tôi không ngại thỏa mãn bà ta. Thỏa mãn bà cụ, khiến nhà họ Dương không còn tồn tại nữa. Danh con, tôi thấy cậu chán xong rồi hả? Người đâu, bắt tên này lại cho tôi. Tên bảo vệ đứng đầu tức giận hét lên. Dẹt 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 tô ngay sau đó, nhóm nhân viên bảo vệ ân lượt rút rùi cui điện ra, dòng điện bốc lên ngùn ngụt. Dòng điện mạnh đến đáng sợ, nếu chạm vào người bình thường cũng đủ làm người ta choáng váng. Bắt tôi, anh chỉ là người giúp việc, cho dù có bà cụ nhà họ Dương che chở, các người cũng có thể coi trời bằng vung hả? Dương Tiêu lạnh lùng nói. Tên bảo vệ đứng đầu cười giữ tọt, không cần nói, cậu nói đúng rồi, chúng tôi có bà cụ che chở, chúng tôi có thể coi trời bằng vung. Lúc trước bà cụ còn đặc biệt dặn dò, nếu có một người tên Dương Tiêu quay về, thì xách cậu ta ra ngoài đánh một trận cho cậu ta biết thế nào là lễ độ. Cái gì, quay về sẽ xách ra ngoài đánh một trận. Nghe vậy, ánh mắt Dương Tiêu càng lạnh hơn. Bà cụ giỏi lắm, nhà họ Dương giỏi lắm. Các anh em, lên, bật rùi cùi điện lên cho tôi, chỉ cần không giật chết tên nhóc này, chúng ta cứ việc cho điện giật. Lên lên lên, cho cậu chủ nhỏ nhà chúng ta một bài học. Cho cậu ta biết đánh đập trong xã hội là như thế nào. Tên bảo vệ đứng đầu phần chấn nói. Mấy ngày qua, bà cụ nhà họ Dương đặc biệt dặn dò, chỉ cần Dương Tiêu dám trở về sẽ bị đánh tơi bời. Điều mà bà cụ muốn không phải là để Dương Tiêu quay lại kê thừa nhà họ Dương, mà là biên Dương Tiêu. Thành con rối của bà ta để bà ta có thể răn đe Dương Bân Hàn. Nói trắng ra, thứ mà bà cụ muốn không phải là cậu chủ nhỏ nhà họ Dương ở Đề Đô, mà là một con chó ngoan ngoãn. Đúng vậy, bà cụ muốn huân luyện Dương Tiêu thành một con chó ngoan ngoãn, bảo anh đi đông anh không dám đi tây, bảo anh đánh chó anh không bao giờ dám đánh gà. Nhà quyền thế vô tình, bà cụ càng vô tình hơn. Quan hệ huyết thống chó má gì, ở trong mắt bà ta, không gì quan trọng hơn địa vị của bà ta trong nhà họ Dương.
Tiếc là cuối cùng bà ta đã đánh giá thấp Dương Tiêu. Dương Tiêu trở lại, sóng gió ngập trời, quân hùng đến thăm, chân động quá khứ và hiện tại. Tên bảo vệ đứng đầu cầm dùi cùi điện mặt mày hung tợn hét lên với Dương Tiểu, cậu chủ nhỏ, run rẩy đi. Phút, ngay khi tên bảo vệ đứng đầu chuẩn bị dùng dùi cùi điện đâm vào Dương Tiêu chọt đưa tay phải ra, lập tức tắm cổ của người đó. Ưm lờ bị túm cổ, tên bảo vệ đứng đầu vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Răng rắc, tiếng xương gáy, nổ tung, ánh mắt tên bảo vệ đứng đầu đột nhiên cụp xuống, khóe miệng xuất hiện một tia đỏ, thân thể mềm nhũn ngã xuống đất. Không ổn, đội trưởng chết rồi, đội trưởng chết rồi. Nhìn thấy tên bảo vệ đứng đầu bị Dương Tiêu giết chết tại chỗ, những tên bảo vệ còn lại đều rùng mình. Dương Tiêu liếc nhìn bọn họ, lạnh lùng nói, tôi ngược lại muốn xem, ai trong số các người dám ngăn cản ôi. Phút, rút kiếm của tài xế Long Môn mang theo ra, một luồng sát khí lạnh lẽo bao trùm cả nhà họ Dương. 10 bước giết một người, cho nên không đi xa ngàn dặm. Hôm nay, người nào ngăn cản, người đó chết. Bộp bộp bộp, tiếng ồn ào ngoài cửa càng lúc càng lớn, càng ngày càng có nhiều thành viên tinh nhuệ của nhà họ Dương ở Đề Đô xuất hiện. Xét cho cùng, nhà họ Dương ở Đề Đô cũng là một trong 10 gia đình quyền thế hàng đầu ở Thiên Phủ Chi Quốc, xếp thứ 6 ở Đề Đô, từng huy hoàng đứng vị trí thứ nhất toàn quốc. Bởi vậy, nhà họ Dương ở Đề Đô có rất nhiều thành viên, con cháu trực hệ có gần 1.000 người, cộng thêm một số người giúp việc và thuộc hạ, tổng cộng có mấy nghìn người. Nhìn thấy tên bảo vệ đứng đầu đã không còn sức xông gục ngã trên mặt đất, mọi người trong nhà họ Dương đều rất tức giận. Là ai, dám xông vào nhà họ Dương? Cậu không biết nhà họ Dương ở Đề Đô có ý nghĩa như nào hả? Cậu chuẩn bị tìm chết hả? Một người tức giận hét lên. Đúng vậy, mau quỳ xuống, cúi đầu với nhà họ Dương, có lẽ chúng tôi còn có thể để lại cho cậu một cái xác toàn thây. Một người khác tức giận hét lên. Nhìn khuôn mặt quen thuộc của đám con cháu nhà họ Dương ở Đề Đô trước mặt, Dương Tiêu chế nhạo, giữa lông mày hiện lên vẻ tà ác, anh nghiêm nghị nhìn về phía đám con cháu nhà họ Dương, tôi, Dương Tiêu. Đứa con rơi trong mắt các người đã trở lại, hôm nay tôi muốn đưa di hài của bố tôi đi, hỏi thử, ai dám ngăn cản. Àm, anh cầm chiến kiếm, ánh mắt sắc bén như chim ưng, uy áp kinh người. Cái gì, cậu là Dương Tiêu, tất cả mọi người trong nhà họ Dương đều kinh ngạc. Ngay sau đó, một người chế nhạo, tưởng cậu rụt đầu không dám lộ mặt, bây giờ cậu trở về, nhất định là muốn tranh vị trí chủ nhà họ Dương ở Đề Đô. Nói cho cậu biết. Vị trí chủ nhà họ Dương là của cậu chủ lớn Dương Bân Hàn, cậu nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Xử lý cậu ta, tránh sau này gặp phiền phức. Xử lý cậu ta, nhóm người đồng thanh hét lên. Bọn họ sát khí bừng bừng, ánh mắt dữ tợn, chỉ muốn lập tức đẩy Dương Tiêu vào chỗ chết. Rốt cuộc, khí thế của Dương Bân Hàn trong nhà họ Dương ở Đề Đô đã trở thành hiện thực. Nhiều người nghe Dương Bân Hàn sai đâu đánh đó, họ chỉ muốn giết Dương Tiêu, tránh cho Dương Tiêu lung lay địa vị của Dương Bân Hàn. Giết, tên con cháu trực hệ cầm đầu nhà họ Dương vẫy tay hét lớn. Giết, trong nháy mắt mấy trăm người lao về phía Dương Tiêu. Một số cầm dao pha, một số cầm gậy bóng chày, một số cầm dùi cui điện, tất cả đều có ánh mắt dữ tợn, và tất cả đều định tiễn Dương Tiêu về chầu trời. Nhìn chăm chăm nhóm người đang lao tới trước mặt, nụ cười trên mặt. Dương Tiêu càng ngày càng lông lây, nhưng trong nụ cười lộng lây ấy lại có một luồng tà khí nông đậm. Trong chốc lát, Dương Tiêu không khỏi nhớ lại cảnh mình bị nhà họ Dương tàn nhẫn đuổi ra khỏi Đề Đô nhiều năm trước, cả đám người nhà họ Dương ở Đề Đô đã nhìn chằm chằm anh như một con chó hoang. Hôm nay, anh muốn mang di hài của cha đi, ai ngăn cản người đó chết. Nếu người chặn đường trước mặt bạn là thần ma, cho dù là thần ma cũng sẽ phải trả giá đắt. Nếu toàn bộ nhà họ Dương ở Đề Đô muốn ngăn cản, vậy anh cũng không ngại tiêu diệt hết bọn họ. Muốn giết Dương Tiêu này, các người cần phải chuẩn bị chờ bị tôi làm thịt đi. Dương Tiêu cười tà ác. Vẻ on lần này, Dương Tiêu chủ động, tấn công, anh mạnh mẽ như hồ xuông núi. Một tên con cháu nhà họ Dương tức giận hét lên, thằng khốn Dương Tiêu, xuông địa ngục đi. Đến gần người này, Dương Tiêu nghiêng người, kiếm dài trong tay biên thành vệt sáng lạnh. Chiến kiếm của Long Môn chém sắt như bùn, con cháu nhà họ Dương kia chỉ cảm thấy, bụng đau nhói, anh ta. Vô thức cúi đầu xuống thì phát hiện thân thể mình đã bị biến thành hai khúc. Dì hai thấy Dương Tiêu dùng một nhát kiếm giết chết con cháu nhà họ Dương kia, tất cả mọi người đều sững sờ. Tên con cháu cầm đầu nhà họ Dương tức sủi bọt mép, anh ta chỉ vào Dương Tiêu điên cuồng hét lên, nghiệp chướng, dám ra tay với con cháu nhà họ Dương,
tôi thấy cậu điên thật rồi. Tất cả các thành viên trong nhà họ Dương nghe lệnh của tôi, chém thằng khốn tiện chủng Dương Tiêu này thành hàng nghìn mảnh cho tôi. Giết tên khốn này, một nhóm người hét lên. Ở trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là con mà Dương Thiên Khung sinh với người hèn hạ không rõ lai lịch ở bên ngoài, cho nên Dương Tiêu có bản chất là người hèn hạ. Bọn họ ủng hộ Dương Bân Hàn, trong mắt họ Dương Tiêu chỉ là con kiên hèn hạ. Tiện chủng, các người tôn quý, tôi tỷ tiện, Vương Hầu cũng vậy, trời sinh đã ở vị trí cao quý. Nếu các người đã cảm thấy mình là người ngôi tít trên cao, coi mẹ con tôi là người hèn hạ tiện chủng, vậy hôm nay hãy để tên tiện chủng này tiến các người xuông xuôi vàng. Dương Tiêu nắm chặt thanh kiếm. Khí ác, tàn phá bừa bãi. Ý định giết người, cao ngút trời. Giết đi. Mặt mày đám con cháu trực hệ nhà họ Dương hung ác, đồng loạt lao về phía Dương Tiêu. Tiện chủng, nhận mệnh đi. Một người giận dữ hét lên. Bóp. Ánh mắt Dương Tiêu lạnh lùng bắn ra, thân hình biên thành bóng mở dùng sức lao tới đá mạnh vào ngực người nọ. Bóp 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 bóp. Thực lực của Dương Tiêu hoàn toàn vượt qua khả năng mà người thường có thể chống lại. Thân thể người này bùng bổ lui lại, phía sau có ít nhất 20-30 người bị đánh bay. Một người khác từ bên khác lao tới, Dương Tiêu, chết đi. Bảo tôi chết, chỉ dựa vào đồ con kiến như anh. Dương Tiêu cười khinh thường. Phút, thanh chiến kiếm biến thành vệt sáng giống như lưỡi hái của thần chết, sau đó một cái đầu đẫm máu bay thẳng lên trời. Giết, một nhóm người nén giận xông lên. Phút 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 phút. Trong phút chốc, kiếm trong tay Dương Tiêu chém loạn xạ tứ phía. Những kẻ nào chạm vào, tất cả đều chết. Mặt đất đỏ rực. Không khí nhuộm mùi máu tanh nông. Chiến kiếm trong tay Dương Tiêu lưu loát, như thể chiến kiếm này được thiết kế riêng cho Dương Tiêu, như thể chiến kiếm này sống vì Dương Tiêu. Hết bóng dáng người này đến người khác hụt xuồng, nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng ngày càng đậm, một ý chí mạnh mẽ, khinh miệt thống trị thế giới nảy sinh một cách tự phát trong lòng tất cả mọi người. Nhìn thấy phần lớn thành viên tinh nhuệ trong nhà họ Dương không ai địch nổi một chiêu của Dương Tiêu, lại thấy không có người nào có thể đối đầu trực diện với Dương Tiêu, đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương vô cùng kinh hãi, một cơn ớn lạnh từ gót chân vò thẳng lên đầu. Dường như người trước mặt là một ác quỷ sinh ra để giết người. Càng ngày càng có nhiều người ngã xuông, máu trong người Dương Tiêu càng ngày càng sôi trào. Anh lạnh lùng liếc nhìn thành viên trong nhà họ Dương, nụ cười trên mặt càng ngày càng quỷ dị. Nhưng lại khiến người khác không lạnh mà run. Hôm nay, người nào đối đầu với tôi sẽ giết người đó nhà họ Dương ở đề đô đối đầu với tôi. Tôi sẽ diệt tất cả mọi người trong nhà họ Dương. Lên, chúng ta cùng lên, diệt cậu ta. Một trong những vệ sĩ quốc y tế hàng đầu của nhà họ Dương ở đề đô hét lên một cách hung ác. Cùng lên, giết cậu ta. Hai tên vệ sĩ quốc tế kia đồng thời gật đầu. Vèo 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 on trong chốc lát. Ba vệ sĩ quốc tế từ nước ngoài cầm những con dao găm sắc bén của thụy sĩ hung ác lao về phía Dương Tiêu. Dương Tiêu cười lạnh âm hiểm, tốt lắm, cho tôi thêm ý chí chiến đấu, đốt máu chiến trong người tôi, tất cả các người xuông xuôi vàng đi. Phút, Dương Tiêu bị vây tứ phía, hai mắt, rực lửa, ý định dê người bay tung tóe. Chiến kiếm bay vút lên không trung rồi bất ngờ rơi về phía vệ sĩ quốc tế cầm đầu. Anh ta nhanh, Dương Tiêu càng nhanh hơn, soạt. Máu tươi trào ra, người này bị Dương Tiêu chia làm đôi. Cơ hội tốt, ngay bây giờ hai vệ sĩ quốc tế còn lại vui mừng khôn xiết, bọn họ cho rằng mình đã tìm được thời cơ tốt nhất để giết Dương Tiêu. Vèo vèo on ngay khi con dao thụy sĩ chỉ còn cách người Dương Tiêu 1 cm, chiên kiếm trong tay Dương Tiêu biến thành bóng mở nhanh như chớp. Xoạt xoạt, giữa ánh điện và đá lửa, hai cái đầu nữa bay thẳng lên trời. Đậu phong, ma quỷ, tên này là ma quỷ hà. Nhìn thấy Dương Tiêu một, người một kiếm chém giết tứ phía, tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở đề đô đều mất hồn mất vía. Họ nằm mơ cũng không bao giờ ngờ tới đứa con rơi từng bị nhà họ Dương trục xuất khỏi đề đô giờ lại trở thành người có khí thế bừng bừng không ai địch ni. Sau khi giết xong ba tên vệ sĩ quốc tế, Dương Tiêu nhìn đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở đề đô, khinh thường nói, hôm nay, hỏi thử, trong các người ai dám cản tôi? Các người đã từng coi tôi như chó nhà có tang. Nhưng bây giờ tôi bão táp trở về đám người các người sẽ bị lu mờ. Người có khát vọng và hoài bão cao cả e sẽ thành công, giống như Hạng Vũ đánh trận sông mái với nhà Tân, cuối cùng nhà Tần đã bị Hạng Vũ của nước Chu thâu tóm. Những người làm việc chăm chỉ không chịu từ bỏ, giống như câu tiễn nếm mật nằm gai, chỉ dựa vào 3 vạn binh mã của nước Nhạc mà thôn tính cả nước Ngô hùng mạnh. Tôi muốn chinh phục thế giới,
hỏi thử ai sẽ cạnh tranh với tôi. Hôm nay trở về, người nhà họ Dương ở Đề Đồ có thể sống sót trong tay Dương Tiêu, sẽ có mấy người. Tránh ra, Dương Tiêu lạnh lùng mắng. Xét cho cùng, nhà họ Dương ở Đề Đô là gốc của cha anh, trừ khi đám người có mắt không tròng này không muôn sông, Dương Tiêu mới diệt trừ toàn bộ nhà họ Dương ở Đề Đô. Cảm nhận được ý định giết người của Dương Tiêu, đám người nhà họ Dương ở Đề Đô nuốt nước bọt. Vừa nãy trong mắt họ Dương Tiêu là tiện chủng hèn hạ, bọn họ có thể tùy tiện xử lý. Bây giờ, Dương Tiêu giống như thân chê có thể cướp đoạt mạng sông của tất cả bọn họ bất cứ lúc nào, điều này hoàn toàn làm bọn người hợm hĩnh của nhà họ Dương ở Đề Đô khiếp sợ. Đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương lần lượt nắm chặt những con dao khống chế trong tay, cảnh giác nhìn về phía Dương Tiêu, sợ rằng Dương Tiêu sẽ tấn công họ. Bộp bộp, Dương Tiêu bước lên một bước, đám người nhà họ Dương ở Đề Đô sợ tới mức lảo đảo lui về phía sau. Dương Tiêu khóa, mắt nhìn một người hỏi, di hài của bố tôi đâu? Không, không biết, con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở Đề Đô vừa inh hãi vừa tức giận. Phút lời của người này vừa rơi xuống, yêm dài trong tay Dương Tiêu biên thành một luồng sáng lạnh, trực tiếp nổ tung đầu người đó. PT nhìn thấy Dương Tiêu nói một lời hung ưng đã diệt người, người nhà họ Dương chỉ cảm thấy máu trong người sắp đông lại dưới luồng sức mạnh cực lớn này. Dương Tiêu nhìn đám người trước mặt, tôi hỏi lại lần nữa, di hài của bố tôi ở đâu? Nếu các người không trả lời, chết. Theo sau chữ chết kia rơi xuống, dường như có một nhát búa nặng nề giáng xuống trái tim của đám người nhà họ Dương ở Đề Đô khiến bọn họ khiếp sợ. Di hài của ông chủ đang ở trong căn bếp bỏ hoang ở Sân Xô. Đúng, di hài của ông chủ đang ở trong căn bếp bỏ hoang ở Sân Xô. Đám người nhà họ Dương ở Đề Đô vội vàng gật đầu, bọn họ hoàn toàn sợ Dương Tiêu, bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm bọn họ hồn bay phách lạc. Biết được tung tích di hài của cha ở đâu, Dương Tiêu mặc kệ nhóm người nhà họ Dương ở Đề Đô, anh đi thẳng về phía căn bếp bỏ hoang ở sân sau. Cho dù đã không ở trong nhà họ Dương nhiều năm, nhưng Dương Tiêu vẫn nhớ rõ từng đường đi nước bước của nhà họ Dương. Khi đến khu vực bếp bỏ hoang ở sân sau, trong mắt Dương Tiêu hiện lên tơ máu. Năm đó, anh và mẹ bị bà cụ và Dương Bân Hàn chèn ép đã sống trong căn bếp bỏ hoang này. Không ngờ di hài của người cha Dương Thiện Khung đưa về nhà họ Dương ở Đề Đô, lại bị bọn bà cụ đặt vào đây. Một cơn giận dữ trào ra, anh thực sự hận bà cụ đến cực điểm. Bà cụ có chấp ích kỷ tư lợi này hoàn toàn không đủ tư cách làm mẹ. Bà cụ có chấp ích kỷ tư lợi này hoàn toàn không đủ tư cách làm bà nội của An Hy. Anh đá tung cánh cửa phòng bếp bỏ hoang, Dương Tiêu bước vào, chỉ thấy một bóng người bên trong một cái bao tải, đầu người lộ ra, hoàn toàn mất sức sông. Người này dỗ ông với Dương Tiêu tám phân, người này chính là Dương Thiên Khung kiêu ngạo cha ruột của Dương Tiêu. Nhìn chăm chú vào người trước mặt, Dương Tiêu đau lòng cực độ. Người trước mặt anh tràn đầy tang thương, râu không cạo, tóc bạc phủ đầu, vệt bầm tím trên mặt và máu trên cổ họng đã đông lại. Rõ ràng trong những năm qua Dương Thiên Khung đã phải chịu quá nhiều đau đớn và hành hạ. Theo lý mà nói, năm nay cha anh mới hơn 40 tuổi, ở độ tuổi phong nhã hào hoa. Nhưng nhìn cha, Dương Tiêu chỉ cảm thấy ông không giống một người ở độ tuổi 40 nền cỏ, cha anh càng giống ông già tang thương ở độ tuổi 6, 70 tuổi. Như vậy cũng tốt, đã được giải thoát, Dương Tiêu tự giễu. Anh có thể nhìn ra bao năm qua cha suy sụp tỉnh thân, đã bị cha tân như địa ngục. So với sống không bằng chết, sống trong đau đớn, thì thà chết mà giải thoát còn hơn. Mặt khác, Dương Tiêu có thể nhìn ra gân tay và gân chân của cha Dương Thiên Khung đã bị cắt đứt ở nhiều vị trí. Ngay cả khi cha anh vẫn còn sống, ông cũng không khác gì một người vô dụng. Anh biết khi còn trẻ cha là thế hệ thiên kiêu, cho dù có được cứu sống thì có lẽ cũng không chịu nổi một trận đòn nặng như vậy. Đi thôi, con trai sẽ dẫn người rời khỏi cái nơi không phân biệt đúng sai này. Mũi của Dương Tiêu chua xót, ôm di hài của cha Dương Thiên Khung ra ngoài nhà hộ Dương ở Đề Đô. Bộp bộp bộp. Ngay lúc này, càng ngày càng nhiều thành viên tỉnh nhuệ của nhà họ Dương ở Đề Đô và một số lượng lớn con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở Đề Đô đã bao vây sân sau. Nhìn quanh, đầu người chẳng chịt e rằng có ít nhất 400-500 người. Trong số đó, có nhiều tay súng bắn tỉa đứng ở độ cao chỉ huy đang nhắm vào đầu anh và nhiều người trong đám đông cầm súng có thể bóp cò bất cứ lúc nào. Đáy mắt Dương Tiêu lộ ra vẻ thờ ơ, sao hả? Hôm nay tôi muốn đưa di hài của bố tôi đi, các người còn dám ngăn cản. Nhìn trạng thái thê thảm của cha, bị nhà họ Dương ở Đề Đô đối xử tàn nhẫn,
Dương Tiêu thực sự muốn giết chết đám người nhà họ Dương tàn nhẫn này. Dương Tiêu, mau giơ tay đầu hàng, mau quỳ xuống sám hội cho tôi. Một người đàn ông trung niên chỉ vào mặt Dương Tiêu mắng. Tiện chủng, cậu còn chần chừ cái gì? Nhìn xem hiện trường có bao nhiêu người, bao nhiêu vũ khí. Cậu cho rằng mình có thể sống sót sau trận mưa đạn hả? Đúng vậy, tiện chủng mau bỏ di hài của ông chủ xuống, quỳ xuống sám hồi. Đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở Đề Đô trừng mắt nhìn, mỗi người bọn họ chỉ muốn rút gân lột ra Dương Tiêu ngay lập tức, khiến Dương Tiêu hồi hận khi đến thế giới này. Dương Tiêu cười khinh thường, các người cho rằng chỉ dựa vào đám chuột các người có thể ngăn cản tôi rời đi. Một lũ ếch ngồi đáy, riêng, các người nào biết tôi mạnh đến mức nào. Dứt lời, Dương Tiêu cầm kiếm, sát khí bay lên trời, phóng thăng về phía trước. Nhìn thấy Dương Tiêu nổi bão, đám người nhà họ Dương ở Đề Đô đều kinh hãi, bọn họ sợ Dương Tiêu sẽ bắt đầu một cuộc thảm sát. Bóp cò, mau bóp cò cho tôi, tiêu diệt tên tiện chủng này. Người nhà họ Dương ở Đề Đô cầm đâu cuồng loạn hét lên. Nhóm người trang bị vũ khí của nhà họ Dương ở Đề Đô lập tức nhắm vào Dương Tiêu, bọn họ muốn bắn chết Dương Tiêu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, một giọng nói thui già sức yêu vang lên, tất cả mau dừng lại ngay cho tôi. Giây tiếp theo, bóng dáng bà cụ nhà họ Dương ở Đề Đô xuất hiện. Sau khi bố trí ổn thỏa Dương Bân Hàn xong, bà cụ vội vàng trở về. Thực lực mà bây giờ Dương Tiêu có được quá đáng sợ. Mặc dù bà ta và Dương Bân Hàn có mâu thuẫn, nhưng trước một Dương Tiêu mạnh mẽ như vậy, họ buộc phải nén giận. Vì vậy, bà cụ và Dương Bân Hàn đã đạt được nhận thức chung và nhất trí nhắm phát súng vào Dương Tiêu. Ai có thể ngờ rằng, vừa mới trở về gia tộc, Dương Tiêu đã xông tới, rất nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Dương đã chết thảm. Bà cụ, người nhà họ Dương cầm đầu cung kính nói. Bà cụ, một nhóm người cung kính hô lên. Dương Tiêu nhìn về phía bà cụ uy nghiêm. Anh chế nhạo, tôi còn tưởng bà trốn vào khe đất rồi chứ. Ở khách sạn Thần Phong đã làm cho tôi cúi đầu, nay lại xông vào nhà họ Dương sát hại người cùng gia tộc, nghiệp chướng, cậu đã biết tội của mình chưa? Bà cụ nhìn Dương Tiêu trách mắng. Bị bà cụ trách mắng, Dương Tiêu giễu cợt, tôi sát hại người cùng gia tộc. Bớt nực cười đi, bà hỏi tôi biết tội của mình chưa, tôi hỏi bà, năm đó mẹ con tôi bị cả gia tộc bắt nạt chèn ép, năm đó bố tôi không rõ tung tích bà không đi tra. Bây giờ bố tôi, đã mất, bà cũng không an táng để bố tôi yên nghỉ. Bà cụ, bây giờ tôi ôm hận trở về, hỏi thử, bà đã biết tội của mình chưa? Bị Dương Tiêu chất vấn, bà cụ luôn cô độc kiêu ngạo mạnh mẽ lập tức không nói nên lời. Bà ta làm tất cả là vì dục vọng ích kỷ của bản thân, tuy rằng cha của Dương Tiêu, Dương Thiên Khung là con ruột của bà ta, nhưng bây giờ Dương Thiên Khung đã chết, trong mắt bà ta người chê đã không có giá trị sử dụng. Nếu đã không có giá trị sử dụng, thì một người chết có khác gì với người giúp việc. Muốn bà ta hiểu được tình cảm mẹ con quả thật là điều viễn ông, trong mắt bà ta chỉ có quyền lực và quyền lợi. Dương Tiêu nhìn về phía bà cụ, không nói được đúng không? Nghĩ kỹ xem những gì bà đã làm bao năm qua, những khoản nợ này tôi sẽ từ từ thanh toán với bà, tránh ran. Rút lời, Dương Tiêu không còn do dự, sải bước ra khỏi cửa. Nghiệp chướng! Thật sự cho rằng nhà họ Dương là nơi mà cậu muốn đến là đến muốn đi là đi hả? Một nhân vật quan trọng trong nhà họ Dương lạnh giọng mắng. Vèo 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 on khi lời của người nọ vừa dứt, hàng chục khẩu súng nhằm vào đầu của Dương Tiêu, như thể chỉ cần bà cụ ra lệnh, bọn họ đảm bảo đầu của Dương Tiêu sẽ nở hoa. Dương Tiêu cười lạnh, sao? Các người chê sông lâu hả? Thầy Dương Tiêu không coi ai ra gì, đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương rất tức giận. Đám con cháu nhà họ Dương nhìn về phía bà cụ với ánh mắt nặng nề, bà cụ, hãy ra lệnh, để bọn tôi bản chết cậu tại. Bà cụ nhìn Dương Tiêu với ánh mắt u ám, nhưng nghĩ đến sự tồn tại của Trịnh Thu và sức triệu tập của Dương Tiêu ở khách sạn Thần Phong hôm nay, điều này khiến bà ta cảm thấy bất lực. Ngay khi tất cả con cháu trực hệ của nhà họ Dương đều cho rằng Dương Tiêu sẽ chết, bà cụ mệt mỏi xua tay, để cậu ta đi, để cậu ta đi. Cái gì? Bà cụ lại lựa chọn thả Dương Tiêu đi. Ngay sau đó, đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương đều trợn tròn mắt, bọn họ nghi ngờ không biết có phải mình bị ảo giác thính giác hay không. Bà cụ, thả cậu ta đi, người không nhầm chứ, tên nghiệp chướng này đã giết chết không biết bao nhiêu người trong nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta. Làm sao chúng ta lại có thể không báo mối thù đẫm máu này? Đúng thế bà cụ, nhà họ Dương ở Đề Đô Sita chịu nhục như vậy từ khi nào? Đây là khiêu khích quyền thế của nhà họ Dương chúng ta, không thể để cậu ta đi.
Đúng vậy bà cụ, một khi tên nghiệp chướng này đi, mặt mũi của người nhà họ Dương ở Đề Đô chúng ta nên đặt ở đâu? Vừa nãy Dương Tiêu tàn sát tứ phía trong nhà họ Dương, điều này đã kích động sâu sắc đến đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở Đề Đô. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu không chỉ là tên phản nghịch, mà hành động sát hại người cùng gia tộc càng khiến người khác chán ghét hơn. Trong mắt bọn họ, Dương Tiêu là tên tiện chủng hèn hạ, dám ra tay với họ, thì anh nên bị rút gân lột da sông không bằng chết. Bọn họ tôn quý, Dương Tiêu tỉ tiện mạo phạm nên chém chân tay. Nghĩ đến tuyệt thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới do Dương Tiêu đứng đầu, bà cụ rất không cam lòng đỏ mắt nói, không nghe tôi nói gì hả? Để cậu ta đi. Bà cụ, đám người trở nên lo lắng. Bọn họ hiểu sâu sắc, một khi thả Dương Tiêu rời đi, toàn bộ nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ trở thành trò cười. Để cậu ta đi, lần này bà cụ suýt đã hét lên. Là người dẫn đầu nhà họ Dương ở Đề Đô, bà cụ hiểu rõ nếu Dương Tiêu ở lại hoặc Dương Tiêu chết, tuyệt thể Long Môn sẽ rất tức giận, tất cả bọn họ sẽ bị chôn cùng Dương Tiêu. Sức mạnh của đứa con rơi vô giá trị trong mắt bà ta năm đó quá kinh khủng, thật sự làm cho người khác dùng mình máu đông lại. Ai? Đám người nhà họ Dương thở dài thườn thượt, bọn họ thật sự không cam lòng. Tránh đường, để cậu ta đi. Người quan trọng trong nhà họ Dương vẫy tay. Cả đám người rất không cam lòng, nhưng bọn họ buộc phải nén giận tránh đường cho Dương Tiêu. Cõng Di Hài cha Dương Thiên Khung trên lưng, Dương Tiêu lạnh lùng nói, lúc này các người nên cảm thấy may mắn, bởi vì quyết định của bà già ngoan cô đã cứu mạng các người. Dứt lời, Dương Tiêu đi về phía bên ngoài nhà họ Dương ở Đề Đô trong ánh mắt của mọi người. Đáng ghét, đám người nhà họ Dương căm hận nhìn bóng lưng của Dương Tiêu. Lúc này, trong mắt bọn họ ngập tràn sự căm hận ngút trời, bọn họ thật sự muốn ăn thịt Dương Tiêu, uống máu Dương Tiêu ngay lập tức. Mà bà cụ rất rõ ràng, Dương Tiêu nói đúng. Nếu bọn họ dám ra tay, một khi tuyệt thế Long Môn can thiệp, toàn bộ nhà họ Dương sẽ bị lật đổ. Bà cụ, nghĩ kỹ xem nên trả nợ như thế nào đi. Dương Tiêu không thèm quay đầu, nói một câu lạnh lùng. Ra khỏi cửa, Dương Tiêu lên xe Việt Dã, nhanh chóng biện mắt khỏi biệt thự nhà họ Dương ở Đề Đô. Đáng ghét, tên nghiệp chướng này quá đáng ghét. Đúng, nhiều năm không gặp, thù hận trên người tên tiện chủng này càng ngày càng nặng. Nhất định không thể giữ lại tên nhóc này, nhất định phải tìm cách giết cậu ta. Đúng vậy, chúng ta nhất định phải dê cậu ta, diệt cậu ta, xé nát cậu ta. Đám con cháu trực hệ của nhà họ Dương tràn đầy lửa giận, bọn họ nắm chặt tay. Trong lòng đã nghĩ trăm pin NS ngàn cách giết chết Dương Yêu đồng thời cùng lúc đó, khách sạn quốc gia nào đó ở Đề Đô. Ảnh tử đại nhân sách lụt cipher như gà đi tới trước mặt Dịch Thấp, lăn qua đây. Trong sảnh lớn, Dịch Thấp thảnh thơi tự nhiên ngồi trên ghế sofa, trên bàn bên cạnh có ba chai sữa chua uống đã cạn. Lão Long chủ, ám kim Long Vương mở nắp chai sữa chua uống thứ tư đưa qua. Dịch Thấp nhận sữa chua uống, ùng ực lại uống cạn chai sữa chua uống trong một hơi. Sau đó lau miệng, Dịch Thấp lộ ra hàm răng vàng, ai dồ đúng là sữa chua uống của thiên phủ trị quốc chúng ta bồi bổ cơ thể, ngon, rất ngon. Nếu có người ở đây nhìn thấy cao thủ số một thế giới, lão long chủ của Long Môn lại uống sữa chua uống bổ sung dinh dưỡng, thì e rằng sẽ có vô số người mở rộng tầm mắt. E hèm, ám kim Long Vương có ý ho khan. Lúc này Dịch Thấp mới đưa mắt về phía Lucifer, tiểu bát đến rồi à. Trong tuyệt thế Long Môn. Tám thiên sứ được Dịch Thập gọi theo thứ hạng của họ, Lucifer đứng thứ 8, vì vậy Dịch Tháp gọi anh ta là tiểu bát. Lão Long chủ, tôi sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi nhìn thấy Dịch Thấp, Lucifer bật khóc vội vàng quỳ xuông. Những người khác không biết thủ đoạn của Dịch Thấp tàn nhẫn như thế nào, nhưng anh ta biết rất rõ ràng. Dịch Thấp càng vô hại với con người và động vật, càng ít tức giận thì tình hình càng nghiêm trọng. Dịch Thập từ từ đứng dậy. Không hỏi Lucifer có chuyện gì, ông cười thân thiết, tiểu bát, cậu tới Đề Đô lúc nào? Sao không chào hỏi tôi trước? Thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ biết sai rồi. Lão Long Chủ, thuộc hạ thật sự biết sai rồi, cầu xin Lão Long Chủ cho thuộc hạ một cơ hội sửa đôi. Lucifer nhìn Dịch Thấp mà linh hồn rét run. Dịch Thấp xua tay, đều là người nhà cả, có gì mà sai hay không sai? Y dài, sao lại thiếu một tai thế? Chẳng cần tu tí nào, Lão Kim. Đưa dao cho tôi. Lão Long Chủ, dao của ông. Ám Kim Long Vương nhanh chóng đưa cho Dịch Thấp một con dao găm sắc bén. Nhìn thấy Dịch Thấp nhận dao găm, vẻ mặt Lucifer thay. Đổi lớn, Lão Long Chủ, Lucifer biết sai rồi,
Lucifer thật sự biết sai rồi, cầu xin lão Long chủ cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Dịch Thấp vô hại với người và động vật cười nói, đã nói rồi, người một nhà cả sai hay không sai cái gì, chỉ là có một số người không nghe lời, cái tai này còn có tác dụng gì. Tiểu Bát, cậu nói xem đúng không? Ngay sau đó, Dịch Thấp mỉm cười đến gần Lucifer, ông véo tại phải của Lucifer, con dao găm trong tay ông lập tức biến thành một tia sáng lạnh. Con dao găm lập tức rơi xuống, một bông hoa máu đột nhiên bắn tung tóe. Cảm thấy tai phải đau nhói, Lucifer kêu lên thảm thiết ngay tại chỗ. Nhìn kỹ hơn, chỉ thấy trên mặt đất có thêm một cái tai, và tai Lucifer cũng bị tách khỏi cơ thể. Tiểu Bát, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời biết chưa? Dịch Thấp võ nhẹ vào mặt Lucifer. Trên trán Lucifer đổ mồ hôi lạnh, anh ta nhịn đau kinh hãi nói, đã hiểu, thuộc hạ hiểu rồi. Hiểu thì tốt, đi đi. Dịch Thấp hài lòng gật đầu. Lucifer vội vàng dập đầu ba cái với Dịch Thấp, cảm ơn lão Long chủ đã nhẹ tay, cảm ơn lão Long chủ đã nhẹ tay. Dịch Thấp chậm rãi xoay người lại, ông vẫy tay, Lucifer giống như con chim sợ cành cong, anh ta không quan tâm đến cơn đau bên tai phải của mình chạy thật nhanh. Nếu ai đó nhìn thấy cảnh tượng này sẽ cảm thán, trong xã hội của ông Dịch, người tàn nhân không nhiều lời. Chỉ với một nụ cười cắt đứt một bên tai của Lucifer, vẻ mặt vô hại với con người và động vật thực sự đáng sợ như thể tên đao phủ đến từ vực thăm của địa ngục. Nhìn Lucifer đang vội vàng chạy trốn, ám kim Long Vương ngạc nhiên hỏi, lão Long chủ, tại sao ông lại thả tên phản nghịch này? Một người muốn trưởng thành, đặc biệt là muốn phát triển thành người mạnh vô song, không có mây bàn đạp thì làm sao mà làm được? Dịch Thấp cười nhẹ. Ám kim Long Vương chợt nhận ra, hóa ra lão Long chủ đã lên kế hoạch biến Lucifer này thành bản đạp trên con đường trưởng thành của Dương Tiêu. Nơi hỏa táng sang trọng nhất Đề Đô. Hứa Tuệ Nhàn tới, Hoa Mộ Tranh tới, Trần Khải tới, bọn Lý Vân Long cũng tới. Dương Tiêu nhìn chăm chú vào cha, vẻ mặt anh kiên định, một luồng sát khí trong cơ thể xông thẳng lên đâu. Người phụ trách Long Ảnh xúc động nói, không ngờ Dương Thiên Khung, một người con cưng của trời một thế hệ lại gặp phải bi kịch như vậy. Nếu Dương Thiên Khung vẫn còn đó, có lẽ nhà họ Dương sẽ không chỉ ngồi vững vị trí số một ở Đề Đô, mà nhà họ Dương ở Đề Đô sẽ còn trở thành nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới lớn nhất chân áp. Chủ nhà chí lớn không thủ, quả thật khiến người khác tiếc hận. Muốn đội vương miện thì phải chịu nặng nhọc. Năm đó, chủ nhà đã dẫn dắt nhà họ Dương ở Đề Đô lên đỉnh huy hoàng, xâm phạm quyền lợi của quá nhiều người, nhưng những người này không cho chủ nhà thoải mái, ngược lại đã lựa chọn tra tấn, thật sự khiến người khác đau lòng. Quản gia Trịnh Thu cũng tới. Lý Vân Long nhìn Trịnh Thu, lần này ông có thể ra tay, Long Ảnh tôi coi như không nhìn thấy. Nhìn thấy thì như thế nào? Ông cho rằng đám danh con kia dám làm gì tôi? Trịnh Thu bình tĩnh nhìn Lý Vân Long. Lý Vân Long và Trịnh Thu vốn là đồng nghiệp, Lý Vân Long là tổng phụ trách của Long Ảnh, mà Trịnh Thu là sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Ảnh. Nhiệm vụ của Long Ảnh ở trong nước là duy trì trật tự của Thiên Phủ Chỉ Quốc, nếu Trịnh Thu ra tay chống lại bọn tay đen sau hậu trường thì sẽ xảy ra một trận bão táp đẫm máu. Nghe Trịnh Thu nói vậy, Lý Vân Long bật cười ha ha. Chưa kể, hầu như tất cả các chiến sĩ tình nhuệ của Long Ảnh đều do Trịnh Thu dạy dỗ, rất ít người dám tấn công Trịnh Thu. Dương Tiêu hít một hơi thật sâu, anh nói với nhân viên quản lý, bắt đầu thôi. Vâng, anh Dương, nhân viên quản lý cung kính nói. Chờ một chút, Tiêu Nhi, mẹ muốn ở một mình với bố con. Hứa Tuệ Nhàn đột nhiên nói. Nhìn mẹ đang kìm nén không khóc, Dương Tiêu gật đầu, vậy thì đợi một lát. Anh xoay người bước ra ngoài, sau đó nói với Hoa Mộ Tranh, mẹ tôi giao cho cô. Yên tâm, bác gái sẽ không có chuyện gì đâu. Hoa Mộ Tranh trịnh trọng nói. Hứa Tuệ Nhàn luôn mạnh mẽ cho đến khi mọi người ra về, lúc này mới không kìm được nước mắt. Bà không khóc ra tiếng, nhưng bà khóc rất đau buồn. Bà gả cho Dương Thiên Khung được mấy năm ngăn ngủi. Con trai Dương Tiêu vừa mới nhớ chuyện, Dương Thiên Khung đã đi ra ngoài không rõ tung tích. Dù sao bà cũng là một người phụ nữ dịu dàng, xét cho cùng bà cũng chỉ là một người phụ nữ hiên thục. Nhìn chăm chú vào người chồng tràn đầy tang thương trước mặt, tim Hứa Tuệ Nhàn đau như dao cắt, đau đớn không thể thở nổi. Dương Tiêu cảm nhận được nỗi buồn của mẹ, anh nắm chặt tay. Ngay sau đó, trong mắt Dương Tiêu lóe lên một tia sáng lạnh, Trần Khải, chuẩn bị đồ xong chưa? Đội trưởng, mọi thứ đã sẵn sàng. Trần Khải nghiêm nghị nói. Y Dương Tiêu trầm giọng nói, tết lắm. Đi thôi, đến khách sạn Thiên Phủ, chúng ta tới chúc thọ ông cụ nhà họ Khương.
trời mùa đông giá rét thấu xương, màn đêm nhanh chóng bao phủ, bầu trời ở đế đô vào khoảng 6 giờ chiều đã sắm tối. Bên trong khách sạn Thiên Phủ, Khương Võ chủ nhà họ Khương nhìn một ông già mặc bộ đồ thời Đường nói, Đô, người Do Thám đến báo tin, đứa con rơi nhà họ Dương, Dương Tiêu đã xông vào nhà họ Dương đưa di hài của Dương Thiên Khung đi, sợ là buổi tối Dương Tiêu sẽ đến gây rồi. Hơn nữa, bọn con đã xác nhận cảnh tượng ở khách sạn Thần Phong sáng nay là sự thật. Tuyệt thế Long Môn đích thân tới tiệp đón, hàng chục nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới đã gọi đứa con rơi này là điện hại. Sợ cái gì, đồ nhát gan, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lạnh lùng măng. Nhà họ Khương hiện nay là nhà quyên thê xô một thiên phủ chỉ quốc, có lai lịch sâu xa, gần như bất khả chiến bại trong cả nước. Nhà họ Khương có rất nhiều cao thủ tài giỏi, cũng có rất nhiều tử sĩ, tất cả những bước đệm trên con đường của nhà họ Khương đều được bọn họ tàn nhẫn san bằng. Vẻ mặt chủ nhà họ Khương rất nặng nề, bó, nhưng đó là Tuyệt Thế Long Môn. Đó là tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, Tuyệt Thế Long Môn. Tuyệt Thế Long thì sao? Ở đế đô bọn họ dám phạm tội giết người. Còn nữa, chẳng lẽ ở ngay trong đế đô, chúng ta còn sợ một đứa con rơi nhà họ Dương hả? Cho dù cậu ta may mắn gia nhập Tuyệt Thế Long Môn cũng sẽ không có khả năng vì một nhân vật nhỏ mà ra tay tàn nhẫn với nhà họ Khương chúng ta. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lạnh lùng nói. Khương Võ lại nói, bố, mọi chuyện không đơn giản như bố nghĩ. Nghe nói thằng nhóc Dương Tiêu này là Long chủ mới. Nực cười, con chỉ nghe tin đồn mà thôi. Long chủ mới là người tài hoa tuyệt thế như thế nào? Làm sao lại có thể là đứa con rơi của nhà họ Dương được? Võ Nhi, nhớ kỹ, nhà họ Khương của chúng ta là nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quốc, ở đề đô ai dám động vào chúng ta? Không thành ma sẽ không sống nổi. Năm đó chúng ta dám tính kê giết hại Dương Thiên Khung, chẳng lẽ bây giờ chúng ta lại sợ một con chó nhà có tang? Được rồi, sắp đến giờ rồi, chúng ta ra ngoài đón khách đi. Khương Khâu Phong thấp giọng nói. Hai cha con vừa rời khỏi phòng, khách sạn Thiên Phủ đã chật ních bóng người, người nổi tiếng lần lượt đến chúc mừng. Và ở cửa cũng phát ra âm thanh tương tự. Hàn Long, chủ nhà họ Hàn ở đề đô kính chúc ông cụ sống lâu trăm tuổi, tiếng thơm muôn đời, tặng một chiêu tài tỷ hưu một toài. Tân Quảng, chủ nhà họ Tân ở đệ đô kinh chúc ông cụ thiên thu vạn đại, tiếng thơm muôn đời, tặng mặt dây chuyền ngọc rồng thật. Chủ tịch Trương Uy của tập đoàn Phong Hàng, kính chúc ông cụ phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, tặng bản sao đích thực của Đường Bá Hồi. Nhìn thấy, nhiều nhân vật nổi tiếng ở thiên phủ chi đến chúc mừng sinh nhật, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương cười không hình được miệng. Khương Võ chủ nhà nhà họ Khương cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, chỉ cản Dương Tiêu đừng tới gây chuyện, bất cứ chuyện gì cũng không ảnh hưởng đến tổng thê. Tuy nhiên, ngay sau đó, một giọng nói cực kỳ bất hòa đột nhiên bùng nổ. Dương Tiêu, đứa con rơi của nhà họ Dương ở đế đô, tặng. Tặng quan tài. Cái gì? Tặng quan tài. Vừa rút lời, giống như có sấm sét nổ tung toàn bộ khách sạn Thiên Phủ, hàng nghìn người có mặt ngước nhìn vào lôi vào của khách sạn Thiên Phủ. Chỉ nhìn thấy hai người trẻ tuổi đang đi về phía này, người đi đầu là Dương Tiêu, theo sau Dương Tiêu là Trân Khải đang vác một chiếc quan tài màu đen. Thực sự đưa quan tài, nhìn thấy quan tài màu đen trên vai Trân Khải, hàng nghìn người trong khách sạn đã kinh ngạc. Dương Tiêu liếc nhìn hiện trường to lớn, ánh mắt sắc bén nhìn về phía Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, ông là lão già nhà họ Khương, Khương Khâu Phong đúng không? Sinh nhật thứ 7 moi, quả thật đã xông lâu. Trân Khải, đưa quà sinh nhật của chúng ta cho ông cụ Khương xem thử. Vâng, Trân Khải đặt quan tài màu đen trên vai xuông, anh ta đá lên quan tài màu đen bay nhanh về phía Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương. Nhìn chằm chằm vào quan tài trước mặt, trong mắt Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ khi hiện lên vẻ ảm đạm. Khương Võ chủ nhà họ Khương nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, tức giận măng, đồ khốn, Dương Tiêu, cậu muốn làm gì? Đêm nay là sinh nhật lần thứ 70 của bó tôi. Dám gây rối trong bữa tiệc sinh nhật của nhà họ Khương, không lẽ hai người không định xông rời khỏi đây hả? Xét cho cùng, nhà họ Khương là nhà quyền thế lớn nhất ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, là tập đoàn tài phiệt tầm cỡ thế giới có tiếng ở châu Á. Tuy Khương Võ kiêng kỵ Dương Tiêu nhưng ông ta có lòng kiêu ngạo sâu trong xương, lòng kiêu ngạo này, không thể xóa bỏ, ông ta trợn mắt nhìn Dương Tiêu. Ông ta muốn giết Dương Tiêu ngay lập tức bảo vệ quyền hành tôi cao của nhà họ Khương. Không định sống rời khỏi đây. Chậc chậc, hôm nay Dương Tiêu này để lại lời nói ở đây, đám người quen các người, ai có thể giữ hai người bọn tôi lại? Dương Tiêu khinh thường cười nói.
Cứu nghe Dương Tiêu nói vậy, rất nhiều danh nhân ở Đề Đô đều hít một ngụm khí lạnh. Họ nghe nói Dương Tiêu rất kiêu ngạo, nhưng không ngờ Dương Tiêu xoát hiện lại kiêu ngạo ngút trời. Buổi trưa, tên Dương Tiêu này đã phá rồi bữa tiệc đón gió Tây Trần của cậu chủ lớn Dương Bân Hàn của nhà họ Dương, trong nháy mắt lại định đập phá bữa tiệc sinh nhật của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, đây là muôn làm gì? Định chọc một lỗ trên bầu trời hả? Nhiều người đã từng nghe nói về sự trở lại bão táp của Dương Tiêu, sự xuất hiện của một số lượng lớn, thành viên tỉnh nhuệ đến từ Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới, và sự xuất hiện của hàng chục nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Vì vậy mà tên tuổi của Dương Tiêu đã làm khuấy động cả Đê Đô. Tuy nhiên, nhiều người nổi tiếng lại nửa tin nửa ngờ về điều này, vì họ không biết đây có phải là sự thật hay không, nếu đó là tin đồn do Dương Tiêu tung ra thì sao? Tuyệt Thế Long Môn, tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới ở tít trên cao, một khi đi xuống áp lực cực mạnh sẽ khiến người ta ngạt thở, sao một sự tồn tại bí ẩn như vậy lại chạy tới kính chào một đứa con rơi được? Rất nhiều người đã đoán rằng liệu Dương Tiêu có phải là Long chủ mới của Tuyệt Thế Long Môn hay không. Tuy nhiên, chủ của Long Môn phải là thế hệ có tài năng vô song chân động quá khứ và hiện tại, sao lại có thể là đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đế Đô được? Làm sao một người bị người nhà họ Dương ở Đề Đô ruồng bỏ lại có khả năng làm chủ của Long Môn? LT Nhật, trong mắt nhiều người đeo kính rậm, phần lớn là do Dương Tiêu tạo thế, những lời về sự xuất hiện của Long Môn chỉ là tin đồn. Đến nỗi sự xuất hiện của hàng chục giúp đỡ, điều này càng khó tin hy chỉ cần tìm mấy chục người nước ngoài, có một đám người ủng hộ trong bữa tiệc, ba người trở thành hỗ báo, tin tức càng chuyện ra càng bí ẩn, một khi ý nghĩa thay. Đổi, ai biết người đó nói là thật hay giả. Bất kỳ ai có thể trở thành kẻ mạnh đều phải cực kỳ thận trọng, bọn họ sẽ không dễ dàng tin những loại tin tức này. Trừ khi họ tận mắt nhìn thấy. Nhìn Dương Tiêu kiêu ngạo, Khương võ chủ nhà họ Khương cười giữ tọn. Thật sự cho rằng mình là người bắt khả chiên bại. Dương Tiêu, nói cho cậu biết, đây là sân nhà của nhà họ Khương chúng tôi, là sân nhà của nhà họ Khương nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quốc. Người đâu, bắt bọn họ lại cho tôi. Xoạt 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 xoạt. Trong phút chốc, hàng trăm bóng người lao ra từ xung quanh khách sạn thiên phủ, tất cả đều có ánh mắt sắc bén và cầm vũ khí. Có thể trở thành chủ nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quốc, Khương võ có lòng dạ thâm sâu, không phải người đơn giản. Ông ta đã sớm phòng ngừa chu đáo, cũng sắp xếp mọi thứ, chỉ cần tối nay Dương Tiêu dám đến, ông ta hoàn toàn có đủ tự tin hạ gục Dương Tiêu. Nếu Dương Tiêu thật sự đến từ Tuyệt Thế Long Môn, vậy hãy để người trong Long Môn tới chuộc cậu ta. Xét cho cùng, nhà họ Khương là nhà quyền thế lớn nhất thiên phủ chi quốc, có mạng lưới quan hệ chặt chẽ, sau lưng còn có quan lớn, cho nên ông ta không tin Long Môn dám chống lại quan chức. Đừng quên, thiên phủ chi quốc là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Ông ta không tin Long Môn không sợ vũ khí hạt nhân. Nếu nhà họ Khương bị diệt, sẽ chẳng khác gì tát một cát vô hình vào mặt thiên phủ chi quốc. Khương võ đánh cược, cược Long Môn không dám khoa trương nhằm vào nhà họ Khương ở ngay trong thiên phủ chi quốc. Soạt! Trần Khải lập tức cởi bỏ chiếc áo khoác đen, rút hai thanh kiếm trên lưng ra. Hai tay anh ta cầm kiếm, một sự áp lực mênh mông bao trùm xung quanh. Sát khí mạnh thật, nhìn thấy Trần Khải tức giận. Không ít người kinh hãi. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương khóa chặt mắt vào chiên kiếm trong tay Trần Khải, ánh mắt giả trò thay đổi, hả? Hai thanh kiếm rực lửa hai một đây là chiến kiếm của Trần Khải, sát thần của thiên phủ chi quốc. Cậu là ai? Chẳng lẽ cậu là sát thần Trần Khải? Đúng vậy, cậu ấy là Trần Khải, các người có thể bảo người của mình ra tay thử xem. Dương Tiêu thờ ơ nói. Trần Khải giễu cợt, đã lâu không rút chiến kiếm ra, sao vậy? Đêm nay muốn thầy chiên kiếm của tôi nhuộm máu à? Nghe thấy Trần Khải thừa nhận mình là sát thân, hiện trường lập tức dâng lên một hồi sóng to gió lớn. Vãi à, tên này thật sự là sát thần Trần Khải. Không phải chứ, không phải sát thần Trần Khải đã biên mát từ lâu rồi sao? Đúng vậy, Trần Khải, nguyên là đội trưởng đội số 1 của Đông Phương Thân Ứng, theo sau sự xuất hiện cuối cùng của thần chết điện hạ, cũng từ đó mà biến mát. Đúng, Đông Phương Thần Ứng từng có 3 đỉnh phong. Lần lượt là đội trưởng thần chết, đội phó thần bắn tỉa và đội trưởng đội số 1 sát thần. Cùng với cái chết của thần chết điện hạ và đội phó thần bắn tỉa, sát thần hoàn toàn mờ nhạt trong cái nhìn của công chúng. Sao sát thần lại xuất hiện ở đây? Lúc này, hàng nghìn người trợn mắt há hốc mồm nhìn Trần Khải, trong mắt bọn họ tràn đầy sợ hãi. Nghe lời nhận xét kinh hãi của mọi người, Dương Tiêu hơi lơ đễnh. Đúng vậy,
Đông Phương Thần Ưng đã từng được biết đến là đội đặc chiến lớn nhất trong Thiên Phủ Chỉ Quốc, đã từng có ba người con cưng của trời. Ba người là thần chết Dương Tiêu, thần bắn tỉa Lăng Ảnh Huyên, sát thần Trần Khải. Ba đỉnh phong mạnh hợp sức, không biết đã hoàn thành bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn và nguy hiểm. Kể từ trận chiến rong rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm, thần chết Dương Tiêu soát ngũ, thần bắn tỉa Lăng Ảnh Huyên không rõ tung tích, và sát thần Trần Khải cũng biến mất. Lúc này, sát thần Trần Khải xuất hiện trở lại, tay cầm hai thanh kiếm rực lửa mang tính biểu tượng của mình, lại còn đến cùng Dương Tiêu đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô. Nhiều ông lớn có mặt tại hiện trường biết rằng chỉ có thần chết điện hạ mới có thể điều động thần bắn tỉa và sát thần, lúc này Trần Khải xuất hiện đi theo Dương Tiêu. Đột nhiên, trong đầu mọi người nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chẳng lẽ Dương Tiêu là thần chết điện hạ trong truyền thuyết? Thần chết điện hạ. Ý nghĩ táo bạo này xuất hiện, con người của hàng nghìn người có mặt tại hiện trường co rút lại, ánh mắt bọn họ nhìn Dương Tiêu hoàn toàn thay đổi. Sát thần tái hiện, tái xuất giang hồ. Dương Tiêu này không phải là thế hệ thần thoại thần chết điện hạ đấy OINS đúng. Thế, chỉ có thần chết điện hạ mới có thể điều động sát thần Trần Khải, rốt. Rốt cuộc chuyện này là như thế nào? Quá nặng ký, tin tức này quá nặng ký, sát thần Trần Khải từng là một trong ba vương của Thiên Phủ Chi Quốc xuất hiện, chẳng lẽ đã định sẵn sẽ có một cơn bão đẫm máu? Vẻ mặt Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương nặng nề nhìn Dương Tiêu, Khương võ chủ nhà họ Khương càng thay đổi điên cuồng hơn. Đúng vậy, chỉ có thần chết điện hạ mới có thể điều động sát thần điện hạ. Trần Khải đi theo Dương Tiêu tới, vậy chẳng phải Dương Tiêu là thần chết, Mr. Yang sao? Mr. Yang trong tiếng Trung có nghĩa là anh Dương, thân chê họ Dương, Dương Tiêu cũng họ Dương, trùng hợp đến vậy sao? Không, đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Khương võ vội xua tay hét lớn, tất cả dừng tay ngay cho tôi. Nhóm thành viên tinh nhuệ của nhà họ Khương lập tức dừng lại, họ nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu và Trần Khải với vẻ sợ hãi, nhưng bọn họ đã bao vây Dương Tiêu và Trần Khải. Dừng lại làm gì, sợ rồi à, Dương Tiêu nhìn Khương võ. Khương võ nhìn chằm chằm Dương Tiêu, nặng nề nói, tên kia, rốt cuộc cậu có thân phận gì? Vốn dĩ ông ta cho rằng Dương Tiêu chỉ là người đơn giản trong Long Môn, nhưng không ngờ tên này lại có thể điều động Trần Khải sát thần tối cao, vấn đề này rõ ràng đã nghiêm trọng. Nếu Dương Tiêu thật sự là thần chết, thì không cần Tuyệt Thê Long Môn ra tay, nhà họ Khương của ông ta sẽ gặp phải tai họa lớn. Tôi là ai quan trọng lắm à? Chẳng phải tôi chỉ là đứa con rơi của nhà họ Dương trong mắt các người thôi sao? Dương Tiêu chê nhạo. Khương võ biết Dương Tiêu sẽ không dễ dàng nói ra thân phận thật của mình, ông ta hỏi, tốt. Không, nói thì thôi, vậy tôi nói cho cậu biết, tôi nay cậu tới quê rồi tiệc mừng sinh TH âng thứ 70 của bồ tôi là có ý gì? Nhiều người cũng nhìn Dương Tiêu với ánh mặt nghi ngờ, họ cũng không biết tại sao Dương Tiêu lại đưa quan tài đến. Tuy nhiên, những người có thể đến chúc mừng sinh nhật đều là những người nổi tiếng trên khắp Thiên Phủ Chi Quốc, bọn họ cũng không phải là kẻ ngốc, lúc này không một ai chủ động lên tiếng, mà tất cả đều tò mò nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu liếc mắt nhìn mọi người tại hiện trường, cuối cùng tập trung vào hai cha con Khương Khâu Phong và Khương Võ, anh lạnh lùng nói, bồ tôi bị nhà họ Khương giết hại đúng không? Rút lời. Trên người Dương Tiêu bắn ta một luồng sát khí dày đặc. Giọng anh ảm đạm, lạnh thấu xương. Cái gì, bố của Dương Tiêu bị nhà họ Khương giết? Nghe những lời của Dương Tiêu, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường đều bàng hoàng, không ngờ Dương Tiêu lại có thể nói ra những lời như vậy. Nếu cha của Dương Tiêu, Dương Thiên Khung bị nhà họ Khương giết, thì thù giết cha không đội trời chung, tối nay Dương Tiêu tới quấy rồi tiệc sinh nhật của nhà họ Khương là điều hợp lẽ. Nhìn Dương Tiêu, Khương Võ cảm thấy trong lòng ớn lạnh, cuối cùng vẫn bị phát hiện sao? Vớ vẩn, làm sao nhà họ Khương chúng tôi có thể giết bố cậu? Khương Võ vặn lại. Mặc dù Dương Thiên Khung quả thật bị nhà họ Khương giết chết, nhưng bị Dương Tiêu chất vấn, làm sao Khương Võ có thể dễ dàng thừa nhận? Dương Tiêu cười tự giễu, sao? Nhà họ Khương các người dám làm không dám nhận, không sợ truyền ra ngoài bị người khác lấy nhà họ Khương các người ra làm trò cười đâu à? Dám làm không dám nhận. Chẳng lẽ nhà họ Khương các người là một lũ bắt tài? Chẳng lẽ nhà họ Khương các người là một đám chuột nhất? Láo xược. Nghe Dương Tiêu nói, đám con cháu trực hệ trong nhà họ Khương tràn ngập căm phẫn tức giận măng mỏ. Láo xược, chẳng lẽ không phải hả? Ánh mắt Dương Tiêu sáng quắc nhìn đám người nhà họ Khương. Khương Võ vừa sợ vừa tức giận, ông ta còn muốn phản bác lại,
nhưng trong đôi mắt già của Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lại hiện lên sự khinh thường, mọi người đã nói hết cả rồi, vậy nhà họ Khương cũng sẽ không dậu dêm chuyện đó nữa. Đúng vậy, bố cậu Dương Thiên Khung đã chết trong tay nhà họ Ỷ Khứa chúng tôi. Bó, Khương Võ vô cùng kinh ngạc. Khương Khâu Phong xua tay, không cần nói thêm, đã làm thì phải nhận, nhà họ Khương chúng ta là nhà quyền thê lớn Nhật Thiên Phủ Chi Quốc, chẳng lẽ còn sợ một thằng nhóc. Sút lời, trên thân thê già nua của Khương Khâu Phong toát ra một luồng hơi thở mạnh, đôi mắt già nua của ông ta nhìn chằm chằm Dương Tiêu với vẻ khinh thường, như thể Dương Tiêu không đáng nói trước mặt nhà họ Khương. Với việc Khương Khâu Phong thừa nhận Dương Thiên Khung bị nhà họ Khương giết, hiện trường lập tức bùng nổ. Không phải chứ, Dương Thiên Khung thật sự đã bị nhà họ Khương giết chết. Chuyện này, thật không thể tin được. Đúng vậy, Dương Thiên Khung là thế hệ người kiệt xuất. Nhà họ Dương ở Đề Đồ dưới sự lãnh đạo của Dương Thiên Khung đã đạt đỉnh huy hoàng đến mức nào. Không ngờ Dương Thiên Khung lại chê trong tay nhà họ Khương. Tôi không nằm mơ đấy chứ. Tôi không nghe nhầm đâu chứ. Cái chết của Dương Thiên Khung lại có liên quan đến nhà họ Khương. Một viên đá khuấy động ngàn sóng, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường to lớn bàng hoàng, không thể tin nổi Dương Thiên Khung lại chết trong tay nhà họ Khương ở Đề Đô. Không thể không nói. Dương Thiên Khung thực sự là thế hệ người kiệt xuất. Nhà họ Dương ở Đề Đô rực rỡ như thế nào, gần như bảo đảm ngôi vững ngai vàng nhà tài phiệt đăng cấp thế giới lớn nhất châu Á. Khi Dương Thiên Khung còn chưa thừa kê vị trí chủ của nhà họ Dương ở Đề Đô, thì nhà họ Dương ở Đề Đô chỉ đứng cuối trong 10 nhà quyền thế hàng đầu ở Thiên Phủ Chi Quốc. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, Dương Thiên Khung đã dần dắt nhà họ Dương ở Đề Đô một đường hát vang, sau đó một lần Dương Thiên Khung đi ra ngoài không rõ sông chết. Hai ngày trước, thi thể của Dương Thiên Khung được đưa về nhà họ Dương ở Đề Đô, biết thế hệ người kiệt xuất Dương Thiên Khung lại rơi vào u tối, không biết có bao nhiêu người thở dài. Không ngờ, cái chê của Dương Thiên Khung lại do nhà họ Khương, nhà quyền thế lớn nhất Thiên Phủ Chi Quốc thúc đẩy. Tốt, rất tốt, tốt lắm, nghe thấy Khương Khâu Phong đích thân thừa nhận chuyện nhà họ Khương giết cha mình, hai mặt Dương Tiêu đỏ lên, trong lòng rất tức giận. Khương Khâu Phong chê nhạo nói, chọn lọc tự nhiên. Người thích hợp mới có thể sinh tồn, Dương Thiên Khung cản đường nhà họ Khương tôi, ông ta nhất định phải chê. Chuyện đã đến mức này, Khương Khâu Phong không có ý định che đậy. Việc Dương Tiêu đưa quan tài tới đã chứng minh Dương Tiêu đã biết cha mình Dương Thiên Khung thực sự chết trong tay nhà họ Khương. Thay vì tiếp tục che đậy, tốt hơn là nên trực tiếp nói rõ mọi chuyện. Như thế này, không chỉ có thể tăng thêm uy thế cho nhà họ Khương của ông ta, mà còn có thể răn đe những kẻ tiểu nhân đang ngắm ngâm muôn nhắm vào nhà họ Khương của ông ta. Ngay cả một người kiệt xuất như Dương Thiên Khung cũng chết trong tay nhà họ Khương, ai dám xúc phạm uy nghiêm của nhà họ Khương ở Đề Đô. Năm đó, nhà họ Khương là nhà quyền thê lớn nhất Thiên Phủ Chỉ Quốc, chính Dương Thiên Khung là người đã phá vỡ cân bằng trật tự, buộc nhà họ Khương phải rời khỏi ngai vàng vị trí số 1. Để lấy lại vinh quang thuộc về mình. Ông cụ nhà họ Khương đã liên lạc với con trai Khương Võ của ông ta âm mưu bí mật bắt giữ Dương Thiên Khung. Họ đã huy động gần như toàn bộ thành viên tinh nhuệ trong nhà họ Khương, thậm chí họ còn bỏ ra rất nhiều tiền để thuê sát thủ đỉnh cao thế giới, cuối cùng đã tốn rất nhiều công sức mới có thể bắt giữ được Dương Thiên Khung. Xét cho cùng, Dương Thiên Khung là thế hệ người kiệt xuất, nếu có thể làm việc cho nhà họ Khương, thì nhà họ Khương nhất định sẽ như dệt hoa trên gâm. Dương Thiên Khung thẳng thắn cương quyết. Sao có thể quay lưng lại với nhà họ Dương chọn gia nhập nhà họ Khương? Khương Khâu Phong đã giam giữ Dương Thiên Khung, khiến Dương Thiên Khung phải chịu tất cả các hình thức tra tấn trên thế giới. Sau bao nhiêu năm, sức sông trong người Dương Thiên Khung ngày càng yếu, thấy Dương Thiên Khung vân ngoan cô, Khương Khâu Phong quyết định tiêu diệt Dương Thiên Khung. Không thể làm việc cho tôi, thì chỉ có thể bị tôi giết. Người kiệt xuất như, vậy tuyệt đối không thể thả hổ xuống núi, chỉ có cái chết mới là điểm đến duy nhất của ông. Chỉ là điều mà Khương Khâu Phong không ngờ là sự trả thù của Dương Tiêu, con trai của Dương Thiên Khung lại đến sớm như thế, lại còn được chọn vào ngày sinh nhật lần thứ 70 của ông ta, điều này thực sự khiến ông ta không kịp chuẩn bị. Khương Khâu Phong, Khương Võ, tất cả người nhà họ Khương, tất cả các người đều đáng chết. Đôi mắt Dương Tiêu bùng lên sát khí dữ dội. Nhìn chăm chăm Dương Tiêu sắp rơi vào trạng thái bùng nổ, Khương Khâu Phong tuổi già ngẩng đầu lên, cười ngạo nghễ, người vai dưới. Nhà họ Khương của tôi là nhà quyền thê lớn Nhật Thiên Phủ Chi Quốc, cho dù cậu có chút ảnh thì như thế nào? Muốn diệt nhà họ Khương của tôi, cậu là cái thá gì? Nhà quyền thế lớn Nhật Thiên Phủ Chi Quốc thì sao?
chỉ dựa vào đám gà đất chó sành các người cùng lên còn không đủ cho một mình tôi làm thịt. Trần Khải chế nhạo. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương mỉa mai, hừ. Cho dù cậu là sát thần thần thoại một đời thì như thế nào? Thật sự cho rằng không ai trong nhà họ Khương của tôi có thể trấn áp được cậu. Xoạt xoạt, Khương Khâu Phong vừa rút lời, một bóng dáng vạm vỡ cao to bước ra từ trong góc tôi. Người này mặc quần áo bình thường, đầu đinh, trên cánh tay có hình xăm một con rông xanh, trong tay đang cầm một tách trà, nhìn. Chăm chăm vào Dương, Tiêu và Trần Khải bằng ánh mắt vui đùa. Vẻ mặt người này trông nhẹ nhàng bình tĩnh, nhưng mỗi khi anh ta di chuyển bước chân lại ẩn chứa cảm giác áp chế sâu xa khiến người khác sợ hãi. Là cao thủ, e là sức chiến đấu đơn thuần không thua kém gì cậu. Dương Tiêu nheo mắt nhìn người này nói nhỏ. Trần Khải rất ngạc nhiên, ồ, sức chiến đấu không thua kém gì tôi. Người này là ai? Là anh tán thủ ra mặt, trời ạ, anh tán thủ lại ra mặt vì nhà họ Khương, tình hình gì vậy? Nhìn thấy người bước ra, hầu như hơn nghìn người có mặt tại hiện trường đều cảm thán, mí mắt ai nấy đều nhảy dựng lên, như thể đã nhìn thấy điều gì đó phi thường. Khương Văn Long, kính chào ông cụ, kính chào chủ nhà. Người nọ bước lên trước, cung kính nhìn Khương Khâu Phong và Khương Võ. Nghe vậy, hơn nghìn người có mặt tại hiện trường đồng loạt há hốc mồm, vẻ mặt kinh hãi, hiển nhiên ai cũng không ngờ anh tán thủ lại là người nhà họ Khương. Anh tán thủ, vệ sĩ số 1 của Thiên Phủ Chỉ Quốc, bậc thầy về nhiều môn võ thuật, giỏi nhất là tán thủ. Tán thủ là võ chiến đầu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa. Huyền xem thêm tại Google 8 năm trước, anh tán thủ xuất hiện bay cao, không tới 10 chiêu, quán quân tán thủ truyền kỳ thế giới mùa trước bị anh tán thủ nhẹ nhàng đánh coi 5 năm trước, anh tán thủ đọ sức với thiên vương Brazil, một chiêu, chỉ một chiêu thiên vương Brazil đã bị anh tán thủ đánh bay. 3 năm trước, anh tán thủ đã đến Nhật, có một trận quyết đấu đỉnh cao với thánh kiếm nước Nhật, người ta nói rằng thánh kiếm nước Nhật đã bị anh tán thủ đàn áp nghiêm trọng. Vì người này rất giỏi tán thủ. Quá mạnh mẽ và độc đoán nên mọi người đều gọi anh ta là anh tán thủ, và hầu như không ai biết tên thật của anh tán thủ. Trong những năm qua, anh tán thủ chủ yếu làm vệ sĩ, được biết đến là vệ sĩ số 1 ở Thiên Phủ Chi Quốc, anh ta ra tay gần 1.000 lần, chưa lần nào thất thủ. Vì vậy, khi anh tán thủ Khương Văn Long bước ra, hiện trường mới bùng nổ dữ dội. Nhìn thấy hiện trường chấn động, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương gật đầu hài lòng, những gì ông ta muốn là hiệu ứng giật gân này. Đúng vậy, anh tán thủ Khương Văn Long là thế hệ trẻ của nhà họ Khương. Từ những năm đầu Khương Khâu Phong đã nhìn thấy tài năng phi thường của Khương Văn Long nên đã bồi dưỡng anh ta, che giấu thân phận, với mục đích phát triển thành át chủ bài. Lúc cần thì đi ra ngoài, nổ tung hiện trường. Lần này sát thần Trần Khải xuất hiện, Khương Khâu Phong buộc phải huy động con át chủ bài này. Khương Văn Long khoanh tay trước ngực, khinh thường nhìn Trần Khải, sát thần. Hừ, thân thoại thuộc về anh đã qua từ lâu. Mau lui ra ngoài, nếu không, tôi không ngại kết thúc thế hệ thân thoại. Ha, giọng điệu lớn như vậy. Đội trưởng, anh đã nghe về anh tán thủ này chưa? Trần Khải nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu nhẹ giọng nói, chưa nghe nói qua. Anh tán thủ gì? Năm đó chúng ta rong ruổi ngang dọc, ngược lại đã nghe nói đến anh lông gài. Đò mò, nghe Dương Tiêu nói, mọi người tại hiện trường không khỏi lau mồ hôi lạnh trên trán. Điên rồ. Lời nói của Dương Tiêu thật sự quá kiêu ngạo. Phải biết rằng anh tán thủ là một nhân vật nổi tiếng ở Thiên Phủ Chỉ Quốc ngày nay. Mặc dù anh tán thủ chưa bao giờ can thiệp vào giới võ thuật, nhưng người ta nói rằng bậc thầy võ thuật số 1 Ngô Đạo Tôn của Thiên Phủ Chi Quốc đã thừa nhận mình không phải là đối thủ của anh tán thủ. Tuy nhiên, mọi người cũng nhận thấy Trần Khải đã gọi Dương Tiêu là đội trưởng. Nếu người cầm hai thanh kiếm rực lửa thực sự là sát thần Trần Khải, thì chẳng phải Dương Tiêu là thần chết điện hạ sao? Láo xược, anh tán thủ Khương Văn Long tức giận. Anh lông gà. Sỉ nhục trắng trợn. Khương Khâu Phong cũng nghe thấy Trần Khải gọi Dương Tiêu là đội. Trưởng, đôi mắt già của ông ta khóa chặt Dương Tiêu trở nên ngưng trọng lạ thường, đội trưởng. Chẳng lẽ cậu là thần chết Mr. Yang? Tôi có phải thần chết hay không có, quan trọng không? Dương Tiêu chê nhạo. Khương Khâu Phong cười khinh thường, cho dù cậu là thần chết thì như thế nào? Đã tới thì cũng phải trả giá, ông già này quả thật đã nhiều năm không ra tay, tôi ngược lại muốn xem thực lực của người từng được thổi phông là lưỡi dao sắc bén mạnh nhất trong Thiên Phủ Chi Quốc mạnh đến mức nào. Vèo ly giữ út lời,
một luồng khí kỳ lạ lập tức quét qua hiện trường rộng lớn. Nhìn thấy Khương Khâu Phong tức giận, tất cả mọi người tại hiện trường đông loạt lui ra sau, không ít người ỉ cảm thán nói, đã cách nhiều năm, lão Khương định ra tay sao? Trời ạ, lão Khương thật sự muốn ra tay, hiện tại sắp xảy ra chuyện lớn rồi, lần này thật sự đã xảy ra chuyện lớn. Không phải chứ, đừng quên, lão Khương cũng đã từng là thế hệ lưỡi dao sắc bén của đất nước, chẳng qua đã nghỉ hưu nhiều năm, thần thoại thuộc về ông ấy cũng dần dần bị mọi người lãng quên. Tuy nhiên, đối với thế hệ lớn tuổi của chúng ta, không ai có thể che giấu tài năng của lão Khương. Hơn nghìn người đã kinh ngạc không thôi, họ nhìn Khương Khâu Phong với vẻ kính sợ sâu sắc. Không thể không nói, Khương Khâu Phong đã từng là quân nhân, hơn nữa còn là một quân nhân rất mạnh, ông ta là lưỡi dao sắc bén thế hệ đầu tiên của Thiên Phủ Chi Quốc. Trước khi Dương Tiêu ra mắt, khi tên tuổi của Khương Khâu Phong vừa vang lên đã đủ khiến vô số thanh niên trên thế giới phải khiếp sợ. Khương Khâu Phong đã về hưu nhiều năm, vẫn luôn ngồi vững trong nhà họ Khương, với mạng lưới của mình ông ta đã nhanh chóng làm cho nhà họ Khương ngày càng lớn mạnh. Nếu không có truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong này thì nhà họ Khương sẽ không thê râm rộ như ngày hôm nay. Cho dù Dương Tiêu là thần chết điện hạ, nhưng trong mắt nhiều người Khương Khâu Phong vân là thân thoại của chiến thần Bát Khả Chiến Bại. Gừng càng già càng cay, tôi luyện nhiều năm, họ tin rằng truyền kỳ thế hệ trước Khương Khâu Phong này chỉ mạnh hơn chứ không yếu hơn so với thời kỳ đỉnh cao của ông ta. Nếu cậu là thần chết, thì đêm nay, ông già này sẽ đập tan truyền thuyết thuộc về của cậu, khiến cậu hoàn toàn rơi khỏi thần đàn. Ông già này muốn nói với thế giới rằng Khương Khâu Phong mới là thân thoại đỉnh cao, sẽ không bao giờ phai nhạt. Đôi mắt già của Khương Khâu Phong hiện lên vẻ âm hiếm. Bộp bộp bộp. Cùng với sự tức giận của Khương Khâu Phong, lại có thêm một loạt tiếng bước chân vội vã khác vang lên, hơn 500 thành viên tỉnh nhuệ tử sĩ của nhà họ Khương đột kích. Trần Khải kinh hoàng, vãi ạ, đội trưởng, không phải chứ, lưỡi dao sắc bén của đất nước thế hệ đầu tiên là ông già này. Có vẻ là vậy, vẻ mặt Dương Tiêu dần dần trở nên ngưng trọng. Việc Khương Khâu Phong này từng là lưỡi dao sắc bén của đất nước thế hệ đầu tiên hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Dương Tiêu. Trước đây anh phụ trách đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng cũng không để ý đến nhiều chuyện, Dương Tiêu chỉ biết lưỡi dao sắc bén của đất nước thế hệ đầu tiên họ Khương, và đã nghỉ hưu nhiều năm. Chỉ là, Khương Khâu Phong đột nhiên lộ thân phận, quả NC khiến Dương Tiêu ngạc nhiên. Ánh mắt Dương Tiêu híp lại, là lưỡi dao sắc bén của đất nước đời trước đúng không? Ở trước mặt tôi, ông cuối cùng cũng sẽ ủ ê điêu tàn. Cao thủ gặp mặt, tinh thần chiến đấu sôi sục. Dương Tiêu thực sự muốn lĩnh giáo sức mạnh của truyền kỳ thế hệ trước này khủng khiếp như thế nào. Ủ ê điêu tàn, danh con, cậu đang nói mình đấy à? Nhìn xem, hiện trường có ít nhất 800 tử sĩ của nhà họ Khương tôi, cộng thêm tôi và Văn Long, cho dù hai người là thần chết và sát thần thì như thế nào? Đêm nay nhận mệnh xuông xuôi vàng đi, Khương Khâu Phong cười điên cuồng. Như thể đây là một trò chơi giết người tuyệt đối của nhà họ Khương sắp xếp, kẻ nào đến người đó sẽ chết. Ông hơi tự tin quá rồi nhỉ, nếu thêm tôi thì sao? Ngay khi Khương Khâu Phong đang tự tin có thể ăn thịt Dương Tiêu và Trần Khải, một giọng nói giả nua đột nhiên vang lên. Theo sau giọng nói giả nua cất lên, một sự cưỡng chế to lớn bao trùm xung quanh, tất cả mọi người chỉ cảm thấy hai vai nặng xuống, như có hàng trăm kg tảng đá đè lên khiến người ta sắp chê ngạt. Hàng nghìn người đều bị sốc, họ nhìn ra bên ngoài khách sạn Thiên Phủ. Rốt cuộc người đến là ai? Lại có thể có một sức mạnh kinh hãi như vậy. Bộp bộp, tiếng bước chân đi giày vải bạt vang lên, chỉ thấy quản gia Trịnh Thu của nhà họ Dương ở đề đô đeo trên lưng một thanh kiếm đi tới một cách bình tĩnh. Trịnh Thu, nhìn thấy người tới, Khương Khâu Phong thay đổi sắc mặt. Thánh Võ Châu Á, Trịnh Thu, sĩ quan huấn luyện đầu tiên của Long Anh, Trịnh Thu. Nhìn thấy Trịnh Thu đến, mọi người trong khách sạn Thiên Phủ đều thay đổi sắc mặt, bọn họ không ngờ rằng Trịnh Thu lại đến vào lúc này. Dương Tiêu quay đầu ngạc nhiên nói, ông nội Trịnh. Cậu chủ nhỏ, tôi tới giúp cậu chủ, nhỏ một tay. Trịnh Thu bước tới, ấm áp nói. Tình hình căng thẳng, Dương Tiêu cũng không nói gì nhiều, anh gật đầu, ủ đây là một cao thủ, đây thực sự là một siêu cao thủ. Trần Khải phần chấn nói. Trưa nay tại khách sạn Thần Phong, Trịnh Thu giáng một đòn đối đầu trực diện với người bí ẩn trong xe thể thao màu vàng. Trần Khải đã tận mắt chứng kiến, anh ta biết sức mạnh của Trịnh Thu đáng sợ đến mức nào. Mấy người bề dưới có mặt tại hiện trường khó hiểu hỏi, Trịnh Thu. Ông ta không phải là quản gia của nhà họ Dương ở Đệ Đô sao? Ông tới đây giả vờ cái gì?
Tới đây muốn chết à hai? Câm miệng, cậu có biết đàn anh Trịnh, Trịnh Thu là tồn tại gì không? Thánh võ châu Á, Thánh võ châu Á 50 năm trước, cùng một thời đại với Lão Khương, Khương Khâu Phong. Một người bề trên khiến trách. Cái gì, Thánh võ châu Á 50 năm trước? Má ơi, anh mắt tên bệ dưới nhìn Trịnh Thu lập tức thay đổi. Cùng thời đại với Khương Khâu Phong, Thánh võ châu Á 50 năm trước, đây hoàn toàn là một lão quái vật. Mặt mày Khương võ chủ nhà họ Khương run rẩy, bó, lão quái vật Trịnh Thu tới rồi, giờ phải làm gì? Chủ nhà, Trịnh Thu này cũng không phải người tốt gì. Anh tán thủ Khương Văn Long thấp giọng nói. Mặc dù anh tán thủ có thực lực siêu mạnh, nhưng anh ta nhìn Trịnh Thu với lòng rụt rè, anh ta biết ở thời kỳ đỉnh cao Trịnh Thu đã biến thái như thế nào. Ông cụ nhà họ Dương ở Đề Đô không phải chết vì bệnh, mà là bị trúng độc ở nước ngoài. Năm đó ông cụ nhà họ Dương ở Đề Đô vừa qua đời, Trịnh Thu tức xê giận tiêu diệt ba nhà tài phiệt đẳng cấp ở châu Á, trong vòng 7 ngày, kinh hãi toàn thế giới. Anh tán thủ quả thực rất mạnh, nhưng anh ta không có quyết đoán tiêu diệt ba nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới trong một lần. Chính vì sự tồn tại của Trịnh Thu mà rất nhiều nhà tài phiệt đang ngâm ngầm trấn áp nhà họ Dương ở Đề Đô, nhưng họ không dám có ý nghĩ tiêu diệt nhà họ Dương ở Đề Đô. Khương Khâu Phong nhìn chằm chằm Trịnh Thu tức giận nói, dân thường Trịnh Thu kia, ông tới đây làm gì hai? Khi còn trẻ ông ta có thù địch với Trịnh Thu, bây giờ sự xuất hiện của Trịnh Thu khiến Khương Khâu rất tức giận. Khương Khâu Phong, khi còn trẻ chúng bi đã từng đầu với nhau nhiều lần, nhưng chưa bao giờ phân thắng bại. Bây giờ chủ nhà chúng tôi chê trong tay nhà họ Khương các người, xem ra giữa chúng ta vẫn phải có một người thăng. Đêm nay, đối thủ của ông là tôi. Trịnh Thu khóa chặt Khương Khâu Phong lạnh lùng nói. Khương Khâu Phong khít mũi, hừ. Ông già dân thường, ông tới cứu trợ sao? Đáng tiếc, ông cho rằng quân lấy tôi thì có thể bảo vệ tên nhóc này. Vậy thì ông coi thường nhà họ Khương chúng tôi quá rồi. Võ nhỉ, còn chân chứ cái gì nữa? Vốn dĩ không định làm quá lên, nhưng nếu đã như vậy thì ra đi. Khương võ chủ nhà họ Khương cười giữ tọt. Cạch cạch cạch. Sút lời, mấy cánh cửa phòng bao trong khách sạn Thiên Phủ mở ra, những bóng người lạnh thấu xương bước ra. Đây là một loạt tử sĩ khác của nhà họ Khương, những tử sĩ lần này khác với những tử sĩ trước đó, họ đều trang bị súng Thompson. Hàng trăm khẩu súng Thompson lóe sáng, lập tức làm giảm nhiệt độ của toàn bộ hiện trường xuống 0 độ. Đậu xanh rau má, Thompson, nhiều Thompson như vậy, nhìn thấy cảnh này, trong lòng những người đến chúc mừng sinh nhật bỗng chốc nổi sóng. Nhiều vũ khí như thế, đừng nói là Thánh võ châu Á, cho dù L thần linh đến sợ là cũng phải nuốt hận tại chỗ nhỉ. Đừng quên, trên thế giới này không có phép thuật, không có tranh hon thua, không có người mạnh cổ đại, con người chỉ có thể phá bỏ giới hạn của chính mình, không ngừng vượt qua chúng. Thấy người nhà họ Khương đã chuẩn bị từ trước, Trần Khải hỏi, đội trưởng, nguy hiểm rồi. Anh nói bọn họ đồng loạt nổ súng, với khoảng cách gần, như này chúng ta sẽ bị bắn thủng khắp người không? Không thử thì làm sao biết được. Vẻ mặt Dương Tiêu không gợn sóng thấp giọng nói. Tràn Khải thấp giọng nói, điên rồi. Mong cả nhà tải áp đọc nhé. Đội trưởng, anh thật sự điên rồi. Thử cái vẹo ý, lát nữa nổ súng thì xông vào đám đông, tôi không tin bọn họ dám ra tay với khách mùi. Thế giới bên ngoài xinh đẹp đặc sắc như thế, có rất nhiều người đẹp đang chờ tôi cưng chiều, tôi không muốn chết trẻ. Khương Khâu Phong, ông đúng là chú ý cẩn thận. Trịnh Thu cười lạnh. Bên kia chuẩn bị tốt như vậy, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Trịnh Thu. Dù ông là Thánh võ châu Á thế hệ trước, đối mặt với nhiều Thompson như thế ông cũng không dám manh động, một khi manh động bộ xương già của ông cũng sẽ mắc vào. Vẻ mặt của Dương Tiêu cũng ngưng trọng, hiện trường lại mất kiểm soát. Gừng càng già càng cay, Khương Khâu Phong này quả thực không phải người đơn giản. Không thử thì làm sao biết được. Vẻ mặt Dương Tiêu không gợn sóng thấp giọng nói. Tràn Khải thấp giọng nói, điên rồi. Đội trưởng, anh thật sự điên rồi. Thử cái vẹo ý, lát nữa nổ súng thì xông vào đám đông, tôi không tin bọn họ dám ra tay với khách mùi. Thế giới bên ngoài xinh đẹp đặc sắc như thế, có rất nhiều người đẹp đang chờ tôi cưng chiều, tôi không muốn chết trẻ. Khương Khâu Phong, ông đúng là chú ý cẩn thận. Trịnh Thu cười lạnh. Bên kia chuẩn bị tốt như vậy, hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của Trịnh Thu. Dù ông là Thánh võ châu Á thế hệ trước, đối mặt với nhiều Thompson như thế ông cũng không dám tranh động, một khi manh động bộ xương già của ông cũng sẽ mắc vào. Vẻ mặt của Dương Tiêu cũng ngưng trọng, hiện trường lại mất kiểm soát.
gừng càng già càng cay, Khương Khâu Phong này quả thực không phải người đơn giản. Khương Khâu Phong cười dữ tợn. Nói, sân thường Trịnh Thu kia, cần, thận lái thuyền được vạn năm. Yên tâm, đợi lát nữa tôi sẽ tiến ông đi gặp chủ nhà mình, đợi lát nữa tôi sẽ tiến đứa con rơi như cậu đi gặp bố mình. Lúc này, đôi mắt già nua của Khương Khâu Phong tràn đầy ý nghĩ dê người. Nếu đã đến đây, thì ở lại hết đi. Ngay lúc Khương Khâu Phong đang chuẩn bị bắt đầu, một giọng nói bát hòa vang lên, ai ya. Mùi rượu thơm quát, ai yêu ông già này ngửi được mùi thơm của giò kho, đồ ăn trong nước chúng ta thật sự khiến người khác lưu luyến. Ngay sau đó chỉ thấy một ông già luộm thuộm bước ra, ông thay rượu và thịt bày trên bàn, ông không để ý đến ánh mắt của mọi người ngồi xuống nhắm nháp. Thơm quá, đúng là mùi vị này. Ông già luộm thuộm vừa ăn vừa bình luận lộ ra hàm răng vàng. Hải nhìn thấy một ông già đột nhiên xông vào, sắc mặt của nhóm người có mặt tại hiện trường trở nên cứng ngắc. Người này là ai, hai người ăn xin già từ đâu đến? Lao vào lúc này không muốn sống nữa à? Nhìn thấy ông già luộm thuộm, Dương Tiêu cười lắc đầu, ông già này tới đây rất đúng lúc. Lão ăn mày lạc hậu kia, cút ra ngoài, mở to mắt ra mà nhìn, đây là nơi ông nên đến Hải anh tán thủ Khương Văn Long mắng. Ông già luộm thuộm mặc kệ lời mắng mỏ của anh tán thủ Khương Văn Long, ông nhấp một ngụm rượu ngon, hưng phân nói, nếu ông già này đoán đúng, đây hẳn là nữ nhi hông năm 1996, không tệ, thực sự không tệ. Mẹ kiếp, lão ăn mày lạc hậu kia ông bị điếc hả? Anh tán thủ Khương Văn Long vô cùng tức giận. Vẻ on ngay sau đó, anh tán thủ Khương Văn Long sải bước lao về phía ông già, như thể định sách ông già lên ném ra khỏi khách sạn Thiên Phủ. Vẻ on tuy nhiên, ngay khi anh tán thủ Khương Văn Long còn cách ông già luộm thuộm vài mét, ông già luộm thuộm đột nhiên ngoáy mũi, một cục cứt mũi bất ngờ bản ra, rơi trúng chân anh tán thủ Khương Văn Long. Khương Văn Long giảm lên, anh ta trợn to hai mắt, thân thể đột nhiên mất kiểm soát. Trong ánh mặt của mọi người, anh tán thủ Khương Văn Long siêu cao thủ đã gục đầu xuống đất, ngã như một con chó ăn cứt. Vãi hạt! Đờ mời! Nhìn thấy anh tán thủ Khương Văn Long lại bị cục cứt mũi của ông già luộm thuộm làm trượt chân, mọi người tại hiện trường đột nhiên phát ra những tiếng chửi thề, hai mắt bọn họ đờ đẫn, thần thể hóa đá. Lật đổ, anh tán thủ Khương Văn Long lại bị trượt chân trên cục cứt mũi. Một màn này đơn giản là quá lật đổ. Ông già này trẻ con thật đấy, đến bây giờ còn có ý nghĩ trêu chọc người khác, Dương Tiêu cười khổ nói. Ông già luộm thuộm này không phải ai khác mà chính là thầy dịch tháp của Dương Tiêu. Nhà họ Khương ở Đề Đô không phải tồn tại dễ trêu, mục đích chính mà dịch tháp từ nước ngoài trở về lần này không phải là để làm cho nhà họ Dương ở Đề Đô sợ hãi, cũng không phải để phá vỡ bữa tiệc đón gió Tây Chân của Dương Bân Hàn ở khách sạn Thần Phong, mà là khiến nhà họ Khương ở Đề Đô hoảng sợ, khiến bọn tiêu nhân âm thầm nhắm vào Dương Tiêu sợ hãi. Gục đầu trên mặt đất, trên trán anh tán thủ Khương Văn Long nổi gân xanh, anh ta nắm chặt tay bỏ dậy, lão già ăn mày lạc hậu, ông tìm chết. Vèo. Ngay lúc vừa đứng dậy khỏi mặt đất, anh tán thủ Khương Văn Long đã dùng tay đấm sắt đập mạnh vào đầu dịch thấp. Nắm tay phải của anh ta giống như một con dao long bay ra khỏi biển rất nhanh và dữ dội, nếu người bình thường bị trúng cú đấm này, chắc chắn đâu sẽ nở hoa. Ngồi trên ghế, nét mặt dịch tháp rất bình tĩnh, ông lại ngoáy mũi, nhìn cũng không thèm nhìn lại bản cục cứt mũi. Vẻ on dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cục cứt mũi thứ hai đã hạ cánh vững chắc dưới chân anh tán thủ Khương Văn Long một lần nữa. Khương Văn Long trượt chân, lần này anh ta quỳ gồi, cứ thế quỳ trước mặt dịch thấp. Vãi! Thấy Khương Văn Long lại trúng chiêu, hàng nghìn người có mặt tại hiện trường đã choáng váng, hỗn loạn. Thậm chí, nhiều người chỉ cảm thấy hoa cả mắt, bọn họ không thể tin được một cao thủ như anh tán thủ Khương Văn Long lại bị cục cứt mũi làm trượt chân hai lần liên tiếp. Lật đổ, đây là cảnh tượng lật đổ gì vậy? Nhìn anh tán thủ Khương Văn Long quỳ trên mặt đất, Trần Khải ngạc nhiên nói, vãi. Rốt cuộc ông già này có lai lịch gì vậy? Mạnh mẽ có chút đáng sợ. Nói thật, tôi chưa thấy ông già này ra tay như thế nào, nhưng tôi có thể chắc chắn. Tất cả mọi người ở hiện trường còn không đủ để ông ấy treo cô lên đánh, trong đó có thể bao gồm cả tôi và cậu. Dương nói nhỏ với Trần Khải. Trần Khải nghe xong, cả người đều sững sờ, thật hay giả. Đội trưởng, đừng quên ở hiện trường vẫn còn có hàng trăm khẩu súng Thompson NL. Dương Tiêu cười, anh cũng không nói nhiều, tuy rằng không biết ông già dịch thấp mạnh đến mức nào, nhưng ông già này chưa bao giờ để anh thất vọng. Quỳ trên mặt đất,
hai mắt anh tán thủ Khương Văn Long đờ đẫn, anh ta chỉ cảm thấy trong nháy mắt mình rơi khỏi thần đàn. Kể từ khi mình ra mắt, bất kể là thực hiện nhiệm vụ nào, anh ta cũng chưa chấm báo giờ thất thủ, ngã hai lần liên tiếp, điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Khương Văn Long. Nói tương đối, trong lòng anh tán thủ Khương Văn Long đã tràn đầy suy sụp. Hai cục cứt mũi khiến anh ta ngã hai lần liên tiếp, danh tiếng một đời của anh ta bị hủy hoại hoàn toàn. Ý, quỷ làm gì thế? Chưa tới Tết mà, sao đãi quỷ rồi? Chẳng lẽ cậu mơ tưởng về miệng giò này của tôi à? Được rồi, thấy cậu quỳ thành kính như vậy, cho cậu. Dịch Thấp lộ ra hàm răng vàng, ông căn mạnh vào miệng giò rồi đứng dậy đi về phía anh tán thủ Khương Văn Long. Nhìn thấy Dịch Thấp đang đi về phía mình, anh tán thủ Khương Văn Long dùng mình. Nhìn nước miếng ướt đẫm vẫn còn dính trên miếng giò, anh tán thủ Khương Văn Long cảm thấy ón lạnh. Tránh ra, anh tán thủ Khương Văn Long tức giận măng. Người trẻ tuổi, không cần khách sáo đâu, hãy tận hưởng đi. Vẻ mặt Dịch Thấp hèn mọn cười khà khà. Khương Văn Long muốn đứng dậy chạy chôn, nhưng lúc này thân thể Dịch Thấp chợt biến thành một bóng mỏ, anh tán thủ Khương Văn Long chỉ cảm thấy trước mặt có một bóng mỏ thoáng qua, miệng anh ta bị cưỡng ép mở ra, lúc anh ta tỉnh táo lại trong miệng đã có thêm một miếng giò bị căn một nửa. Khương võ chủ nhà họ Khương nhìn thấy cảnh này, mí mắt ông ta nhảy loạn xạ, bồ, ông già này không bình thường. Đâu chỉ không bình thường, đưa súng cho tôi. Vẻ mặt Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương như gặp đại quân của địch trông cực kỳ ngưng trọng. Cả nhà tải ớp Rauệ Nhola đọc tiếp nhiều nhé. Ông ta bước tới giật khẩu súng Thompson trong tay một tử sĩ của nhà họ Khương nhằm vào Dịch Thấp. Lúc này, một cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ trào ra khỏi người Khương Khâu Phong, bởi vì ông ta cũng không nhìn thấy Dịch Thấp nhẻ miêng giò vào miệng anh hã thủ Khương Văn Long như thế nào. Nguy hiểm, ông già này chắc chắn là một người siêu nguy hiểm. Giật lấy khẩu súng Thompson, Khương Khâu Phong không do dự lập tức bóp cò. Bằng. Trong chốc lát, một âm thanh chói tai nổ tung, một viên đạn kim loại bắn dữ dội về phía Dịch Thấp. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Dương Thiêu thay đổi, ông già cẩn thận. Bậc tiền bối, mau tránh ra. Trần Khải cũng lo lắng kêu lên. Ông già này xong đời rồi. Hàng nghìn người nhìn Dịch Thấp bằng ánh mắt thương hại. Theo quan điểm của họ, dù Dịch Thấp mạnh đến đâu cũng không thể chống chọi được với sự vây hãm của Thompson. Có một câu ngạn ngữ cổ nói rằng, cho dù công phu của bạn cao đến đâu cũng sẽ sợ dao phay. Nếu bạn cầm cục gạch ném xuống, vóc dáng có cao to đến đâu cũng sẽ bỏ chạy, đây không phải lời nói suông. Ngay khi hàng nghìn người tin rằng Dịch Thấp chắc chắn sẽ chết, Dịch Thấp đứng ngay tại chỗ xoa mũi. Ngay sau đó, một sự thay đổi đáng kinh ngạc chợt được sinh ra. Hắt xì. Ngay khi viên đạn kim loại chuẩn bị bắn trúng Dịch Thấp đột nhiên hắt hơi. Tưởng chừng như một cái hắt hơi đơn giản, nhưng đột nhiên một luồng không khí mạnh mẽ được thổi ra. Ầm ly. Lấy Dịch Thấp là trung tâm, một luồng khí cuồng bạo trào ra, viên đạn trên không trung hơi rung động, sau đó nổ tung về hướng ngược lại. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương lập tức bị một tai, họa bất ngờ, viên đạn phản xạ, bản mạnh vào cánh tay phải của ông ta, cánh tay phải của ông ta bị thương ngay tại chỗ. Với đòn tấn công của luồng không khí bạo lực, vẻ mặt Khương Khâu Phong thay đổi, toàn bộ cơ thể già như bị một viên đạn đại bác bắn bay. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, thân hình già nua của Khương Khâu Phong lùi lại một cách thô bạo, đập mạnh vào bức tường của khách sạn Thiên Phủ. Ông ta rơi xuống đất, khuôn mặt hồng hào của Khương Khâu Phong tái nhợt, ông ta rên rỉ, khóe miệng hiện lên một vệt đỏ ngâu. Cái gì? Nhìn thấy truyền kỳ đời trước Khương Khâu Phong bị một cái hắt hơi đánh nội thượng, tất cả nhân viên tại hiện trường đều không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn họ trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều bị thao tác thần của Dịch Thấp làm cho choáng váng. Viên đạn không chỉ bị cái hắt hơi phản xạ lại, mà còn đánh bay lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đát nước trong Thiên Phủ Chi Quốc, rốt cuộc là mạnh cỡ nào. Cả nhà tải áp Truyện Hola đọc tiếp nhé. Vãi, ông già này là quái vật hả? Trần Khải trợn mắt há hốc mồm. Đâu chỉ là quái vật đâu. Dương Tiêu cũng trợn to hai mắt. Anh chưa bao giờ thấy Dịch Thấp ra tay. Đây là lần đầu tiên Dương Tiêu nhìn thấy Dịch Thấp ra tay theo ý nghĩa thật sự, chỉ với một cái hắt hơi đơn giản, Khương Khâu Phong đã hoàn toàn bị đánh bại. Dương Tiêu đã từng cảm thấy sức chiến đấu của mình rất tốt, phi mô ở trước mặt Dịch Thấp, lần đầu tiên Dương Tiêu cảm thấy sức chiến đấu của mình nhỏ bé đến vậy. Bố, Khương võ chủ nhà họ Khương kinh ngạc, nhanh chóng bước lên phía trước đỡ ông ta. Phụt, khoảnh khắc Khương võ đỡ ông ta dậy. Khương Khâu Phong đã không còn kìm được nội thương nôn ra một ngụm máu giả,
khuôn mặt già nua không còn chút máu. Ông ta loạng choạng quỳ một gối xuống, cả người đâu còn nét mặt hông hào như trước. Giết ông ta cho bó, tuyệt đối không thể giữ người này lại. Bóp cò, tất cả nổ súng ngay cho tôi. Khương Khâu Phong hét lên, kìm nén cơn đau trong người. Sợ rồi, lần đầu, tiên trong đời Khương Khâu Phong cảm thấy sự đe dọa của cái chết. Nếu người này cùng một ruột với Dương Tiêu, thì đêm nay nhà họ Khương nhất định sẽ gặp tai họa ngập đâu. Bóp cò ly. Sau khi nhận được lệnh từ cha mình, Khương võ chủ nhà họ Khương vẫy tay hét lên với vẻ mặt nghiêm nghị. Xoạt 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 xoẹt tổ giữa tia điện và đá lửa, hàng trăm khẩu súng Thompson nhắm vào Dịch Thấp, muốn bắn Dịch Thấp thành bột mịn. Tuy nhiên, động tác tiếp theo của Dịch Thấp là lại khiến mọi người choáng váng. Ngay khi nhóm tử sĩ của nhà họ Khương chuẩn bị bắn vào Dịch Thấp, Dịch Thấp bất ngờ nhắm thẳng mông của mình vào nhóm tử sĩ của nhà họ Khương. Làm gì thế, ông già này, muốn làm gì, đưa mông ra nhắm vào nhiều Thompson như vậy là định dùng mông đỡ đạn à? Không, tôi nghĩ ông già này chuẩn bị co căng chạy chôn. Giết ông ta cho tôi. Khương võ chủ nhà họ Khương tức giận hét lên. Hàng trăm tử sĩ của nhà họ Khương giơ súng Thompson, họ nhìn Dịch Thấp với ánh mắt lạnh lùng, như thể Dịch Thấp sắp trở thành một kẻ chết dưới họng súng. Bủ mô dưới ánh mặt quan sát của mọi người trong khách sạn Thiên Phủ, chỉ thấy Dịch Thấp đánh giấm vào nhóm tử sĩ của nhà họ Khương. Đúng vậy, bạn không nhầm đâu, Dịch Thấp thực sự đã đánh giấm vào hàng tàn tử sĩ của nhà họ Khương. Bủ mồ. Một cái giấm khá lâu, dưới âm thanh của cái giấm này, không khí loãng vô hình phun ra ngay lập tức. Bùm 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 bùm. Dưới ánh mắt của mọi người, chỉ thấy Thompson trong tay tử sĩ của nhà họ Khương nổ tung. Bùm 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 bùm. Ngay sau đó, hàng trăm tử sĩ của nhà họ Khương, mắt kiểm soát, cả đám đều bị cái giấm của Dịch Thấp thôi bay. Trong phút chốc, hiện trường muốn đặc sắc bao nhiêu thì đặc sắc bấy nhiêu đó. Hàng trăm người trong khách sạn Thiên Phủ bị thôi bay bởi một cái giấm, một số lượng lớn bàn ghế bị đánh đổ, gió bay phân phật. Không, nói chính xác là một trận gió từ một cái giấm. Che mũi và miệng lại, Dương Tiêu thấp giọng nói với Trần Khải. Rút lời, Dương Tiêu che mũi và miệng ngay lập tức, tránh gặp nạn. Vãi ạ, mùi tỏi. Trần Khải ngửi được một chút, sắc mặt nhanh chóng tái xanh. Khi cơn bão gây ra bởi một cái giấm kết thúc, tất cả mọi người ở hiện trường gần như trợn mắt như muốn rơi ra ngoài, chỉ thấy. Hiện trường hỗn loạn, cả trăm tử sĩ của nhà họ Khương đều ngã xuống đất đau nhe răng trọn mắt. Vãi! Đờ mò, đờ mờ, đờ mời. Nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mặt, mọi người lại thốt lên những câu chửi thề khó nghe, tất cả đều bị sốc trước thủ đoạn kinh hãi của Dịch Tháp. Thậm chí, nhiều tử sĩ của nhà họ Khương, nằm trên mặt đất ngửi thấy mùi tỏi nồng nặc hai mắt đen lại, sùi bọt mép. Chuyện này làm sao có thể? Khương võ chủ nhà họ Khương và Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương nhìn thấy thê trong lòng nổi lên từng trận sóng lớn. Một cái giấm lại có thể làm nổ tung hàng trăm khâu Thompson. Hàng trăm tử sĩ của nhà họ Khương bị đánh bay. Đây không phải là một giấc mơ đây chứ? Đánh giấm xong, Dịch Thấp vươn vai phấn chấn nói, thoải mái. Quẹ, ngay sau đó, một mùi thối bay tứ phía. Người thầy mùi tỏi nồng nặc. Nhiều người vừa lây tay ôm bụng vừa nôn thốc nôn tháo. Con mẹ nói, mùi này ghê quá, lui, mau lui ra. Hàng nghìn người giống như gặp ma vội vàng chạy ra bên ngoài khách sạn Thiên Phủ. Như thể một quả bom khí độc đã rơi xuống, làm đảo lộn toàn bộ hiện trường. Mẹ kiếp, ông già này có độc hả? Khương võ chủ nhà họ Khương vừa ngửi, nhưng người nôn ra hệt cơm chưa? Trần Khải kéo Dương Tiêu, đội trưởng, ai mà chịu được mùi này? Chuôn thôi, mau chuôn thôi. Dương Tiêu nhíu mày lui nhanh, Trần Khải lui nhanh, ngay cả mí mắt của quản gia Trịnh Thu cũng nhảy lên ghế y ra khỏi khách sạn to lớn. Nhìn đám người nhếch nhác chạy trốn, Dịch Tháp lộ ra hàm răng vàng cười khà khà nói, ngại quá, xin lỗi mọi người, mùi có hơi ghê một tí. Không đúng, ông già này uống rất nhiều sữa chua uông như thế, theo lý mà nói nên là mùi sữa thơm chứ, sao lại thành mùi tỏi? Chẳng lẽ là do quá trình trao đổi chất của ông già này không cân đối hả? Dịch Thấp sờ cằm, lẩm bẩm một mình. Quẹ, ông cụ, chủ nhà, tôi không chịu nôi nữa, tôi đi trước. Anh tán thủ Khương Văn Văn Long ở gần nhất, hai mắt anh ta tối sầm, sải bước chạy trốn. Chủ nhà, chúng tôi không chịu nổi nữa, chúng tôi cũng đi trước. Đám, người nhà họ Khương cũng chạy chôn khỏi hiện trường. Phịch 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 phịch,
chỉ còn đám tử sĩ của nhà họ Khương ở lại, đám tử sĩ của nhà họ Khương chỉ cảm thấy khó thở, từng người ngã xuống đất, sùi bọt mép. Nhìn thấy hết bóng người này đến bóng người khác trong khách sạn ngã xuống, khóe miệng Dương Tiêu không khỏi giật mạnh, ông già này đánh răm cái nỗi gì, đây hoàn toàn là bom khí độc mài. Vốn dĩ tối nay anh là người tân công nhà họ Khương, hiện trường khá nghiêm trọng nhưng đã bị cái rắm của Dịch Thấp phá hủy. Tí tách, tí te chi, Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn chăm chằm Dịch Thấp kinh hãi nói, đàn. Đàn anh, rốt cuộc ông là ai? Một cái hát xì hơi khiên mình bị nội thương thì cũng thôi, nhưng bây giờ một cái giá âm đã làm nổ tung hàng trăm khẩu Thompson, một cái rắm đã phá hỏng toàn bộ tình hình. Những cao thủ như vậy, có thực lực xuất thần nhập hóa, chân động thiên hạ, ông già trước mặt này chắc chắn không phải người thường. Ông già này là ai không quan trọng. Quan trọng là cuộc chiến đêm nay chắc chắn không đánh được nữa. Ba ngày sau, đưa tang Dương Thiên Khung chủ nhà họ Dương, lúc đó sẽ tính khoản nợ cái. Yên tâm, đến lúc đó ông già này tuyệt đối sẽ không xen vào, các người muốn đánh như nào thì đánh, hiểu không? Vẻ mặt Dịch Thấp vô hại với người và động vật nhìn chằm chằm Khương Khẩu Phong. Dưới luồng hơi thở khổng lồ của Dịch Thấp, vẻ mặt Khương Khâu Phong khó coi nói, vâng, đàn anh, sẽ làm theo chỉ thị của đơn NHTL. Tình huống vừa nãy có lợi cho bọn họ, ông ta tin chắc có thể giữ Dương Tiêu, Trần Khải và Trịnh Thu ở lại, nhưng không ngờ lại bị một ông già luộm thuộm cưỡng chế phá đám. Trước mặt Dịch Thập, Khương Khâu Phong không dám nói lời nào, ông ta hiểu sâu sắc nếu dám từ chối mệnh lệnh của Dịch Thập, sau đêm nay, nhà họ Khương ở Đề Đô nhất định sẽ biến thành cát bụi trong lịch sử. Thằng nhóc thối, ba ngày nữa đưa tang bố em, đến lúc đó em muốn làm. Gì thì làm, chuyện đêm nay coi như thôi, Dịch Thập nhẹ nhàng nói. Dương Tiêu thấp giọng nói, ba ngày nữa thì ba ngày nữa, đêm nay chuẩn bị quan tài hơi ít. Ba ngày nữa, nhà họ Khương các người có bao nhiêu người thì chuẩn bị bằng đấy quan tài. Ba ngày nữa, tôi sẽ dùng đâu các người tỏ lòng tôn kính linh hồn bồ tôi ở trên trời. Thật không, vậy thì ba ngày sau ập lại. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương ôm ngực căm hận nói. Dịch Thấp cười khà khà, quyết định thế đi. Trò hề kết thúc, Dịch Thấp dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dịch Thấp biến mất, tất cả mọi người đều kinh. Hãi, họ đều hiểu rằng đây là một cao thủ, một siêu cao thủ không xuất thế. Tuy nhiên, nghĩ đến cách cái giám của Dịch Thấp đã làm xáo trộn toàn bộ tình hình, mọi người sững sờ, ngay tại chỗ một lúc lâu vẫn không thể tỉnh táo lại. Nghĩ đến bản tin ngày mai nói rằng Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, lưỡi dao sặc bén đầu tiên của đất nước trong, thiên phủ chỉ quốc, bị một ông già bí ẩn dùng giấm đập nát trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70, không biết sẽ gây ra chấn động gì trong nước. Một giờ sau, Dương Tiêu đến sông đào bảo vệ thành ở Đề Đô, bóng dáng Dịch Thấp đang đứng bên sông đào bảo vệ thành. Nghe thấy tiếng bước chân, Dịch Thấp chắp tay sau lưng thấp giọng nói, tiết tại sao ba ngày nữa lại thanh toán lớn không? Dùng quan hệ của nhà họ Khương, tập hợp, những cao thủ hàng đầu thế giới, thiết lập uy danh tối cao của ông chủ mới, đúng không? Ánh mắt Dương Tiêu phức tạp chậm rãi nói. Dịch Thấp không trả lời trực tiếp, thằng nhúi thôi, nhớ kỹ, muôn đội vương miện thì phải chịu khó. Ba ngày sau sẽ là trận đầu tiên em xuất hiện thật sự, khi đó sẽ có một số lượng lớn cao thủ hàng đầu thế giới tụ tập, em phải chuẩn bị tốt giết người và bị người dê. Đến lúc đó, ông già này sẽ không ra tay. Trần Khải kéo Dương Tiêu, đội trưởng, ai mà chịu được mùi này? Chuồn thôi, mau chuồn thôi. Dương Tiêu nhíu mày lui nhanh, Trần Khải lui nhanh, ngay cả mí mắt của quản gia Trịnh Thu cũng nhảy lên chạy ra khỏi khách sạn to lớn. Nhìn đám người nhếch nhác chạy trốn, Dịch Thấp lộ ra hàm răng vàng cười khà khà nói, ngại quá, xin lỗi mọi người, mùi có hơi ghê một tí. Không đúng, ông già này uống rất nhiều sữa chua uông như thế, theo lý mà nói nên là mùi sữa thơm chứ. Sao lại thành mùi tỏi? Chẳng lẽ là do quá trình trao đổi chất của ông già này không cân đối hả? Dịch Thấp sờ cằm, lầm bẩm một mình. Quẹ hồ ông cụ, chủ nhà, tôi không chịu nổi nữa, tôi đi trước. Anh tán thủ Khương Văn Văn Long ở gần nhất, hai mắt anh ta tối sầm, sải bước chạy trốn. Chủ nhà, chúng tôi không chịu nổi nữa, chúng tôi cũng đi trước. Đám, người nhà họ Khương cũng chạy chôn khỏi hiện trường. Phịch 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 phí y trồ chỉ còn đám tử sĩ của nhà họ Khương ở lại, đám tử sĩ của nhà họ Khương chỉ cảm thấy khó thở, từng người ngã xuống đất, sùi bọt mép. Nhìn thấy hết bóng người này đến bóng người khác trong khách sạn ngã xuống, khóe miệng Dương Tiêu không khỏi giật mạnh, ông già này đánh răm cái nôi gì, đây hoàn toàn là bom khí độc mài.
Vốn dĩ tôi nay anh là người tân công nhà họ Khương, hiện trường khá nghiêm trọng nhưng đã bị cái giám của Dịch Thập phá hủy. Tí tách, tí te chi Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương đổ mồ hôi lạnh trên trán, nhìn chăm chằm Dịch Thập. Kinh hãi nói, đàn anh, rốt cuộc ông là ai? Một cái hát xì hơi khiên mình bị nội thương thì cũng thôi, nhưng bây giờ một cái giám đã làm nổ tung hàng trăm khẩu Thompson, một cái giám đã phá hỏng toàn bộ tình hình. Những cao thủ như vậy, có thực lực xuất thần nhập hóa, chân động thiên hạ, ông già trước mặt này chắc chắn không phải người thường. Ông già này là ai không quan trọng. Quan trọng là cuộc chiến đêm nay chắc chắn không đánh được nữa. Ba ngày sau, đưa tang Dương Thiên Khung chủ nhà họ Dương, lúc đó sẽ tính khoản nợ cái. Yên tâm, đến lúc đó ông già này tuyệt đối sẽ không xen vào, các người muốn đánh như nào thì đánh, hiểu không? Vẻ mặt Dịch Thấp vô hại với người và động vật nhìn chằm chằm Khương Khâu Phong. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dưới luồng hơi thở không lồ của Dịch Thấp, vẻ mặt Khương Khâu Phong khó coi nói, vâng, đàn anh, sẽ làm theo chỉ thị của đàn anh. Tình huống vừa nãy có lợi cho bọn họ, ông ta tin chắc có thể giữ Dương Tiêu, Trần Khải và Trịnh Thu ở lại, nhưng không ngờ lại bị một ông già luộm thuộm cưỡng chế phá đám. Trước mặt Dịch Thập, Khương Khâu Phong, không dám nói lời nào, ông ta hiểu sâu sắc nếu dám từ chối mệnh lệnh của Dịch Thập, sau đêm nay, nhà họ Khương ở Đề Đô nhất định sẽ biến thành cát bụi trong lịch sử. Thằng nhóc thối, ba ngày nữa đưa tang bó em, đến lúc đó em muốn làm gì thì làm. Chuyện đêm nay coi như thôi. Dịch Thấp nhẹ nhàng nói. Dương Tiêu thấp giọng nói, ba ngày nữa thì ba ngày nữa, đêm nay chuẩn bị quan tài hơi ít. Ba ngày nữa, nhà họ Khương các người có bao nhiêu người thì chuẩn bị băng đấy quan tài. Ba ngày nữa, tôi sẽ dùng đâu các người tỏ lòng tôn kính linh hồn bồ tôi ở trên trời. Thật không, vậy thì ba ngày sau ập lại. Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương ôm ngực căm hận nói. Dịch Thấp cười khà khà, quyết định thế đi. Trò hề kết thúc. Dịch Thấp dứt khoát xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng Dịch Thấp biến mất, tất cả mọi người đều kinh hãi, họ đều hiểu rằng đây là một cao thủ, một siêu cao thủ không xuất thế. Tuy nhiên, nghĩ đến cách cái giám của Dịch Thấp đã làm xáo trộn toàn bộ tình hình, mọi người sững sờ, ngay tại chỗ một lúc lâu vẫn không thể tỉnh táo lại. Nghĩ đến bản tin ngày mai nói rằng Khương Khâu Phong ông cụ nhà họ Khương, lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đát nước trong thiên phủ chỉ quốc. Bị một ông già bí ẩn dùng giấm đập nát trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70, không biết sẽ gây ra chấn động gì trong nước. Một giờ sau, Dương Tiêu đến sông đào bảo vệ thành ở Đề Đô, bóng dáng Dịch Thấp đang đứng bên sông đào bảo vệ thành. Nghe thấy tiếng bước chân, Dịch Thấp chắp tay sau lưng thấp giọng nói, biết tại sao ba ngày nữa lại thanh toán lớn không? Dùng quan hệ của nhà họ Khương, tập hết, những cao thủ hàng đầu thế giới, thiết lập uy danh tôi cao của Long Chủ mới, đúng không? Ánh mắt Đan Linh Tiêu phức tạp chậm rãi nói. Dịch Thấp không trả lời trực tiếp, thằng nhóc thôi, nhớ kỹ, muốn đội Vương Miện thì phải chịu khó. Ba ngày sau sẽ là trận đầu tiên em xuất hiện thật sự, khi đó sẽ có một số lượng lớn cao thủ hàng đầu thế giới tụ tập, em phải chuẩn bị tốt giết người và bị người giết. Đến lúc đó, ông già này sẽ không ra tay. Dương Tiêu nắm chặt tay, vẻ mặt kiên quyết. Sử dụng máu của kẻ mạnh thiết lập địa vị và uy quyền tối cao của Long Chủ mới. Nếu đã như vậy, ba ngày sau, hãy chiến đấu đi. Dưới gầm trời này đều là đất vua, trên mặt đất này đều là chúng, vua ồ thằng nhóc thối, đừng làm thây thất vọng. Dịch Thấp nhẹ nhàng nói. Nhìn bóng lưng Dịch Thấp chắp hai tay sau lưng, Dương. Tiêu Trịnh Trọng nói, ông già, mài kiêm 10 năm, thanh kiêm này quả thật nên bỏ vỏ rồi. Sau khi chuyện này kết thúc, thầy sẽ rời khỏi nước. Sáng ngày mai đến tập đoàn Đề Hào, nếu thanh kiếm đã bỏ vỏ. Thì tập đoàn Đề Hào do em thừa kế toàn bộ Dịch Thấp nói. Nghe thấy bốn chữ tập đoàn Đề Hào, Dương Tiêu không khỏi sửng sốt, cái gì? Tập đoàn Đề Hào có nguồn gốc từ Long Môn. Phải nói rằng, tập đoàn Đề Hào là một tập đoàn doanh nghiệp tư nhân lớn nhất ở Thiện Phủ Chi Quốc, là một bá chủ khổng lồ thực sự. Theo tin đồn, tập đoàn Đề Hào có lai lịch thâm sâu, ăn cả trắng lẫn đen, ngay cả quan chức chính phủ cũng không dám dễ dàng can thiệp. Tập đoàn Đề Hào có nhiều dự án. Bao gồm bất động sản, y học, châu báu, đầu tư Internet, tài chính và các ngành công nghiệp phổ biến khác, là một bá chủ siêu khổng lồ phức tạp. Chẳng ai biết ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào là ai, nghe nói tập đoàn Đề Hào có vô số tài sản, 10 nhà quyền thế ở Thiên Phủ Chỉ Quốc cộng lại mới miễn cưỡng so sánh được với tập đoàn Đề Hào. Vì ông chủ đứng sau tập đoàn Đề Hào chưa từng xuất hiện, cũng không mở gia tộc,
tập đoàn Đề Hào không được xếp vào hàng ngũ gia đình Quyên Thê, cũng không được tham gia vào bảng xếp hạng các công ty thương mại. Bởi vì tập đoàn Đề Hào thực sự quá mạnh, địa vị tách biệt, so sánh với các tập đoàn bình thường sẽ hoàn toàn làm bản tên tuổi của tập đoàn Đề Hào. Có gì mà phải ngạc nhiên? Nếu ông già này nói với em, 80-90% các tập đoàn hàng đầu thế giới thuộc về Long Môn, 8 trong 10 ngân hàng hàng đầu thế giới do Long Môn đứng đầu, có phải sẽ khiến em bị sốc không? Dịch Thấp cười khà khà nói. 80-90% tập đoàn hàng đầu thế giới thuộc về Long Môn. 8 trong số 10 ngân hàng hàng đầu thế giới do Long Môn đứng đầu. Hai Ti nghe những lời của Dịch Tháp, Dương Tiêu lập tức hít hà một hơi. Có vẻ như mình thực sự không biết nhiều về sự biên thái của Long Môn, chẳng trách nhiều người lại thèm muôn Long Môn. Nếu trở thành chủ của Long Môn, thực sự sẽ một tay che trời, kẻ nào dám xúc phạm uy nghiêm của Long Chủ, chỉ trong một suy nghĩ đã có thể gây ra một cơn bão kinh tế chưa từng có. Trong chốc lát, Dương Tiêu thấy hơi áp lực, đúng là Long Môn còn ngang ngược hơn những gì anh tưởng tượng. Xem ra nếu có thời gian nhất định phải quay về Long Môn một chuyến, Dương Tiêu rất muốn xem tình hình thật sự của Long Môn. Dịch Tháp tiếp tục, người ám sát em là Lucifer, một trong số 8 thiên sứ rực cháy. Cậu ta đứng thứ 8 trong 8 thiên sứ, giết Lucifer là mệnh lệnh mà ông già này lệnh cho em. Đừng làm ông già này thất vọng, nếu không giết được cậu ta, thì em chờ bị cậu ta diệt đi. Đương nhiên, ông già này đã cho Lucifer một nỗi khiếp sợ rồi. Sau này tung tích của cậu ta sẽ càng bí mật. Thầy không mong cậu ta sống sót rời khỏi thiên phủ chi quốc. Người thầy đã giao cho em, mặc kệ là dùng thủ đoạn gì, thầy đều mong cậu ta sẽ trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Con đường này còn dài đằng đẵng, ta còn ngược xuôi thỉnh câu tìm kiếm. Thiếu niên, con đường sau này em đi còn rất dài, đây chỉ là dùng dao mô châu cắt tiết gài. Dứt lời, bóng dáng Dịch Thấp đã xuất hiện cách đỗ hàng nghìn mét, trên đường chỉ còn lại những dư ảnh. Tốc độ nhanh thật, rốt cuộc giới hạn của con người ở đâu? Ông già này thật sự khiến mình hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Nhìn Dịch Thấp rời đi, Dương Tiêu ngạc nhiên không thôi. Trước đây chưa từng thấy Dịch Thấp ra tay, nhưng hôm nay LNSS thấy Dịch Thấp ra tay, không cần phải nói Dương Tiêu đã bị sốc như thế nào. Theo quan điểm của Dương Tiêu, sức mạnh của Dịch Thấp vượt quá phạm trù của con người, ngay cả anh cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng. Nhìn bóng Dịch Thấp biến mất, Dương Tiêu lẩm bẩm một mình. Ông già yên tâm, em sẽ không làm thầy quá thất vọng. Đồng thời cùng lúc đó, bên trong nhà họ Dương ở đê đôi thằng khốn, thằng vô dụng này thật sự coi trời bằng vung, giết hại người cùng gia tộc, tội chết. Cậu chủ lớn Dương Bân Hàn của nhà họ Dương nổi trận lôi đình hét lên. Biết được chuyện Dương Tiêu đưa di hài cha Dương Thiên Khung rời khỏi nhà họ Dương, Dương Bân Hàn mới dám lén trở về. Dương Bân Hàn ở bên ngoài có nguy cơ chết bất cứ lúc nào. Và nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất. Anh ta trở về nhà họ Dương ở Đề Đô, anh ta không tin Dương Tiểu còn có thể quay về giết mình. Dương Bân Hàn nhìn bà cụ nói, bà nội, cháu biết 2 năm qua bà có thành kiến với cháu, thằng khốn Dương Tiêu này không coi ra gì như thế nào. Trưa nay nó đánh vào mặt nhà họ Dương ở Đề Đô thì không nói làm gì, buổi chiều còn giết nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Dương như vậy. Loại hành vi này đã hoàn toàn không để nhà họ Dương ở Đề Đô vào mắt. Thằng khốn này đã phơi phới, bà nội, không thể cứ tiếp tục như vậy được, giữ không ta không thể nhịn tên khốn này. Nghĩ đến sự sỉ nhục ở khách sạn Thân Phong lúc trưa, Dương Bân Hàn thực sự muốn dùng dao đâm chết Dương Tiêu ngay lập tức. Vốn dĩ anh ta đã thành danh ở Đề Đô, ai biết được bản thân sẽ trở thành bàn. Đạp đề Dương Tiêu nổi danh ở Đề Đô. Không nhịn thì như thế nào? Trưa hôm nay cậu cũng nhìn thấy, tuyệt thế Long Môn tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới đã tới. Còn có máy chụp nhà tài phiệt đẳng cấp thế giới. Chống lại Dương Tiêu, sẽ chỉ tự chịu diệt vong, từ góc nhìn của bà già này, nhân nhượng cho khỏi phiên đi. Bà cụ nhà họ Dương nói từ từ với vẻ mặt u ám. Thực lực mà Dương Tiêu có được bây giờ thật sự khiến người khác tuyệt vọng, bà cụ nhà họ Dương cũng không ngờ mọi chuyện lại biên thành thế này. Lý do khiến bà ta gọi Dương Tiêu trở lại là để biến Dương Tiêu trở thành một con chó ngoan ngoãn, dùng trấn áp Dương Bân Hàn. Không ngờ. Dương Tiêu không những không trở thành một con chó ngoan ngoãn mà còn biến thành một con sói, con hổ hung dữ cắn xé cả nhà họ Dương ở Đê Đô. Bà cụ hận Dương Tiêu đến tận xương tủy. Nhưng đối mặt với sức mạnh tuyệt đối, bà ta chỉ là bà già thì có thể làm gì? Ngay cả lão già Trịnh Thu cũng đứng về phía đối diện với bà cụ hoàn toàn tái nhợt, vô lực. Cho dù đi vào, cũng sẽ bị quản gia Trịnh Thu phát hiện ra.
Người này không chỉ bước vào nhà họ Dương, còn tránh được tai mắt của quản gia chính thu, nhất định không phải người thường. Toàn thân Lucifer hiện lên sát khí bừng bừng, tất cả là do tên nghiệp trưởng Dương Tiêu ban tặng. Các người không cần lo lắng, tuy Dương Tiêu là long chủ mới, nhưng cậu ta cũng không có gì đáng ngại, nếu không phải lão quỷ dịch thập ở đế sản tối giết cậu ta dễ như trở bàn tay. Mấy ngày nữa, bạn của tôi sẽ đến để độ, lúc đó tôi và bạn cùng kết hợp giết Dương Tiêu. Mấy ngày tới tôi sẽ tạm thời ở lại nhà họ Dương, hai người không cần kiêng kỵ bất cứ điều gì cả, xem Dương Tiêu làm chó hoang. Là đủ, nếu có cơ hội thích hợp, tôi sẽ âm thầm giết cậu ta. Dứt lời, Lucifer xoay người rời khỏi sảnh lớn, vừa đi ra ngoài đã nhảy lên biệt thự nhà họ Dương, sau đó lại nhảy xuống biên mắt không thấy bóng dáng đâu. Đờ mời đây là kinh không hả? Quay phim hành động hả? Dương Bân Hàn nhìn thấy cảnh này ngạc nhiên không thôi. Bà cụ cũng hơi sửng sốt, bà ta sống nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua kỹ năng nhạy bén như thế, chẳng trách có thể tránh được tầm mắt của chính thu. Bà cụ nhìn Dương Bân Hàn, bên trong tuyệt thế long môn thật sự có thiên sứ rực cháy hả? Bà nội, đợi cháu chút. Dương Bân Hàn lập tức lấy điện thoại di động ra tra. Không lâu sau, Dương Bân Hàn đã tìm thấy một bức ảnh của Lucifer trên một diễn đàn quốc tế, anh ta giơ điện thoại di động lên như đã túm được cọng rơm cứu mạng hào hứng nói. Bà nội xem này, hình như người này đúng là Lucifer, tên khốn kia xong đời rồi, tên khốn Dương Tiêu chết chắc rồi. Bà cụ xem qua, thấy bức ảnh giống hệt Lucifer, chẳng qua thiêu hai tai mà thôi. Tốt quá rồi, từ nay về sau, nhà họ Dương ở đề đô chúng ta sẽ tôn kính Lucifer đại nhân. Chỉ cần xử lý được chướng ngại nghiệp chướng Dương Tiêu này, nhà họ Dương ở đề đô sẽ không tiếc bất cứ giá nào. Đôi mắt già của bà cụ lạnh thấu xương. Nếu đã không thể làm việc cho tôi, thì chỉ có thể bị tôi giết. Nghĩ đến mình mát mặt ở khách sạn Thân Phong trưa nay, nghĩ đến việc Dương Tiêu chặt đầu nhiều con cháu trực hệ của nhà họ Dương ở đề đô chiều nay, trong lòng bà cụ tràn đầy tức giận. Bà ta có linh cảm, Dương Tiêu không chết, toàn bộ nhà họ Dương ở đề đô sẽ thay đổi. Để duy trì tình trạng thịnh vượng hiện tại của nhà họ Dương ở đề đô, Dương Tiêu cần phải chết. Bà ta biết Dương Tiêu có oán hận lớn với nhà họ Dương. Thêm cái chết của cha Dương Thiên Khung, vấn đề càng trở nên lớn hơn. Báo, ngay sau đó, một tên thám tử nhà họ Dương đột kích. Dương Bân Hàn nhìn trầm giọng nói. Bà cụ, cậu chủ lớn, theo thông tin đáng tin cậy, Dương Tiêu đã đến khách sạn Thiên Phủ làm loạn, khiến cho nhà họ Khương rất tức giận. Cuối cùng hai bên quyết định 3 ngày sau khi đưa tang chủ nhà Dương Thiên Khung, hai bên sẽ chiến đấu đến chê. Thám tử nhà họ Dương trịnh trọng nói. Dương Bân Hàn nghe xong lập tức cười điên cuồng như được tiêm máu gà, ha ha ha, hai tên phế vậy này lại dám xúc phạm nhà họ Khương ở đề đô. Cậu ta đúng là coi trời bằng vung. Bà nội, tốt quá rồi, bây giờ Dương Tiêu xúc phạm nhà họ Khương, chắc chắn nhà họ Khương sẽ không dễ dàng tha thứ cho cậu ta. Coi như thằng phế vật Dương Tiêu này phải chịu sự đuôi diệt của nhà họ Khương, rồi lại chờ bạn của Lucifer đại nhân đến, giết cậu ta chẳng phải đơn giản như giết gà giết chó sao. Tốt lắm. Bà cụ cũng vui vẻ không kém. Một khi bạn của Lucifer đến đề đô, đó sẽ là ngày chết của Dương Tiêu. Bà ta tin rằng bạn của Lucifer chắc chắn không phải nhân vật đơn giản, khi bạn của Lucifer đến thì vai trò của mèo và chuột sẽ bị đảo ngược. Ha 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 hai. Ngay sau đó, trong sảnh lớn vang lên tiếng cười chói tai, bà cụ và Dương Bân Hàn rất phấn khích, như thế đã nhìn thấy cái chết của Dương Tiêu vậy. Tất cả mọi chuyện đêm nay qua đi. Dương Tiêu trở lại nhà tang lễ. Nhìn thấy Dương Tiêu trở lại, Hoa Mộ Tranh Tiền lên hỏi, sao rồi? 3 ngày sau sẽ chiến đấu đến chết với nhà họ Khương ở đề đô. Dương Tiêu thấp giọng nói. Gương mặt xinh đẹp như ngọc của Hoa Mộ Tranh sững sờ, 3 ngày sau. Tại sao lại là 3 ngày sau? Thời gian không, chờ ta. 3 ngày đã đủ có rất nhiều bất ngờ, với sức triệu tập và sức mạnh kinh tế của nhà họ Khương, bọn họ hoàn toàn có thể tìm được sát thủ hàng đầu thế giới. Chẳng lẽ thầy, của anh xuất hiện rồi? Ông ấy định để anh xuất hiện. Cô đoán đúng, Dương Tiêu gật đầu. Đồng thời, Dương Tiêu thầm sững sờ, Hoa Mộ Tranh này thật sự. Thông minh như ma, đã đoán ra nguồn gốc sự việc nhanh như vậy. Sau đó, Dương Tiêu hỏi, mẹ tôi thế nào rồi? Tâm trạng của bác gái đã ổn định rất nhiều rồi, nhưng di hài bố anh vẫn chưa được hỏa táng. Hoa Mộ Tranh nói thật. Dương Tiêu gật đầu, tôi vào xem một chút. Khi vào trong, anh nhìn thấy vẻ mặt mẹ Hứa Tuệ Nhàn buồn bã, Dương Tiệu biết nỗi đau mất chồng không thể chấp nhận được, anh hít một hơi thật sâu rồi bước lên phía trước, mẹ,
ba ngày nữa con sẽ cầm dao mổ báo mối thù đẫm máu này cho bố, mẹ đừng quá buồn. Ừ, Dương Tiêu đến, Hứa Tuệ Nhàn mới chợt tỉnh táo lại. Vui, y y chẳng mất bao lâu, một ngọn lửa bùng n, thế hệ con cưng của trời Dương Thiên Khung hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhìn thấy di hài cha mình đang bốc cháy, ánh mắt Dương Tiêu càng trở nên u ám, một luồng sát khí nhàn nhạt lại khiến người ta khiếp sợ. Sau khi rời khỏi nhà tang lễ, mẹ anh vẫn ở lại chỗ của Hoa Mộ Tranh, và Dương Tiêu qua đêm ở chỗ Trần Khải. Sáng hôm sau Dương Tiêu nói với Trần Khải, hôm nay tôi phải đến nhà tang lễ xử lý cho cốt của bố tôi. Tôi sợ mẹ tôi sẽ gặp nạn, phiền cậu đến bảo vệ mẹ tôi. Buổi sáng tôi phải đến trụ sở tập đoàn Đề Hào, nội bộ của tập đoàn Đề Hào rất phức tạp, Đề Hoa Mộ Tranh đi theo tôi. Đội trưởng, đều là người nhà cả, mẹ của anh cũng là mẹ của tôi, không cần khách sáo đâu. Trần Khải hào phóng nói. Sau khi chia tay với Trần Khải, Dương Tiêu đã liên lạc với Hoa Mộ Tranh, sau khi Hoa Mộ Tranh biết thì rất ngạc nhiên, tập đoàn Đề Hào lại là của Long Môn. Tập đoàn Đề Hào là công ty tư nhân lớn nhất ở Thiên Phủ Chỉ Quốc, có sức triệu tập rất mạnh, ngay cả 10 gia đình quyền thế ở Thiên Phủ Chi Quốc cũng sẽ bị lu mờ trước mặt nó. Điều khiến Hoa Mộ Tranh ngạc nhiên là tập đoàn Đề Hào lại do tuyệt ý thế Long Môn kiểm soát, điều này nằm ngoài dự đoán của cô. Đi thôi, Dương Tiêu thấp giọng nói. Sau khi bắt taxi, Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh nhanh chóng đi về phía trụ sở của tập đoàn Đề Hào. Vừa bước vào tòa nhà Đề Hào, đột nhiên vang lên một giọng nói rất châm chọc, Yôn Dương Tiêu. Sao đồ vô dụng như anh lại ở đây? Biết đây là đâu không? Đây là tòa nhà trụ sở của tập đoàn Đề Hào, công ty lớn nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc, đồ nhà quê như anh có tư cách gì đến đây? Dương Tiêu ngắng đầu nhíu mày, nhìn thấy một người phụ nữ thời trang mặc áo choàng lông chồn và đeo túi Hermes đứng cách đó không xa, đang nhìn mình với vẻ khinh thường. Nhìn kỹ lại, người phụ nữ này không phải là ai khác mà chính là người để lâu không gặp. Nhìn rõ người tới, Hoa Mộ Tranh khá ngạc nhiên, Đường Dĩnh của nhà họ Đường. Đúng vậy, người mặc áo choàng lông chồn là Đường Dĩnh đã lâu không gặp. Nhìn thấy Đường Dĩnh, Dương Tiêu đúng thật còn thầy giỏ khóc dở cười, đã lâu không gặp Đường Dĩnh, không ngờ Đường Dĩnh này lại chạy đến Đề Đô. Dương Tiêu liếc mắt nhìn, có thể thấy Đường Dĩnh hiện tại giống như chim sẻ đã biến thành phượng hoàng. Áo khoác lông chồn trên người cô ta ít nhất cũng phải 1 triệu tệ, còn chiếc túi bạch kim Hermes trên tay thì ít cũng vài trăm nghìn tệ, cả bộ quần áo ít nhất cũng 7 triệu tệ, không đơn giản, đúng là không đơn giản. Dĩnh Dĩnh, ngay sau đó, một người thanh niên trẻ tuổi cầm chiếc chìa khóa Ferrari bước vào. Thanh niên có khí chất trẻ trung phi thường, anh ta mặc đồ nhãn hiệu quốc tế Louis Vuitton, trên tay là một chiếc đồng hồ Patek Philippe, trông như một người thành đạt. Nhận thấy có gì đó không đúng. Người thanh niên nhìn Dương Tiêu, Dĩnh Dĩnh, đây là ai? Lâm Phàm, đây là đồ vô dụng Dương Tiêu vào ở rẻ nhà họ Đường chúng ta 5 năm trước. Đường Dĩnh kiêu ngạo nói. Thanh niên Lâm Phàm nghe xong lập tức chế nhạo, thì ra là đồ vô dụng chỉ biết ăn bám. Anh ta là Lâm Phàm. Hoa Mộ Tranh hơi ngạc nhiên. Dương Tiêu nhìn Hoa Mộ Tranh, sao thế? Cô quen à? Lâm Phàm, cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm, một trong 6 nhà quyền thế ở Đề Đô. Được ông cụ nhà họ Lâm chiều chuộng. Ông cụ nhà họ Lâm dự định sẽ kế thừa vị trí chủ trong tương lai của nhà họ Lâm ở Đề Đô cho Lâm Phàm này. Hoa Mộ Tranh thấp giọng nói. Nhà họ Lâm ở Đề Đô, Dương Tiêu ngạc nhiên. Khi còn nhỏ Dương Tiêu hầu như không bao giờ ra khỏi nhà họ Dương ở Đề Đô, giao tiếp xã hội cũng rất ít, mặc dù trụ sở của đội đặc chiến Đông Phương Thần Ưng được đặt ở Đề Đô, nhưng năm đó Dương Tiêu dùng thời gian làm nhiệm vụ quốc tế. Anh chỉ hơi hiểu biết những nhà quyền thế ở Đề Đô, nhưng Dương Tiêu lại không để ý tới thế hệ trẻ của các nhà quyền thế. Trong nháy mắt, Đường Dĩnh đến Đề Đô, leo lên cành cao của nhà họ Lâm ở Đề Đô, tốc độ thay đổi này quả thực khiến người khác nghẹn họng nhìn chân chỗi. Trong cuộc đời của một người thường có 3 cơ hội xoay chuyển, một là đầu thai, 2 là học hành, 3 là kết hôn. Đầu thai của Đường Dĩnh chắc chắn sẽ không thể vào nhà quyền thế hàng đầu trong nước. Học lực của Đường Dĩnh cũng ở mức trung bình, về phương diện kết hôn thì quả thực rất có chiên vọng. Nguyên nhân chính là Đường Dĩnh có gương mặt ưa nhìn, cùng với dáng người thon thả, quả thực rất dễ lọt vào mắt xanh của con nhà quyền thế. Nhìn thấy Dương Tiêu sững sờ, Đường Dĩnh khoác tay Lâm Phàm cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm ở Đề Đô, đúng vậy. Lâm Phàm nhà tôi là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô. Dương Tiêu, ở trước mặt tôi, bây giờ anh chỉ giống một con kiến, không đáng nhắc tới. Cô ta kiêu ngạo,
như thể trèo lên cành cao của nhà họ Lâm ở Đề Đô thì thực sự biến thành một con phượng hoàng vàng. Trong nhà họ Đường, tôi vẫn luôn bội phục ba người, cô biết họ là ai không? Dương Tiêu nhìn thẳng Đường Dĩnh. Đường Dĩnh nhíu mày, cô ta tò mò hỏi, ba người nào? Một người là Đường Hạo, một tên ngốc tìm chết sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Người thứ hai là Đường Long, đi tới đâu cũng có thể kiếm được mức lương hàng năm hơn 1 triệu tệ. Người cuối cùng là cô, hình như đi tới đâu cũng có thể leo lên cành cao. Mặc dù nhà họ Đường chỉ tồn tại trên danh nghĩa, nhưng ba người các người thật sự ai cũng dọc lòng hơn người kia, giỏi hơn người kia ớt. Dương Tiêu nhìn mà than thở. Dương Tiêu nói đúng, nhà họ Đường thật sự xuất hiện ba người tài, và ba người này đứng đối diện với Dương Tiêu. Trước đây ở nhà họ Đường, Đường Hạo không giữ chức vụ tổng giám đốc lại trở thành CEO, không làm CEO lại trở thành người sáng lập tập đoàn dược phẩm Hạo Thiên. Còn Đường Long, người này thú vị hơn, đầu tiên là đến nhà họ Tống ở Trung Nguyên với mức lương hàng năm là 1 triệu tệ, sau đó đến công ty của Lý Minh Hiến với mức lương hàng năm là 1 triệu tệ, cuối cùng là đến công ty của Kim Đại Từ với mức lương hàng năm là hơn 1 triệu tệ. Tiếc là, anh ta gặp phải Dương Tiêu, cả ba công việc đều mất. Đường Dĩnh cũng tương đối dốc lòng. Đầu tiên cô ta tìm cậu chủ của một gia đình giàu có ở Đông Hải làm bạn trai, sau đó ỉ một cậu chủ nhà tài phiệt tầm cỡ thế giới làm bạn trai, bây giờ lại ôm đùi cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô. Có thể nói cô ta như một chiến binh trong số các cô gái. Đột nhiên nghĩ lại, quả thật nhà họ Đường có không ít người tài, đáng tiếc hết người này đến người khác lại tìm chết. Nghe vậy, vẻ mặt của Đường Dĩnh thay đổi, cô ta nhìn chằm chằm vào Dương Tiêu, tức giận nói, anh sỉ nhục ai leo lên cành cao đấy hả? Biết gì không, tôi và Lâm Phàm là tình yêu, anh hiểu tình yêu không? Lên giường thế này thế nọ trước sau đó có tình à? Dù R không tiêu chế nhạo. Láo xược, Đường Dĩnh giận tím mặt. Lâm Phàm, cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm rất tức giận nói, sao anh lại nói chuyện như thế? Mồm miệng sạch sẽ vào. Dĩnh Dĩnh giống như tiên nữ nhỏ, có thể gặp được Dĩnh Dĩnh là may mắn ba đời của tôi. Nghe thấy không, đồ vô dụng, có Lâm Phàm chồng lưng. Đường Dĩnh khinh thường chừng mắt nhìn Bích Tiêu. Dương Tiêu không nhịn được bật cười, anh nhìn về phía Lâm Phàm cậu chủ nhỏ nhà họ Lâm, xin lỗi. Mạo muội hỏi một câu, Đường Dĩnh là tiên nữ nhỏ. Anh bị mù à? Cái gì, y anh bị mù à? Vừa dứt lời, Lâm Phàm đã bị sốc. Thằng khốn nạn, anh đang máng ai đây hả? Lâm Phàm chừng mắt nhìn Dương Tiêu. Hoa Mộ Tranh đứng bên cạnh cười xinh đẹp quyến rũ, đương nhiên là anh ấy mang anh bị mù rồi. Chẳng lẽ tai anh có vấn đề à? Hai. Phụt. Bị Hoa Mộ Tranh nói một câu khó nghe, Lâm Phàm suýt hộc máu. S thành phố Trung Nguyên, Đường Dĩnh ở nhà họ Đường muôn leo lên cành cao, hẹn hò với rất nhiều bạn trai, đời tư hỗn loạn. Vậy mà ở đây, cô ta lại được anh coi như báu vật, nói anh mắt mù còn nhẹ, có khả năng đầu của anh có vấn đề. Hoa Mộ Tranh lại nói. Bây giờ cô đã yêu Dương Tiêu sâu đậm, tự nhiên sẽ nhìn từ góc độ của Dương Tiêu. Dương Tiêu giờ khóc giờ cười, anh thật sự không ngờ Hoa Mộ Tranh đã không nói thì thôi, vừa nói ra đã toàn là mây câu đâm tim. Lâm Phàm như trúng 1 triệu đòn sát thương, anh ta trừng mắt nhìn Hoa Mộ Tranh, người phụ nữ sâu xa này được lắm, dám mảng tôi, cô là ai hay cô có tư cách gì mang tôi? Lâm Phàm, cô ta là Hoa Mộ Tranh, người có chỉ số EQ cao mới được thăng cấp ở trong nước. Đường Dĩnh giận tím mặt nói. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Hoa Mộ Tranh cười khinh thường, ò. Cô là Hoa Mộ Tranh, gương nghi cũng không đến nỗi, sao lại ở cùng một chỗ với tên vô dụng ăn bám này. Có chỉ số IQ cao, tôi thấy cô bị thiểu năng, không có thuộc chữa ý. Người có chỉ số EQ cao chó má gì, theo tôi thầy là một người có danh tiếng giả dối thì có, A Phi. Bị Lâm Phàm sỉ nhục, nụ cười trên mặt Hoa Mộ Tranh càng ngày càng lộng lẫy, cô chỉ vào Dương Tiêu, ảnh biệt anh ấy là ai không? Hai người có biết 2 ngày qua Dương Tiêu đã gây ra động tĩnh gì ở Đề Đô không? 2 ngày qua, Dương Tiêu làm ảm ý bữa tiệc đón gió Tây Trần của Dương Bân Hàn, làm âm bữa tiệc mừng sinh nhật lần thứ 70 của ông cụ nhà họ Khương ở Đề Đô, tàn sát Bạch Long xã tỏ chức lớn nhất ở Đề Đô. Gây ra động tĩnh lớn như vậy, hai tên ngốc này lại dám nói nhảm trước mặt Dương Tiêu, bọn họ không muôn sông nữa sao? Không cần biết anh ta làm ra động tĩnh gì, chẳng phải cũng chỉ là đồ vô dụng thôi sao? Mà này, hai người đến đây làm gì? Chẳng lẽ hai người cũng biết tập đoàn Đề Hào là công ty lớn nhất ở Thiên Phủ Chi Quốc, định xin vào tập đoàn Đề Hào làm nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh à? Cũng đúng,
hạng người như hoa bên hồ dòng hai người chỉ có thể xin làm nhân viên quét dọn nhà vệ sinh. Làm chánh sở, không biết, còn tưởng rằng mình là quan chức cấp cao. Đường Dĩnh chế nhạo. Hai ngày qua cô ta và Lâm Phàm đi du lịch nước ngoài, bọn họ không biết bên trong đề đô đã xảy ra chuyện gì. Trong mắt hại người bọn họ, Dương Tiêu chỉ là đồ vô dụng không? Hơn không kém, Hoa Mộ Tranh và Dương Tiêu lăn lộn cùng một chỗ, cái danh chỉ số IQ cao chắc chắn là lừa đời lầy. Tiếng. Nhìn vẻ mặt đặc ý của hai người, nụ cười trên mặt Dương Tiêu càng rạng rỡ hơn, thật không? Chúng tôi tới đây xin làm nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh. Cô chắc chứ? Chẳng lẽ không phải, Đường Dĩnh rất khinh thi ông, bây giờ cô ta đã trèo lên cành cao, cô ta không hề để Dương Tiêu vào mắt, như thể trong mắt cô ta Dương Tiêu không khác gì con kiến. Lâm Phàm phát tay vui đùa nói, được rồi Dĩnh Dĩnh, chúng ta vào đi. Lát nữa chúng ta phải bàn bạc hợp tác với sếp Dương. Chúng ta không cần lãng phí thời gian, lãng phí nước bọt với bọn rác rưởi vô dụng này. Đúng vậy, chúng ta không cần lãng phí nước bọt với rác rưởi vô dụng. Đường Dĩnh cười khinh thường. Nhìn hai người kiêu ngạo, Dương Tiêu cười lắc đầu. Hoa Mộ Tranh nhìn Dương Tiêu nói đùa, Đường Dĩnh này khá thú vị. Chẳng thế còn gì, đúng là nhân đài, Việt kịch bản tương lai làm sao để leo lên đâu con nhà giàu, đưa ra thị trường bán sẽ rất chạy. Dương Tiêu nói đùa. Trong lúc hai người đang nói chuyện, một người phụ nữ mặc đồng phục thư kỷ đi tới trước mặt hai người, anh là anh Dương, Dương Tiêu đúng không? Sếp Dương của chúng tôi cho mời hai người. Sếp Dương, khá thú vị, Dương Tiêu xoa cằm đi theo thư ký. Không lâu sau, Dương Tiêu và Hoa Mộ Tranh đến một văn phòng cao cấp, vừa mở cửa văn phòng, cô thư ký nói với một người phụ nữ gợi cảm đang làm việc, sếp Dương, anh Dương và cô Hoa đến rồi. Lúc lâu người phụ nữ gợi cảm trong văn phòng mới ngắn đầu nhìn Dương Tiêu, mà Dương Tiêu cũng nhìn người phụ nữ gợi cảm này. Trước mặt là một người phụ nữ phương, tây với mái tóc xoăn gợn sóng màu hạt rẻ kiểu Ireland. Đáng người cao gầy có lồi có lõm. Phần mắt màu tím nhạt, đôi môi mỏng hồng hào, đôi mắt lười biếng và sáng, trên đầu ngón tay sơn màu đen nổi bật, nước da không phải rất trắng, dưới ánh mặt trời da trắng nõn nà. Một bộ trang phục rất nghiêm, rất lạ là cô ấy đang mặc một chiếc sườn xám bó sát có thêu hoa lan màu tím sâm, toát lên một phong cách mạnh mẽ của Trung Quốc. Cô là con lai, Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Người phụ nữ gợi cảm cười nhẹ, con lai Trung Âu, tôi xin tự giới thiệu. Tên tiếng Trung của tôi là Dương Tuyết Ly, tên tiếng Anh của tôi là Shirley Yang. Anh cũng có thể gọi tôi là Shirley Yang. Ồ, Shirley Yang, hai thú vị, mối quan hệ của cô với nữ chính trong Ma Thối Đèn là gì? Dương Tiêu nói đùa. Dương Tuyết Ly không nói nhiều với Dương Tiêu, cô ấy nói thẳng, ông già Dịch để anh thừa kế tập tài đề hào này, tôi giao tập đoàn đế hào này cho anh. Từ nay về sau, tôi sẽ không can thiệp vào chuyện của tập đoàn đề hào. Cái gì? Ông già Dịch. Nghe thấy Dương Tuyết Ly gọi Dịch Thập như vậy, Dương Tiêu khá ngạc nhiên. Trong ấn tượng của anh, dường như không có ai khác ngoài anh dám gọi Dịch Thập như vậy. Cô là gì của ông già Dịch? Dương Tiêu tò mò hỏi. Dương Tuyết Ly thờ ơ nói, tôi là ai không quan trọng, quan trọng là tôi giao tập đoàn đê hào cho anh. Khi anh thật sự ngồi vững trên vị trí long chủ, tự nhiên sẽ biết thân phận của tôi. Ồ, không phải nhân vật đơn giản. Dương Tiêu dở khóc dở cười. Biết rõ mình là long chủ mới mà vẫn còn bắt kính với tình, Dương Tuyết Ly này chắc chắn không đơn giản. Chẳng lẽ Dương Tuyết Ly này là con gái ngoài giá thú của ông già Dịch Thập? Điều này rất có thể trong ấn tượng của Dương Tiêu, ông già Dịch Thập này không lập gia đình, thường lang thang giữa những bụi hoa, không biết có làm tốt các biện pháp an toàn hay không. Nếu không làm tốt biện pháp an toàn, có lẽ thật sự sẽ có một đứa con gái. Tuy nhiên, nghĩ kỹ lại ông già Dịch Thập này năng mưa thát thường, luộm thuộm, răng rất vàng, thường nhai tỏi, hèn mọn như thế, làm sao có thể sinh ra một cô con gái xinh đẹp như vậy? Không khoa học, điều này không khoa học lắm. Làm gì có chuyện Dương Tuyết Ly không nhìn ra Dương Tiêu đang suy nghĩ gì, cô cũng không vạch mặt, được rồi, nhiệm vụ của tôi kết thúc, đi đây. Ây ây ây, đừng nóng vội thế chứ. Dương Tiêu vội vàng muốn kéo Dương Tuyết Ly lại. Nhưng còn chưa chạm vào Dương Tuyết Ly, cánh tay của Dương Tuyết Ly đã biến thành một bóng mờ, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai tránh tiếp xúc chân tay với Dương Tiêu. Dương Tiêu lại ngạc nhiên, không ngờ Dương Tuyết Ly này cũng là cao thủ. Cũng đúng, người do ông già Dịch Thập sắp xếp chắc chắn không phải người bình thường. Có chuyện thì nói, Dương Tuyết Ly uể oải nhìn Dương Tiêu. Dương Tiêu bất lực nhún vai,
công ty lớn này có nhiều dự án như vậy, cô Vô Mông rời đi có vẻ không thích hợp lắm. Chắc cô cũng biết tôi không am hiểu thường trường cho lắm. Không phải bên cạnh anh có cô Hoa, Hoa Mộ Tranh sao? Anh không biết, cô Hoa biết mà. Dương Tuyết Ly cười nhẹ. Dương Tiêu ngạc nhiên nói, hả, cô Hoa? Ông già Dịch chưa nói cho anh biết đâu hả? Cô Hoa là một thiên tài kinh doanh rất giỏi, có cô Hoa trở thành cánh tay phải của anh rồi. Tôi đã xử lý tất cả những tài liệu liên quan đến tập đoàn Đề Hào và lưu vào máy tính rồi. Về phần còn lại tôi không cần busy lo lắng. Dương Tuyết Ly nhẹ nhàng nói. Hoa Mộ Tranh ngạc nhiên nói, cô Dương, cô không nói đùa đấy chứ. Có cảm thấy tôi giống như đang nói đùa à? Không nói nữa, đi đây. Cuối cùng cũng có thể rảnh rồi tài ngày rồi. Dương, Tuyết Ly nói xong, không hề do dự nữa bước ra ngoài. Sau khi Dương Tuyết Ly rời đi, Dương Thiêu và Hoa Mộ Tranh nhìn nhau, rất không nói nên lời. Đây là bàn giao xong rồi. Có cần đơn giản qua loa như này không? Dương Tiệu sờ mũi, nhìn Hoa Mộ Tranh, nếu không thì tập đoàn Đề Hào giao cho cô. Anh lại muốn làm ông chủ vung tay à? Hoa Mộ Tranh cười xinh đẹp quyến rũ. Dương Tiêu gãi đầu, vẻ mặt trở nên xấu hổ, hết cách. Ông già Dịch cũng đã nói cô tới, vậy nên cô đành phải vượt khó tiền lên thôi, tôi thật sự. Không am hiểu kinh doanh cho lắm. Vất vả cho cô Hoa, Hoa Mộ Tranh rồi, tôi tin vào thực lực của cô. Tuy rằng cơ bản cũng đoán được ông già Dịch mà Dương Tiêu nói là ai, nhưng Hoa Mộ Tranh không hỏi, cô là một người phụ nữ thông minh, một người phụ nữ thông minh đến tận xương tủy. Đến trước máy tính, Hoa Mộ Tranh mở tài liệu ra, lướt qua một lượt, không tệ, các tập tài liệu này đã xử lý ổn, trong máy tính đều có, nghiên cứu kỹ thì có thể hiểu được. Vậy thì giao cho cô, tôi đến nhà tang lễ. Dương Tiêu thấp giọng nói. Vừa ra khỏi phòng, thư ký trẻ tuổi đã vội vàng bước tới hỏi, sếp Dương, cậu chủ nhỏ Lâm Phàm của nhà họ Lâm đến đây tìm kiếm hợp tác, anh có muốn gặp anh ta không? Ồ, Lâm Phàm, Dương Tiêu ngạc nhiên hỏi. Thư ký nhỏ gật đầu nói, vâng, vừa nãy bọn tôi đã đưa bọn họ đến phòng tiếp khách chờ một lát. Nghĩ đến vẻ mặt xấu xí vừa nãy của Lâm Phàm và Đường Dĩnh, Dương Tiêu thấp giọng nói. Nói cho bọn họ biết tập đoàn Đề Hào không bao giờ hợp tác với loại người rác rưởi vô dụng, bảo bọn họ cút. Vâng, sếp Dương, cô thư ký nhỏ đáp. Cọt kẹt tô khi cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra, Lâm Phàm hừng phần đứng lên, thế nào? Sếp Dương bận xong chưa? Xin lỗi anh Lâm, thư ký có hơi khó nói. Đường Dĩnh nghỉ ngò nói, sao vậy? Có gì không tiện nói sao? Không sao, không phải người ngoài, cô cứ nói đi. Đúng thế, nói thẳng đi, Lâm Phàm lại nói. Cô thư ký nhỏ do dự một lúc, cuối cùng nói, xin lỗi, sếp Dương của chúng tôi nói tập đoàn Đề Hào không bao giờ hợp tác với loại người rác rưởi vô dụng. Sếp Dương bảo hai người cút. Hai không bao giờ hợp tác với loại người rác rưởi vô dụng. Lại còn bảo bọn họ cút. Lời này nghe có vẻ quen quen. Giống như vừa nãy ở trước mặt Dương Tiêu hai người đã làm nhục Dương Tiêu. Bây giờ những lời này lại được đích thân thư ký của tập đoàn Đề Hào truyền đạt lại. Đột nhiên, trong đầu Lâm Phàm và Đường Dĩnh này nảy ra một ý tưởng táo bạo. Chẳng lẽ, sếp Dương của tập đoàn Đề Hào có hành tung bí ẩn vẫn luôn không xuất hiện trước mặt công chúng là Dương Tiêu? Một ý tưởng táo bạo xuất hiện một cách tự nhiên, cả Lâm Phàm và Đường Dĩnh đều, sững sờ, mắt tròn mắt dẹt không thể tin được. Dĩnh Dĩnh! Em có chắc Dương Tiêu là đồ vô dụng vào ở rễ nhà họ Đường ở Trung Nguyên của bọn em không? Lâm Phàm nhìn Đường Dĩnh hỏi. Nhà họ Lâm bọn họ và tập đoàn Đế Hào đã đạt được thông nhất từ trước, hai bên sẽ ký kết một hợp đồng trị giá 50 tỷ tệ. Lần này Lâm Phàm được ông nội lệnh cho phụ trách hợp tác dự án 50 tỷ tệ này. Thông qua chuyện này anh ta sẽ có được chỗ đứng vững chắc để kế thừa vị trí chủ nhà tương lai của nhà họ Lâm. Bây giờ dự án hợp tác 50 tỷ tệ bay màu. Không cần phải nói Lâm Phàm sụp đổ tột độ đến mức nào. Đường Dĩnh hoảng sợ nói, Lâm Phàm, chẳng lẽ anh không tin em sao? Dương Tiêu chỉ là đồ vô dụng mà thôi. Tút tút đúng lúc này, điện thoại của Lâm Phàm vang lên, là cuộc gọi của ông cụ nhà họ Lâm. Ông nội, có chuyện gì vậy ạ? Dự án bay màu, Lâm Phàm thấp thỏm hỏi. Ông cụ nhà họ Lâm nghiêm nghị nói, Phàm, ông nội nói với cháu một chuyện. Trong khoảng thời gian này đừng xúc phạm một người tên là Dương Tiêu đứa con rơi của nhà họ Dương ở Đề Đô. Những năm qua cậu ta vào nhà họ Đường ở Trung Nguyên ở rễ, lần này quay về đã gây ra một trận mưa gió máu tanh ở Đề Đôi. Dương Bân Hàn,
cậu chủ lớn của nhà họ Dương ở Đề Đô bị cưỡng ép phá hủy bữa tiệc đón gió Tây Chân. Tôi hôm qua, trong bữa tiệc sinh nhật lần thứ 70 của Khương Khâu Phong, ông cụ nhà họ Khương. Dương Tiểu đã mang quan tài đến. Nghe nói Bạch Long xã, thế lực lớn nhất trong Đề Đô cũng do chính Dương Tiêu này chém giết. Người này có thân phận bí, rất có thể là long chủ mới của tổ chức bí ẩn lớn nhất thế giới. Nhớ kỹ, nếu gặp phải người này, nhất định phải đi đường vòng, một khi xúc phạm, nhà họ Lâm ở Đề Đô sẽ tan thành cát bụi trong lịch sử. Cái gì, lại còn có chuyện như vậy? Lâm Phàm nghe xong, anh ta kinh hãi như thể bị đánh vào đầu. Bịch, dưới cú sốc mạnh này, tay Lâm Phàm run lên, điện thoại đột nhiên rơi xuống. Nhìn Lâm Phàm đã mất bình tĩnh, Đường Dĩnh kinh hãi nói, Lâm Phàm, sao vậy? Anh bị sao thế, ông nội nói gì hay? Đường Dĩnh, cô nói Dương Tiêu là đồ vô dụng đã ở rễ 5 năm. Trong nháy mắt, ánh mắt Lâm Phàm lộ ra vẻ tàn nhẫn, nhìn chằm chằm Đường Dĩnh bằng ánh mắt dữ tợn. Những ngày qua, anh ta và Đường Dĩnh đi du lịch nước ngoài, hoàn toàn không biết ở Đề Đô lại xảy ra một sự thay đổi kinh hoàng như vậy. Biết được những chuyện này, Lâm Phàm trợn mặt há hốc mồm. Nghĩ đến vì đồ đi Đường Dĩnh này, anh ta đã xúc phạm sâu sắc đến Dương Tiêu, sỉ nhục Dương Tiêu là rác rưởi vô dụng, Lâm Phàm cảm thấy sợ hãi không thôi. Chẳng trách tập đoàn Đề Hào không cho nhà họ Lâm hợp tác. Chẳng trách xếp Dương Bí Ân của tập đoàn Đề Hào lại nói với anh ta rằng tập đoàn Đề Hào sẽ không hợp tác với loại người rác rưởi vô dụng. Hóa ra là như vậy, hóa ra tất cả mọi chuyện là như vậy. Nhìn thấy Lâm Phàm đột nhiên thay đổi sắc mặt, Đường Dĩnh kinh hãi nói, Lâm Phàm, làm sao vậy, em nói đúng mà, anh ta chỉ là một tên ăn bám, chỉ là rác rưởi vô dụng, có vấn đề gì à? Có vấn đề gì à? Hai Lâm Phàm không thể tin được nhìn chằm chằm LNG Dĩnh. Cha ti, y trong phút chốc, cả người Lâm Phàm bừng bừng sát khí, anh ta chọt vung tay lên tát mạnh vào mặt Đường Dĩnh. Đường Dĩnh mắt cảnh giác bị Lâm Phàm tát thẳng vào mặt, cô ta nghiêng ngả, âm ngã xuống đất. Lâm Phàm nổi trận lôi đình gầm lên, Dương Thiêu, sệp Dương là rác rưởi vô dụng. Mẹ kiếp, ông đây thấy đồ đĩ nhà cô mới là rác rưởi vô dụng, cả nhà cô là rác rưởi vô dụng. Đường Dĩnh, từ nay về sau đừng để tôi nhìn thấy đồ ngu nhà cô nữa, nếu không ông đây gặp cô lần nào sẽ đánh cô làn, đói. A Phiêu nói xong, Lâm Phàm nhổ nước bọt vào Đường Dĩnh, xoay người rời đi trong cơn giận dữ. Nhìn thấy Lâm Phàm như vậy, con người Đường Dĩnh co rút lại. Sắc mặt trở nên cứng ngắc. Trong đầu cô ta có vô số dâu chám hỏi đen, hoàn toàn không biết đang xảy ra chuyện gì. Dương Tiêu, sếp Dương. Chẳng lẽ Dương Tiêu là sếp Dương đứng sau tập đoàn Đề Hào? Điều này làm sao có thể? Lâm Phàm, Đường Dĩnh dùng mình, nhanh chóng đuổi theo ra ngoài. Khó khăn lắm cô ta mới leo lên được cành cao, đâu có thể để Lâm Phàm đi như vậy. Cô còn hy vọng được gả vào nhà họ Lâm. Trở thành mợ chủ của nhà họ Lâm y lúc này, Lâm Phàm đã chạy đi xa, Dương Tiêu cũng vừa ra khôi thang máy, đi ra ngoài tập đoàn Đề Hào. Nhìn thấy bóng dáng của Dương Tiêu, Lâm Phàm vội vàng bước tới nịnh nọt, ôi trêu sếp Dương, vừa nãy tôi có mắt như mù, là tôi lỗ mãng đã xúc phạm sếp Dương. Hy vọng sếp, Dương không trách, những gì tôi nói vừa nãy không rõ ràng, tôi mới là rác rưởi vô dụng, tôi mới là rác rưởi vô dụng. Anh là rác rưởi vô dụng. Thấy Lâm Phàm, Dương Tiêu dừng lại nhìn Lâm Phàm với vẻ mặt vui đùa như đang nhìn chằm chằm một tên hề. Bị Dương Tiêu nhìn chằm chằm, trên trán Lâm Phàm đổ mồ hôi lạnh. Lúc này, anh ta chỉ muốn đánh chết Đường Dĩnh, sau đó lấy roi quất vào thân thể 100 lần. Tất cả là do đồ đĩ này, nếu không phải Đường Dĩnh, anh ta cũng sẽ không dám xúc phạm Dương Tiêu. Đê lây lòng Dương Tiêu, Lâm Phàm đã tự tát vào mặt mình, là miệng tôi thiệt, sếp Dương đừng để ý. Cùng lúc đó Đường Dĩnh cũng chạy tới, cô ta tình cờ nhìn thấy cảnh này. Cái gì, miệng tôi tiện. Lâm Phàm, sao anh phải khúm núm với đồ vô dụng này? Ảnh là cậu chủ nhỏ của nhà họ Lâm ở Đề Đô cơ mà, tên Dương Tiêu này ở trước mặt anh chỉ là cái răm. Đường Dĩnh không thể tin được nói. Nghe vậy, Lâm Phàm đang sống sờ sờ suýt bị Đường Dĩnh chọc ngất xỉu. Mẹ kiếp, Đường Dĩnh, đồ đĩ nhà cô muốn chọc ông đây tức chết hả? Ông nội của anh ta đã đích thân gọi điện cho anh ta, bảo anh ta không được xúc phạm Dương Tiêu rất có thể long chủ mới. Sao tin tức này có thể là giả được? Dương Tiêu nhìn Lâm Phàm chế nhạo, tôi ở trước mặt anh chỉ là cái rắm. Không không không, sếp Dương xem anh nói kìa, là tôi ở trước mặt sếp Dương là cái rắm mới đúng.
Lâm Phàm cười nịnh nọt. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 32.